Mình sống luôn luôn lúc nào cũng liên tục với các cái tâm đó, nó thay đổi, nó lưng phiên. Mà tâm thay đổi thì tướng nó thay đổi. Ví dụ như bình thường tướng mình hiền lắm ha, ví dụ vô chùa gặp Phật cái tướng hiền lắm, chấp hai tay nè, chấp tay lại. Còn cái tướng cúi đầu ha, rồi miệng nhìn thấy hiền liền A Di Đà Phật ha. Vừa ra ngoài cái ông chồng cầm chai rượu đi cái một, bắt đầu là tâm nổi máu rồi đó, đúng không? Hồi nãy ở trong chùa thì nói có cái tâm từ bi như Quan Âm Bồ Tát không, nhưng mà đi ra ngoài đường nghịch ý nghịch lòng bắt đầu tâm Bà La Sát nổi lên đó, bắt đầu là ăn thua đủ nha, có nhiều là gọi là tới bến luôn đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy tâm nó làm chủ lấy mình, luôn luôn lúc nào nó cũng nổi lên tâm ở trong tâm mình khi chúng ta bắt gặp những cái cảnh. Ví dụ như chúng ta là có 5 cái căn, 5 căn tức là 5 cái dụng cụ để bắt cảnh đối với con người hay con khác, làm khi không có đủ đâu. Ví dụ con trùng dế rồi nó không có đủ đâu, con lãi rồi đó nó không có đủ đâu, vi trùng vi khuẩn virus nó không có đủ đâu. Nhưng mà con người mình có đủ 5 căn, có con mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có cái lưỡi và có cái thân này. Vậy con mắt để gì? Để nhìn, nhìn để làm chi? Để nhận biết màu sắc hình tướng. Lỗ tai để làm chi? Để nghe, nghe cái gì? Nghe âm thanh của tất cả các cái vật xung quanh mình. Lỗ mũi để làm chi? Để ngửi tất cả các mùi của các vật xung quanh mình. Cái lưỡi để làm chi? Để nếm tất cả các vị của các vật xung quanh mình. Cái thân để làm chi? Để xúc chạm với tất cả các vật xung quanh, nó có thể chạm vào trong thân của mình được, để nhận biết nó là cái gì. Vậy thì con người mình có 5 cái món công cụ để nhận diện được thế giới quan xung quanh mà không phải trên người của mình, mà ngoài người của mình thì mình nhận biết được. Nhận biết thôi đi, ví dụ thấy này vàng thì biết vàng thôi, thấy này đỏ biết đỏ thôi, thấy cái bàn biết cái bàn thôi, thấy cái nhà biết cái nhà thôi, không. Thấy rồi, thấy thằng đẹp bắt đầu thích rồi nha, không? Thấy xấu bắt đầu chê rồi nha, thấy nghịch ý nghịch lòng bắt đầu giận nha, thấy là người ta ăn hiếp mình bắt đầu bực nha, thấy người ta nịnh mình khoái nha, thấy người ta khen mình cái mình vui nha, thấy người ta chê cái mình buồn nha, đúng không? Như vậy căn là để nhận diện trần, nhưng mà không ngờ sau khi nhận diện trần đó nó lại sanh ra một cái tâm phiền não ở trong đó. Thì tâm đó gọi là tâm phiền não đó. Chính cái tâm phiền não nó chứa các cái dòng cảm thọ vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen ở trong đó đó, mà nó quay mình như là quay dế đó. Và cái tâm phiền não này nó có một chức năng. Ví dụ như cái dao để làm gì? Cái dao là để mình chặt cây, chặt củi, chặt đồ ha. Ai nói làm cá? Thì cũng làm cá, sắc tàu hũ gì cũng được, nhưng cái dao muốn làm gì làm mà. Có nghĩa là cây dao để làm gì đó, hiểu không? Rồi bây giờ cây búa để làm chi? Để bữa củi, để đóng đinh, đúng không? Cây cưa để làm chi? Để cưa cây, cưa này kia, phải không? Đó, cây dầm thì để bơi, cây chèo là để chèo, cái xuồng là để chuyên chở người ta, cái xe để chạy, cái nhà để ở, đúng không? Vậy tâm phiền não để làm gì? Để tạo nghiệp. Cái tâm phiền não để tạo nghiệp. Cái tâm mình nó tạo ra nghiệp. Bây giờ ví dụ nha, mình có tâm tham, muốn hút của người ta bên ngoài vô, phải không? Bắt đầu mình suy nghĩ cách hút nè. Bây giờ mình thấy là ở bên nhà người ta là vàng bạc châu báu nhiều quá, bắt đầu mình suy nghĩ đợi chừng nào đi du lịch, bây giờ mình về mình cưa mở khóa vô nghe ha. Bây giờ phương án thứ nhất mở khóa vô trực tiếp, phương án thứ hai là đào tường khoét vách vô, phương án thứ ba là dỡ tàu lên trên đi xuống. Bắt đầu nó suy nghĩ, nó suy nghĩ cách gì, cách ăn trộm của người ta, hoặc là cách chặn đường ăn cướp nếu cái tài sản đó nó lớn đi trên người. Ví dụ như có chiếc nhẫn rồi ha, hột sàn rồi, chớp ha, đó, vàng rồi ha, dòng xi men rồi đeo ha, dây chuyền rồi đeo ha. Quý vị đẹp một chút mà hận muôn đời nha. Trời ơi, có cô kia đeo cái cọng dây chuyền đó, đi ở ra ngoài đường chạy ngang, đang chạy ông đa mà nó chạy ngang dứt cọng dây chuyền cái nó té nhào đất liền. Té nhào đất mới đứng lên sớ rớ, nó quay lại nó tán cái bóp. Nó là ủa sao mà giật dây chuyền đi luôn còn tán? Nó quay lại là đồ mặt đẹp mà đeo chuyền giả. đeo còn cái viền vàng giả đó, nó giật đi, tăng nó nhìn thấy vàng giả quay lên nó chọi vô mặt, còn tán thì có bóp nữa. Nếu mà đeo vàng thiệt đâu có tán ngoài sao, nó chỉ có cái nó giật cộng dây chuyền cắm đầu thôi chứ không có bị tán. Đeo đồ giả vừa bị giật dây chuyền vừa bị tán, cho nên mai mốt đi ra đường làm ơn làm phước đeo đồ xịn dùm cái, hiểu không, không có bị nó tán. Chứ không thể nó quay là nó tán cái bóp cái xiển niễn à. Còn mà thôi tốt nhất đừng đeo, đâu bị giật. Trong tất cả các đồ đeo mà bị giật đó là thầy nghiên cứu chỉ có chuỗi là nó chừa thôi à. Có nghĩa là đeo chuỗi nó không có giật mà. Chưa bao giờ ông thầy nào cái vụ án nào mà giật cái sâu chuỗi chứ. Chưa bao giờ thấy báo nào đăng mà là vào ngày mấy tháng mấy đi ở bến Ninh Kiều Cần Thơ bị giật cái sâu chuỗi đâu, không có. Không có giật chuỗi. Mà nghe nó giật vàng á, cỡ mấy bộ dòng xi men đó là để ý dữ lắm đó. Nãy giờ nó chớp mà chớp lên trên đất nhà mà nhá luôn nha. Đó, để ý dữ lắm nha, mới mai mốt mà đi ra đường lấy khăn quấn rồi lại. Mà đi ra đường lấy khăn quấn lại có nhiều người á, đeo cộng dây chuyền á, ém xuống trong cổ áo á, còn bịch lại đây nữa lấy khăn vòng nữa. Vậy đeo làm chi mà nên mà còn lấy cái khăn quấn lại nó ai thấy. Mà ta không thấy đeo làm gì. Đeo là chủ yếu để cho người ta thấy. À, không cho thấy cho đẹp, còn ra quấn hết trơn rồi còn vậy nữa đầu đẹp. Vậy đeo như không, thôi về nhà sắm chuỗi đeo cho chắc ăn đi ha. Bên đây đằng sau, bên đây đằng sau ha. Rồi hai cái chân hai sau, cổ đằng sau nó đeo 5 sau. Đi ra đường vậy đó, cũng đẹp như thường à, phải không? Đó, tức là mình lúc nào rảnh chỗ nào là bóc sau chuỗi đó đó. Bên đây A Di Đà Phật, đây A Di Đà Phật, kia A Di Đà Phật vậy đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm của mình đó là để tạo nghiệp. Mình tham, muốn hốt cái đó về đồng suy nghĩ cách hốt đó ha. Bây giờ suy nghĩ cách hốt, có những cách mà mình suy nghĩ táo bạo lắm. Ăn cướp nè, ăn trộm nè, đâm nè, chém nè, giết, bài thể thuốc độc nè, lừa đảo nè, hứa lèo nè, đủ thứ hết. Miễn sao lấy của người ta, được về mình thôi, đó là ý nghiệp. Cái thứ hai, nước đầu thực hiện này nha. Dùng lời ngon, tiếng ngọt đi qua, cho tôi mượn đi. Một tháng trả liền, nó dốc chết liền, nó đầu thề nha. Quý vị để ý cái vụ mượn tiền nha. Người nào mà thề nhiêu chừng nào là người đó không trả chừng đó đó. Còn người ta mượn cái không cho, không cho thôi về. Còn người mà còn năn nỉ mà lết tới lết lui, tôi nói cái này nè, tôi thề chết thề sống ha, rồi là ông đó không có trả. Mà cũng thầy cũng chưa bao giờ thấy người nào mượn tiền mà trả chứ, không biết làm sao nha. Thầy chưa bao giờ á, cuộc đời không thấy người nào mượn tiền trả chứ, mượn tiền đi luôn không à. Do nên Phật tử mà lại chùa mà than thầy mấy cái này là dữ dội lắm nè. Có bữa hôm mấy cô Phật tử á, đầu có 400 triệu cho bạn Chí Cốt mượn sao đó. Bây giờ đổi là thôi bà đi thưa đi, cho mượn không có giấy tờ đâu thưa. Cái cổ lại là thầy ơi thầy, chùa có câu thần chú nào để chục người ta trả lại tiền không? Đó là thần chú chục giống như bùa với chục. Ở trong nhà Phật đâu có cái vụ thần chú mà chục trả tiền. Trời, có thần chú chục trả tiền chắc bây giờ sau dịch này nè mình cho người ta tụng chắc linh lắm mà. Phải không? Sau dịch là cho người câu thần chú ai mượn tiền mượn là cho nên mua ta bà ha gì đó, đại loại như vậy. Đó là đắt lắm, nhưng mà trong chùa không có bộ kinh nào để có câu thần chú chục tiền hết á. Cho nên thôi mình chịu đi. Như vậy bắt đầu á, người ta dùng lời ngon tiếng ngọt, ta phạm vào cái khẩu nghiệp. Rồi bây giờ á, bắt đầu cái tay mình lấy giật chôm chĩa này nọ, thì tay mình á, thì trở thành thân nghiệp. Như vậy là thân khẩu ý nghiệp, nó tạo nên một cái nghiệp nhân. Mà nghiệp nhân thì tương lai gặp duyên nó sẽ trả cái nghiệp quả. Nên ngày hôm nay chúng ta thấy cái quả nghiệp của mình nè, nó nằm đâu? Nằm trên thân của mình, nằm trên hoàn cảnh của mình, nằm trên người thân của mình. Nhìn chồng ta mắc ham, nhìn chồng ở nhà muốn kêu cảnh sát bắt là cái đó là nghiệp của mình đó. Thấy ham là sao? Là tại vì người ta gieo cái nghiệp thiện. Hồi trước ta đi đạo tràng Minh Chất, người ta nghe pháp, còn là mình đi karaoke, hiểu không? Đó, người ta đi tu ngày, còn mình đi quậy. Đó, do đó ở đâu ra mà có ông chồng ngon lành, quý vị hiểu không? Cho nên mình nhìn bên ngoài thấy trời ơi, người ta ở nhà lầu thấy mắc ham, còn mình là ở nhà te tua tơi tả. Người ta chạy chiếc xe thấy mắc ham, giống xe để nguyên cái hàng xe mà ở ngoài đầu đường nè, trời ơi có cái chỗ xe quá xe xịn không, phải không? Còn mình chạy xe cà tàng xúc sên, rồi là lỏng ốc, rồi bánh gì công niền, lỏng bạch đạn gì đó, mình là chạy. Thấy người ta chạy mắt ham, cái đó là gì? Đó là quả báo của đời chướng. Những cái gì nó nằm trên mình, những cái gì nó xung quanh mình, những cái gì là người thân của mình, người quen của mình, những cái gì mình tiếp xúc, đó là quả báo của nghiệp mình đã gây tạo từ đời trước đó quý vị. Cho nên một cái người mà học Phật Pháp rồi không bao giờ người ta đổ thừa hoàn cảnh, không bao giờ người ta than với hoàn cảnh cả. Cái đó là nghiệp của mình tạo, bây giờ mình phải lãnh những điều đó. Thì cái đó giống hệt đứa con của mình. Mình tạo ra nó, mình sanh ra nó, thì cũng đừng bao giờ nhìn cái mặt nó, sao con người ta sanh ra đẹp quá, mày sanh ra xấu quá. Mình nói vậy bắt đầu mai mốt nó ra đường nó nói lại, sao nhà người ta ba mẹ đẹp không, ba mẹ tôi xấu quá. Hiểu không? Cho nên đó quý vị đừng có nói. Cái đó là gì? Nó gắn giống hệt nhau đó. Xấu nó đụng với xấu, đẹp nó đụng với đẹp. Gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Cho nên quý vị hãy chấp nhận tất cả gì mình có. Chấp nhận nghĩa là gì? Chấp nhận ở đây không có nghĩa là mình có một cái tâm đầu hàng số phận. Chấp nhận đây có nghĩa là mình hiểu đây là nghiệp của mình, cho nên mình không có chống lại nó, mà mình trân trọng thôi. Cỡ nào ông trân trọng chứ, trân trọng nó, chứ chúng ta không có bạc đãi nó, là tại vì nó là nghiệp quả của mình. Cho nên mình có ông chồng đó, có đứa con đó, có người anh đó, có người em đó, có gia đình đó, là cái quả báo của nghiệp mình đã gây y như vậy. Bây giờ mình có y như vậy. Còn cái thân tướng này cũng vậy nè. Bữa hôm có một cô Phật tử kia, cổ là bực bội muốn chết luôn vậy đó. Ta sanh ra người nào nấy chân dài cả thước, còn ông già sanh ra chân có 4 tấc, ai cũng nhìn là người ta cũng chê hết trơn á. Là bực bội muốn chết. Là bực bội gì? Bực bội là tại vì cái nghiệp của mình tạo nghiệp nó tới 4 tấc chứ không tạo tới 5 tấc nổi. Cho nên tùy vào cái phước của người ta cỡ nào mà người ta lãnh đó. Cái phước tướng là đẹp hoặc là xấu là phước tướng đó. Cho nên người nào mà đẹp đẹp là hồi trước có làm cái phước tướng. Mà làm phước tướng làm gì? Đem bông cúng Phật. Ông nè, đem cúng Phật nè, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, trang hoàng điện Phật, kiếp sau lộng lẫy luôn, hoa hậu không. Rồi cái đó là mình cái phước, mà phước là mình cúng dường bố thí đem lại. Còn phước tu tập đem lại nữa. Đời trước tu nhẫn nhục và từ bi. Cái người nào tu nhẫn nhục từ bi, qua kiếp sau nhìn thấy tướng hiền liền. Chân mày dòng nguyệt, cái miệng chữ ớ. Cái miệng chữ ớ là miệng úp xuống, chân mày dòng nguyệt cong mà xuống ha. Còn người mà tu cái hạnh sân si á, hạnh sân si tức là ai đụng vô mình cái bồ đề gai nổi lên cục 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 đó, kiếp sau sanh ra thì chân mày nó dởn lên, cái miệng nó chữ á, cái miệng mình á nó cong ngược vào lên là miệng chữ á. Còn người nào á mà tu hạnh từ bi, miệng nó chữ ớ, thấy không? Cái chân mày nó là cong dòng nguyệt ha, cái đó là từ bi. Còn mà cái người nào mà dữ dằn là chân mày nó thẳng đứng lên nè, nó quẹo chân mày đứng lên nè. Do đó mình thấy mình giận cái đầu hai mắt mình xích ngược lên, miệng mình đầu quay sách, cái miệng quay sách, người biết miệng quay sách không? Do đó mà tâm của mình á thì nó tạo nên cái tướng ở trong kiếp sau, và nghiệp của mình á nó tạo nên cái tướng trong kiếp sau. Cho nên cái người nào mà tu hạnh từ bi hỷ xã, qua kiếp sau thấy tướng hiền dữ dằn lắm. Người nào có đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật ha, lát vàng tượng Phật đó, kiếp sau trời ơi nhìn cái tướng một quá là người ta nhìn vô một cái là ta xỉu 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 luôn đó, chứ không phải là nhìn cái ta hết hồn hết vía đâu, nhìn cái ta tính ma là rồi đó. Thấy không? Là biết kiếp trước là mình không có làm cái gì mà phước báo gì cho ngon lành cái thân tướng này, đó là quả báo. Cho nên đó quý vị đừng có bao giờ bực cha bực mẹ hoặc bực mình về cái mặt của mình, về cái thân của mình, mà đó là cái quả báo của mình thôi. Mình nếu không hài lòng thì kiếm mớ tiền đi qua Thái Lan đập sửa lại, hiểu không? Đập mặt tiền sửa mặt tiền, đập nội thất sửa nội thất, đại loại như vậy. Kiếm mớ tiền đập sửa lại, chịu đau chút là được. Còn mà mình bằng lòng thôi, trời xanh sao để vậy cho nó chắc ăn, vậy thôi cũng được chứ không sao hết. Đó là quả báo của nghiệp, mà nghiệp nó xuất phát từ tâm. Tâm của mình là tâm gì thì nó quần quần nó tạo nghiệp đó. Nghiệp chia làm 2 loại, thiện giả. Ai mà gieo nghiệp thiện á thì qua kiếp sau nó sẽ trổ qua cái quả báo hài lòng. Ai mà gieo nghiệp ác á, qua kiếp sau nó trổ quả báo bất như ý. Vậy nghiệp thiện là gì? Nghiệp thiện nó nằm ở trong tâm mình á, là cái tâm mình gieo không phải với tham lam, không phải với bất nhí, không phải với không có hiểu Phật Pháp, có lẽ không phải tham sân và si, đó là trong tâm mình. Bên ngoài cái nghiệp thiện là giúp đỡ người khác, làm cho người khác an ổn hài lòng. Cái nghiệp ác ở trong tâm là cái nghiệp gieo bởi sân, bởi giận, bởi hờn, bởi ghét, bởi ghen, bởi tham lam của cải của người ta, và bởi si mê không biết được giáo pháp của nhà Phật, cho nên nó không biết nhân quả nghiệp báo. Đó là nghiệp ác ở trong tâm. Nghiệp ác ở bên ngoài là mình làm cho các loài chúng sanh đau khổ. Bởi vì mình làm cho ai khổ cái là trời ơi sao ác với tôi quá, đó là làm ra đau khổ mà. Thấy không? Cho nên mấy ông chồng thường hay ngồi nhậu rượu rồi ông nói đó, không biết tôi có làm gì ác không mà tôi lấy bả rồi ha. Đó là biết bà vợ làm cho ông chồng khổ dữ dằn lắm mà đó, cho nên ông không biết làm gì ác không mà lấy bả. Cho nên cái cảm giác của mình không phải là cái suy nghĩ của người khác, mà là cái độ hài lòng của mình hay là không hài lòng của mình. Ví dụ như có hai vợ chồng, các ông kia kịch lại chùa thầy, bà vợ á thì nói với thầy á là thầy ơi thầy, ông chồng con á, kiếp trước ông tu ít gì cũng 8 kiếp tới 10 kiếp, kiếp này mới gặp con đấy. Rồi nó tự tin ghê không? Tức là nó đem lại hạnh phúc, đem lại an vui cho ông chồng. Cái một chút á, bà vợ á, dẫn đứa con đi ngồi sau đi toilet, ông chồng ở đây ông lại ghề lại, ông la thầy á thầy bấm thầy coi cho con kiếp trước con có phá chùa phá miễu gì không, con gặp bả là ủa sao kỳ ta, cái này sao nó trẻo trẻo làm sao rồi nghe. Hồi nãy á, bà nói khác, bà nói là ông tu 8 kiếp tới 10 kiếp mới gặp được bả, ổng á tu 8-10 kiếp mới gặp được bả ngày hôm nay. Còn mà ổng á thì lại nói khác, ổng lên kiếp trước con có phá chùa phá miễu không, kiếp này gặp bả là ủa sao cái này nó căng làm sao nghe, sao nó không hợp lý à. Hiểu chưa? Bà vợ á thì ngỡ rằng lấy ông chồng đó, ông chồng rất hài lòng đối với mình. Còn ông chồng á là nói á, là bà vợ rất hài lòng với mình và mình ngược lại điều đó. Có nghĩa là người ta không hài lòng đối với nhau, đó là người ta đang bị quả báo của nghiệp ác. Cho nên á, không phải hoàn cảnh tốt mà là độ hài lòng. Đâu phải tiền một đống là tốt đâu, tiền đống mà người ta không hài lòng thì cũng là cái quả ác. Quý hiểu không? Cái quả ác là quả cái chỗ làm cho mình đau khổ, đó là quả ác. Còn cái hiện tướng ở bên ngoài tùy vào hiện tướng mà cái kiến giải mình nhìn đó là cái gì. Ví dụ có nhiều người nhìn từ tiền người ta sung sướng lắm, có nhiều người nhìn tiền người ta cũng không sung sướng nữa. Thật đó. Có nhiều người á là người ta cái nhà cao cửa rộng ta sung sướng, có nhiều người sống trong nhà cao cửa rộng ta ngán chết, người ta ngán lao. Người ta cũng không có vui gì chứ. Có nhiều người con cất cái nhà 3 căn rồi lao muốn chết luôn, lao tối ngày than là thầy trời ơi nó cất nhà lớn tới giờ con lao còm cái lưng luôn á, con không ham một chút nữa. Thấy không? Như vậy mình tính đâu nhà lớn ngon. Tức là cái người không có nhà thì người ta khoái cái nhà, còn người có cái nhà rồi lao ghét cây ngán cái nhà. Hiểu không? Người không có chồng á, thì bắt đầu đi kiếm mà đi vòng vòng dạo tới dạo lui kiếm có ông chồng. Còn chừng nào kiếm có ông chồng rồi bắt đầu đi kiếm người khác định gả ông chồng à, tại không làm chịu hết nổi. Hiểu không? Nó căng là căng cho đó. Nên con người ta không có bằng lòng với số phận bất kỳ cái gì của nghiệp của mình hết. Cho đến khi là mình học giáo pháp của nhà Phật, mình biết được rằng tất cả những cái xung quanh mình là do nghiệp của mình tạo ra. Cho nên mình trân trọng tất cả các cái không mà hồ hởi đón tiếp, và cũng không có nghịch ý nghịch lòng mà xua đuổi gì cả. Ai đến với mình thì mình trân trọng, dầu cho đó là nghịch duyên. Nghịch duyên tức là người ta đến với mình đó, người ta căng thẳng với mình gọi là nghịch duyên đó. Rồi dầu cho là thuận duyên, người ta đến với mình đó, người ta sẵn sàng giúp đỡ chiều chuộng thương yêu, thì cái đó là thuận duyên đó. Mà dầu thuận hay là nghịch gì, hết duyên nó cũng hết. Ví dụ như nghịch duyên nha, người ta làm khổ mình hoài mà không phải làm khổ hoài đâu, làm khổ thời gian hết nè, trả hết nó hết nè. Rồi bây giờ người ta làm cho mình sung sướng cũng không phải sung sướng hoài đâu, thời gian hết nó cũng hết nè. Cho nên có những khi á quý vị, người ta đến với mình ta làm cho mình rất là an vui, rất là hạnh phúc, đùng cái rồi ai đưa con sáo qua sông, bay đi quay bay lại, mắc công bay về bay luôn. Một chiều mưa con sáo nó đi luôn, khỏi công về luôn. Thấy không? Người ta hỏi tại sao đang im đang ấm đang ngon đang lành mà tại sao con sáo đi sang sông? Tại vì nó khoái bay qua sông nó bay, chứ không hỏi tại sao, chứ hết duyên. Quý vị hiểu không? Hết duyên. Cho nên có những người hết duyên đó, mà trong khi còn duyên á, thì người ta làm cho mình rất là sung sướng, rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Khi hết duyên rồi ta chấp thủ cái đó. Chấp thủ có nghĩa là ta muốn giữ chặt cái an lạc hạnh phúc đó hoài đó. Mà giờ mất đi rồi bắt đầu người ta hớt hơ, hớt hải. Người ta gọi là không biết làm gì hết trơn á. Quý vị, người ta rất là sầu thương, oán giận, buồn, không muốn ăn, không muốn ngủ, thậm chí không tắm luôn. Tới nó buồn, buồn lê, buồn lết, mà buồn chết con tim á, buồn sao, buồn sát, buồn nát con tim. Cho nên nó quá gì, không ăn, không uống, không ngủ, không nghe chứ á. Cái đó là nếu mà nói cái chữ đời chút á, gọi là bị ngu á, hiểu không? Giận người ta mà giết mình. Không ăn uống, không ngủ là giết mình chết, còn gì nữa, mình chết. Mà thân của mình là của mình, thân này là của mình, mạng này là của mình, còn việc làm là của người ta, lời nói là của người ta. Vì lời nói của người ta giết mình, vì khôn hay ngu. Ồ, người ta chửi nha, người ta chửi rầm lên tối về không ăn, không uống, không ngủ, mình chết. Lời nói của người ta, mạng là mạng của mình. Quý vị có nhớ điều này không? Lời nói là của người ta, mạng là của mình, nhưng mà vì lời nói của người ta giết cái mạng mình. Không ăn, không uống, không ngủ, bao nhiêu ngày nó đi rồi, hiểu không? Là thùng cắt rồi, ó e là xong rồi, chứ còn nữa. Cho nên cái người khôn á, quý vị, lời nói thoảng gió bay, ai nói gì thì nói, kệ, tôi tu rồi tôi xả hết, buông xả hết, ai nói thì nói kệ. Mạng là mạng của mình, lời nói của người ta, hành động của người ta, mạng là mạng của mình. Do đó mình gặp hoàn cảnh không phải gì của mình, chứ bên ngoài mình, gặp lời nói bên ngoài mình, cư xử bên ngoài mình, mà đem về giết chết cái mạng mình. Mạng mình là của mình, của cha của mẹ sanh ra, còn chưa đền ơn đáp nghĩa, sanh thành dưỡng dục cù lao của cha mẹ, của ông bà, của quyền thất tổ, của bao nhiêu người giúp đỡ mình nữa, mà vì một lời nói của người ta thôi. Có nhiều người chồng chửi 3 ngày không ăn cơm, giết chết mình luôn. Quý vị thấy không? Cho nên á, cái người tu tập á, quý vị, người ta không có chiều theo cái tâm của mình. Là tại sao tất cả tâm phiền não nó đều tạo nghiệp xấu ác, mà nghiệp xấu ác nó quay lại, nó làm cho mình rất là đau khổ. Cho nên người ta tu, người ta lẳng lặng trước cuộc đời, ta biết tâm này không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình, nó chỉ xuất hiện ở trong nhà mình thôi. Nếu nó là người tốt á thì nó quét nhà, nó lau nhà, nó giặt đồ. Còn nó là người không tốt, nó vô đây nó phá banh cái nhà mình luôn. Nó cắt điện, nó cắt nước, nó viết lên tường, nó đập đồ này, đập đồ kia, nó kiếm vàng, kiếm bạc rồi nó đem đi. Thì cái tâm cũng vậy, tâm nó ở trong vũ trụ, đâu. Nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh thì nó sanh ra một cái loại tâm. Thì chính cái tâm đó, nó đi từ bên ngoài vũ trụ đi vào trong tâm của mình. Đức Phật dạy tất cả loại tâm phiền não không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình, mà đó là nhân duyên hoàn cảnh mà nó sanh ra. Hết nhân duyên hoàn cảnh thì nó sẽ mất đi. Bây giờ ví dụ ha, người ta khen mình tiếng, mình rất là vui, mình tính tâm vui nó còn hoài. Tới người ta hết khen cái hết vui. Giờ người ta chê, người ta mình buồn, mình tính buồn nó còn hoài không. Một chút xíu cái nó hết buồn, cái là nó hết nè. Không có cái gì mà tồn tại mãi mãi thời gian. Nhưng mà nếu mình tác động cho nó đi nhanh, nó lấy này thế này kia. Ví dụ như tâm mình đang buồn, nó có niệm Phật thế cái nó hết buồn, hoặc nhẫn nhục thế nó hết, hoặc là chúng ta nghe kinh nghe sách hồi cái nó hết. Làm cho cái nỗi buồn của mình nó đi qua mau bằng cái này nó thế kia. Đức Phật nói trong cái bài kinh đó là hình ảnh của một cái cây cột gỗ mà người ta tra cây kèo, cây xiên, cây sảnh đâu trong đó bởi một cây niêm. Bây giờ á, mình muốn cây niêm này mất đi thì người ta lấy cây niêm khác, người ta niêm ngược qua vô thì nó văng cây niêm này ra, ngược đầu qua lại. Ví dụ như chúng ta có tâm sân giống như lại cây niêm. Bây giờ muốn bỏ tâm sân thì chúng ta lấy cái tâm từ bi, chúng ta khởi tâm từ bi là cây niêm mới nó tống văng ra. Hoặc là người ta dùng câu niệm Phật để tống cái tâm sân đó đi là cây niêm mới nó tống văng đi. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm hồn cái nó tống cái tâm kia, nó văng ra khỏi tâm của mình. Như vậy thì cái tâm nào mà được lặp đi lặp lại nhiều lần thì tâm đó nó lớn lên. Con heo ngày nào cũng nuôi thì con heo đó nó lớn dữ lắm, nó lớn nhanh lắm. Con heo sáng cho ăn, chiều cho ăn, tối cho ăn thì lớn nhanh lắm. Ngày ăn có ngày một heo nó lớn chậm lắm, còn ngày ăn ngày không thì heo nó đẹp ngắt, phải không? Tâm mình cũng vậy, nuôi tâm lớn lên bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần đối với tâm đó. Bây giờ ví dụ như sân, ai nói gì cũng sân, ai nói gì cũng giận, ai nói gì cũng hờn. Như vậy thì tâm giận tâm hờn càng ngày nó càng lớn lên. Gặp cái gì cũng tham, cái gì vừa ý là tham, gì vừa ý là tham, gì vừa ý là tham. Tham là gì? Là tâm muốn hút về làm cái của người ta thành cái của mình đó. Thấy cái gì hài lòng hút, hút ở trong tâm trước muốn, gọi là tà ý tham. Tà ý có nghĩa là của người ta mà mình muốn hút về. Còn cách hút như thế nào? Bắt đầu nghiệp ý nó khởi lên, nó suy nghĩ là suy nghĩ nát nước hết, muốn hút làm sao hút về nữa. Giờ ba để lại cái nhà, có hai anh em hả? Bây giờ tao đuổi thằng em ra ngoài, tao đuổi bằng cách nào? Bắt đầu nó ngồi nó tính à nha, nó tính gì đó là tham nhà đó. Nó tham muốn đuổi phải chia hai chị em thì chia hai nhà thôi. Cái này có Sài Gòn rồi đó. Hai chị em nhà. Ông già để lại cái nhà đó tới 30 mấy tỷ lần đó. Tức là mặt tiền ở quận 5 á. Ông già trước khi chết bà chị đi nuôi mới làm cái giấy là người cha thiếu người chị, lầu lăn tay ký tên tại bệnh viện, ống hấp hối không biết gì, mới cầm tay ký luôn. Khi mà chết đó, đám xong bà đem cái giấy ra, bà nói ông già thiếu bà 30 mấy tỷ, chị bệnh đó, bao nhiêu năm nay đó. Đem giấy ông già lăn tay, chổng ràng quặng đem ra thưa đuổi hai chồng em ra khỏi nhà luôn. Không có nhà ở luôn, mướn là nhà trọ ở luôn. Bà cổ ở nhà mình, ở 3 năm sau ung thư chết. Thằng em nó vô thừa kế, tại vì đó, hai chị em ruột mà thì chết là em nó thừa kế, pháp lực đó, nói em thừa kế, em nó dọn ngược vào vô. Cái này mới đau thương nè. Em dâu á, nó lấy bàn thờ đổ ra ngoài đường, nó đập nát cái ly hương. Đuổi nhỏ ra khỏi nhà, nó tức quá, tức hai chị em mà nó tức quá. Thấy chưa, nhân quả. Cái này thì dĩ nhiên đứa em dâu làm gì thì nó không có đạo đức rồi, theo lẽ mình thỉnh gửi vô chùa hay gì không thờ á, thảy luôn, giận quá thảy luôn, thấy không? Cho nên trên đời đừng có làm ai khổ trơn á quý vị. Làm khổ người ta bây giờ người ta yếu hơn mình thì vậy đó, tới chừng nó mạnh hơn bắt đầu nó làm mà nghe. Đâu có hiểu không? Đó, chết nó không thờ đó. Đấy, nó đâu ai cúng cơm nữa đâu. Nó đâu có gửi, phải chỉ nó có một chút tình nó đem cho chùa nó gửi. Thì chùa còn cúng hàng năm đâu được, còn này nó không cúng luôn, nó dẹp luôn. À, quý thấy không? Ai làm gì nó? Vậy ai làm gì? Tại vì mình xử sự với nó vậy thì nó xử sự gì, mình nói không đúng không sai ở đây. Mà chúng ta đang nói tới nhân quả nghiệp báo thôi, còn hành động của em như vậy thì mình không chấp nhận rồi. Hiểu chưa? Người mất thì mình làm gì không chấp nhận. Nhưng mà mình cũng là nói đi cái hoàn cảnh lúc trước đuổi nó như thế nào, xua thế nào, thì lúc đó nó nhớ đó, đó nó mới có cái hành động ngày hôm nay. Mình không có ủng hộ mà cũng không có tán đồng gì hết, nhưng mà mình nói cái sự việc diễn ra để cho chúng ta thấy mà kinh nghiệm. Đừng có làm ai đau khổ trên đời này hết, cho người ta vui, không vui thôi. Quý vị, nếu không thương thì đừng có ghét. Nhớ câu đó đó, nếu không thương thì đừng có ghét, nếu lỡ ghét thì đừng có hại, hiểu không? Chứ còn mà ghét mà hại cái đó là người ta hận, người ta giận, người ta thù cái một đó, nó trở thành quan trái. Mà quan trái trong gia đình đó thì gọi là quan gia trái chủ, còn mà quan trái bên ngoài á thì gọi là ân oán trả dây. Đó, mấy đó nó đi tìm mình, nó hại mình miết hả. Có cô Phật tử là thầy ơi, thầy soi dùm coi kiếp trước con sanh ở đâu ra mà bây giờ con đi đâu người ta cũng cản, con đi đâu người ta cũng ghét, con đi đâu người ta cũng hại chứ á. Hại ai không hại? Hại mình con à. Tại sao cuộc đời gì nó bất công ghê gớm vậy đó? Là tại vì lúc trước á, mình gặp ai mình cũng ghét, mình không có thương ai chứ, gặp ai mình cũng hại chứ á. Lúc mà mình còn thời á, mà còn lúc cởi ngựa bắn cung á, lúc đó đầu quanh quanh liệt liệt nha. Đi hại đầu này, đi hại đầu kia, coi người ta không ra gì hết, bắt đầu tạo thành cái nghiệp. Qua kiếp sau sanh ra người ta coi mình không ra gì hết, đi đâu cũng bị hại, gặp toàn quan gia trái chủ không mà. Cho nó hại tới bến thôi à. Nguyên một cái công ty nó không hại ai, hại mình. Đó, quý vị, còn người ta nói cuộc đời bất công. Nhưng mà mình xét nhân quả nghiệp báo đó quý vị, nó có lý do, nguyên do từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Cho nên mình là người con Phật nè, thì mình á nguyện đi, nguyện tháo gỡ cái quan trái này ra. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện á là ai mà làm cho con đau khổ á, con sẵn sàng tha thứ. từ lời hữu tình, từ lời vô tình, lời sống cạn. Nếu không ai làm đau khổ sẵn sàng thương yêu tha thứ hết, thề luôn, xả bỏ, tha luôn, thề trước Phật luôn. Ai có làm gì 9 xe 10 vàng, giật chồng giật vợ, bỏ theo vợ bé đó, bỏ hết tha luôn, thấy không? Còn giật tiền, giật nợ, giật vàng rồi đó, giật đất đai ruộng vườn, hứa lèo, giật hụi đó, tha luôn. Trước sau cũng chết, cũng đâu đem theo được cái gì đâu. Cái người giật của mình họ không đem theo được, mà mình lấy lại được cũng không đem theo được. Thôi lấy được, lấy không lấy được cũng đừng cái gì đó mà bứt tóc bứt tay, rồi đau khổ triền miên khói lửa. Có cô kia không biết cuộc đời làm sao đó mà được 4 tỷ, tức là nguyên cuộc đời nghe dành dụm được 4 tỷ ngon lành lắm. Vậy mà ông nào điện tới là tham gia vào cái đường dây ma tí gì đó, bây giờ công an điều tra, trời, bảo quýnh quán hết trơn rồi. Rồi đầu á, nó điện tới liên tục là xử lý hồ sơ này nọ. Là bây giờ cái tài khoản của cô ràng ràng như thế này nè, sổ để ngân hàng ràng ràng thế này nè, đó là tiền đâu cô có này nọ. Bà giải thích gì nó không chịu, là bây giờ cô rút hết tiền ngân hàng, tiền này nè, chuyển qua tài khoản của bên là người ta điều tra nè. Đó, rồi người ta lấy cái đó người ta điều tra, nếu không được là không có thật sự đó, người ta sẽ quan lại cho mình. Vậy mà dám cả ngân hàng rút hết trơn tiền nộp vô cái tài khoản của người ta rồi đi mất tiêu luôn. Cổ thiệt á, mình thấy mất 4 tỷ đồng nó khủng khiếp lắm, phải đơn giản đâu. Cuộc đời của ta nguyên một đời dành dụm không dám ăn không dám mặc, mà có 4 tỷ đồng để dưỡng già đó, về hưu dưỡng già đó quý vị. Mà cái đó cũng dành cũng dữ lắm mới được 4 tỷ rồi nha, chứ thường thường thấy 100-200 triệu chứ thầy cũng chưa ai mà dành được tới 4 tỷ như cô đó. Cô dành đó chắc cũng là ăn bánh mì mà chấm sữa không đó nha, chứ không dám ăn cơm đó. Cho nên đó là quý vị thấy vậy, ôi ơi cổ đâu mà mình thấy cái mặt là biết người đâu đó. Nhìn cái mặt cổ một cái mà mình thấy là khủng khiếp luôn. Mới có mấy ngày không nhìn cổ cái già đi cả chục tuổi vậy đó. Nhìn xuống bắt đầu nhăn nheo rồi đó, là không bao giờ nở được nụ cười. Nó thấy một cái một giống như cái bánh bao buổi chiều mắc mưa vậy đó. Nó nhìn vô một cái là mình hết ham đó. Nhìn vô một cái mình thấy đau khổ. Nó khủng khiếp luôn, phải thầy có tiền thì cho cổ luôn đó. Thấy gì đó nó khổ, gì nó kêu niệm Phật không nổi. Nó trời ơi gì đó niệm Phật nổi, A Di Đà Phật đi, nó niệm hết nổi. Rồi ngồi đâu nè, đi tới chùa mà ngồi chỗ một nè, là đi ra sao ăn cơm ăn không nổi. Nó khổ gì đâu á, nó thiệt á, nhìn mặt khổ mình tội nghiệp đó chứ. Tại có 4 tỷ thầy cho luôn á, là thôi cho đi cho đại chùa cho vui vẻ vui đi. Nên chứ mà ngặt cái cổ con xui thầy không có. Không, chứ còn, bởi vì giống như mấy người đó nói là cho con trúng số đi con sẽ bố thí, nhưng mà người đó là cuộc đời không bao giờ trúng đó, hiểu không? Nó ngặt vậy đó, cho con trúng số đi con bố thí, con trúng số đi bữa đó. Ông thầy bạn thầy cũng cắt chùa cái đời ổng còn gì đó vì người ta đòi nợ vật liệu đại lộ gì đó, có kêu Phật tử có thấy ông thầy tội nghiệp á, thầy ơi thầy đợi con cúng số con cúng dường cho thầy trả nha thầy, là thôi. Trời biết nào trúng. Phải chi mình có 10.000 20.000 vậy thôi, bao xi măng nữa bao cũng đỡ đi, không đợi nào trúng số. Trời ơi đợi biết chừng nào bây giờ đó, đợi biết chừng nào. Mẹ già buồn hiu ngồi điếm lá rơi nha, điếm bao nhiêu lá mà tiền chưa về, phải không? Bởi vậy cho nên á, quý vị ở trên đời này không có gì ở mãi với mình hết á. Cho nên lỡ mà có bị người ta giật gì hay bị người ta gì vậy đó, thôi đi, mình biết kiếp trước á mình cũng đã vay nợ người ta, kiếp này mình trả một lần coi là nó hốt hụi. Nó mà hốt hụi nguyên dây á, nó hốt đi luôn cái một á, hốt hụi mà hốt hụi 30 Tết. Chị biết hụi 30 Tết không? Ai biết hụi 30 Tết không? Nuôi á, nuôi cho nó mập tới 30 Tết hốt, đừng mà trả nợ tới 29 Tết nè. Tám ơi, nó đi mất rồi Tám ơi, là rồi lúc đó mà Tám xỉu không, mà đi đâu nổi đâu, đợi tới 30 Tết mà 29 Tết nó chủ hụi nó trốn. Nó trốn nó ngặt vậy không, nó trốn 29 mà 30 mấy ngày kêu hụi nó ngặt cho nó. Bởi vì là người ta canh, người ta me cái ngày kêu hụi là ngày 30. Cho nên đó là tới Tết cũng là ngày 30 mới hốt cái chân hụi chót đó, chứ nó đâu có cho hốt trước. 29 Tết mất tiêu rồi, biến hô biến cái trời ơi, Tết đó mình lết, Tết đó mình toàn là lết không, đi đâu có nổi đâu lết không. Rồi quý vị thấy không? Mình á bị tiền làm cho lết nè, bị tình làm cho lết nè, bị công danh sự nghiệp làm cho lết nè, bị tình cảm gia đình làm cho lết nè, nên mình không bao giờ đi nổi. Nhưng gặp mấy cái đó là lết không à, mất những cái mình yêu thích đó thì mình lết, phải không? Còn không mất những cái mình ghét cũng lết luôn. Những cái mình ghét mình muốn nó mất đi nhưng nó không mất đi, nó còn hoài chứng ướng trước mặt vậy đó. Nhìn cái là ói máu, nhìn ói máu ngày nào cũng ói, hiểu không? Tức là những cái mình ghét mình muốn cho nó biến khỏi cuộc đời này mà nó không có rời khỏi mình. Cái nghèo muốn biến khỏi cuộc đời mình mà cái nghèo nó đeo theo hoài, thấy không? Ông chồng mà nhậu xỉn nhậu sai, thôi ông ở đây đi đâu đi hát cho rồi, ai bợ đi đâu bợ cho rồi đi, mà là giái hoài cũng không ai bợ chứ. Ta bợ ngon lành chứ ai bợ ông cầm chai rượu, hiểu không? Ta bợ phải bợ ông mặc đồ vét đồ, ông giám đốc ông là tiền sọc sọc đây đồ, chứ ai bợ ông cầm chai rượu mà không có tiền trả nợ, ai bợ mà lên giái hoài cũng đâu có ai bợ, hiểu không? Chứ cho nên đó quý vị, chúng ta cũng đừng có bao giờ muốn những cái gì không có trên đời nó tiêu diệt mất đi, và cũng đừng bao giờ giữ lại những cái gì mình yêu thích nhất ở trên đời này. Muốn giữ mãi mãi đối với nó không có đâu, đó là vô thường. Nó sẽ thay đổi tùy theo nhân duyên, hoàn cảnh nó thay đổi, cho nên một ngày nào đó nó có đến với mình hay một ngày nào đó nó có biến mất khỏi mình, đó cũng là duyên mà thôi. Cho nên Đức Phật dạy chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Nghĩa là các pháp á, đủ duyên á, thì nó gặp gỡ, hết duyên thì nó tan ra. Cuộc đời này á, chúng ta nhìn ra cái dòng sông mà Hậu Giang á, sông mình là sông Hậu phải không? Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm là đây nè. Cho nên là lúc mà lục bình á, nó trôi á, nó tụ lại nó dạt ra, nó tụ lại nó dạt ra. Cuộc đời cũng như vậy đó, tiền nó tụ tới cái thời gian sau nó dạt ra, cái hát bài tiền khô trái túi ha. Có lúc mà tình nó tụ tới cái 3-4 người thương, còn mà tình nó dạt ra cái kiếm người kiếm ra, bắt đầu ngồi ha ca bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đó là lúc đó đó, thấy chưa? Cuộc đời là nó vậy đó, nó tới là nó tới tấp, còn nó ra là không còn miếng nào, đó là duyên thôi. Cho nên đó quý vị, có duyên đã đến, hết duyên thì đi, níu kéo mà chi cho đời đau khổ, thôi kệ đi. Hiểu được vậy đó quý vị á, là hiểu được nhân duyên nghiệp báo, tất cả là do tâm của mình, thái độ của tâm mình. Bây giờ ví dụ nha, cái gì nó đến á là chúng ta có thái độ vui vẻ hài lòng, cái gì mà chúng ta thích nó ra đi làm có thái độ bực bội tiếc nuối sầu thương oán giận. Như con cô Phật tử phải làm sao làm ăn sao mà thất bại, sao bán tiêu cái nhà, mà cái nhà đó là gia đình cổ cất đó, tự cất mà có hồ bơi rồi đó. Vậy mà mỗi khi ngang cái nhà đó, thầy ơi thầy, nhà đó nhà con đó, là con đâu mà con, nhà bán cho người ta, nhà con là nhà của con mà con bán con tiếc dữ lắm thầy. Nhà đó có hồ bơi nha, trong toilet nha, còn con đóng mấy cái móc inox không á, nghe này nọ. Trời ơi, nhớ từng món làm chi cho nó mệt, nó bán cho người ta mất tiêu cả chục năm trời đi ngang nhắc hoài. Cái nhà thì bán rồi nhưng mà còn chứa cái nhà ở đây nè, nguyên cái nhà trình hình ở trong đầu á, bán rồi mà tiếc dễ sợ luôn. Đằng này cũng vậy, cái đó là cái nhà thôi đó, còn con người nữa, người mình thương yêu dễ sợ. Một chiều nào đó ta cất bước sang ngang cái một, cũng đi đâu cũng còn để ông chồng ở đây nè. Có cô Phật tử là thầy ơi thầy, thầy dạy con pháp môn niệm Phật sao đó mà đưa ông chồng con ra khỏi tim con, là đưa ông chồng ra khỏi tim sao, là trời con niệm Phật mà con không nhớ Phật nhớ chồng con không à đó. Con quán tưởng quán Phật mà con niệm Phật, cái mặt ổng trình hình hiện về trong tâm con không, mà giờ con muốn đẩy ra, con muốn đập bể. Thầy là làm sao mà giết được người trong mộng, xóa thù riêng cho duyên kiếp phủ hoàng. Nhà thơ nào ổng làm thơ vậy rồi làm sao mà đánh được? Ở bên ngoài đây còn đánh te tua được, chứ nó nổi trong tim mình là sao đánh? Bóp nát trái tim nó cũng còn trong não, mà bóp nát não nó cũng còn trong tâm, hiểu không? Không bao giờ ấy được. Chỉ có một cái hiện đi, kể nó đi. Hồi xưa á, nó hiện thì mình thích thú hoặc là mình bực bội, còn ngày nay nó hiện tâm bình thường là đạo mà, hiểu không? Nó hiện bình thường, không thích thú không bực bội nữa, đó gọi là xả thọ. Xả thọ nghĩa là gì? Giữ cái tâm vắng lặng, không có cảm thọ tức là không có tâm và tâm sở. Tâm ở trong kinh Phật gọi là chích tá, tâm sở là chế tá xích cá đó, nó không có tồn tại ở trong tâm của mình nữa là mình xả thọ. Cho nên đó, giữ tâm tĩnh lặng á, tâm tĩnh lặng mà trong Bắc truyền thì gọi là tịch tịch vắng lặng đó, gọi là thiền na đó, là vắng lặng đó. Cho nên cái gì nó đến, cái gì nó đi, duyên. Ngài Xá Lợi Phất ngộ trong câu nhân duyên này á, mà Ngài tu đắc quả là tha hán trong vòng 2 tuần á. Duyên, các pháp vô duyên sanh. Cái gì đủ điều kiện nó tới, cái gì hết điều kiện nó đi. Đơn giản thôi, cuộc đời là cuộc họp tan dâu bể mà. Cho nên con người hoặc là vật chất hay là chức vụ hay là cái gì của mình, sắc đẹp hay là trí tuệ. Có bao giờ mình nhìn gương không? Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta, là lúc đó nói là 16 tới 18 tuổi đó. Còn lúc này đánh số đề lật ngược lên 16, 61, 17, 71, 18, 81, lật lại cái ha. Rồi xong, nhớ cái vụ số đề. Bữa hổm á, cái cô kia cũng là thầy ơi thầy, con nậm bao thấy ông kia dơ cái tay lên con số 17 đỏ chót mà ổng làm đây nè. Vì thì thầy con đánh số gì? Thầy là gì dễ ẹt có ở đâu, bây giờ 17 ông làm đây là lật lại là 71. Ổng là hao cổ là hông, con đánh xỉu chủ tới 3 số mà trên đó có 2 số à. Bây giờ làm sao? Là cái gì dơ lên là 5 ngón tay phải không? Vậy thì 571. Nấu chơi với cổ thôi á. Tại cổ nói mình chọc cổ nói chơi thôi à. Bởi vậy nhà mình không dám nói chơi nữa. Cổ về cổ bao một cái một chiều dính luôn. Nó khổ vậy đó. Nói chơi thôi, có lên 17 lật là 71 là xỉu chủ. Vậy con 5 ngón tay nữa 571. Mình nói vậy thôi chứ có cho số gì đâu. Thì nói kiểu thuận theo vậy thôi. Vậy mà đóng con xỉu chủ một cái trúng 200.000. 200.000 biết nhiêu tiền nó không biết nữa. Trời ơi, có chúng coi là trời ơi thầy, cảm ơn thầy, thầy cấp này sao dịch thiếu nợ dữ lắm, thầy cho con một con số. Bây giờ là cảm ơn thầy hết chứ giải quyết nợ quá trời luôn. Không có cho, nghe bữa hổm thầy nói gì tôi đâu có cho đâu. Qua bữa sau, cái cô nhận cạnh nhà cổ tới chùa kiếm thầy cho bằng được luôn, phải là bệnh gì? Nó không có bệnh gì chứ, thiếu nợ. Ở thiếu nợ lại tới đây làm chi? Thầy cho thằng con. Cái cô kia có học lại á, thầy cho thằng con. Không, tụi thầy đâu có biết con số nào đâu mà cho. Hiểu không? Năng nỉ gọi thầy đâu có cho đâu mà cho. Vậy mà ra về nhắn cho thầy cái tin là thầy ơi thầy không cho trực tiếp thì đêm nay thầy vào giấc mơ thầy cho cũng được. Trời ơi, kêu vào giấc mơ mà cho số, ai biết giấc mơ cổ chỗ nào vào, phải không? Phải ghi địa chỉ, phải không? Ghi địa chỉ là hẻm 114 gì đó, là vô đạo tràng Minh Chất đâu ta còn biết ngõ đường vào. Còn á, là nhắn tin mà không cho trực tiếp được thì đi vào giấc mơ cho cũng được. Là trời ơi, ai biết cái giấc mơ chỗ nào mà đi vào, khổ ghê. Người ta ngồi, người ta còn thiền định, người ta tu ban đêm chứ ai ở đâu mà lết vô giấc mơ cho số. Nó khổ đời ghê không? Như vậy á, thì quý vị mới thấy á, là cái thái độ của tâm mình đối với hoàn cảnh á, là cái thái độ tốt nhất của người tu tập là không có thái độ gì cả. Có nghĩa là giàu cho cái đó tốt thì cũng bình thường cười cười mỉm mỉm vậy đó. Còn giàu cho cái đó xấu xấu cũng bình thường cười mỉm mỉm. Mình biết á, cái tốt nó đến là do cái duyên nghiệp tốt nó đến với mình, nhân tốt đến quả tốt. Còn cái xấu nó đến với mình đó là do nhân xấu đến cái quả xấu mà thôi. Cho nên cái thái độ người con Phật á, là thái độ vẫn giữ bình tâm bình thản trước tất cả cuộc đời đó, thì người ta gọi là tự tại an nhiên. Tại sao tự tại an nhiên được? Tại vì người ta hiểu pháp. Chứ không phải muốn tự tại là tự tại, muốn an nhiên là an nhiên đâu. Mình nghiên cứu giáo pháp đi, mình nghe băng nghe đĩa đi, thâm nhập kinh tạng trí tuệ, nhưng hãy nghe kinh hoặc nghe băng giảng. Nghe lúc nào cũng được, mà nghe ngon nhất là lúc khoảng 4-5 giờ sáng nè ha, thức dậy lại Phật xong bắt đầu ngon nghe pháp. Thầy cũng nghe vậy không? Thầy nghe kinh á, nghe mấy bài kinh khó nha, tối giống như là Đức Phật mình đang thỉnh pháp, Đức Phật ngồi cội Bồ Đề, mình tưởng tượng vậy đó. Những lời kinh ta đọc ra đó vô trong book MP3 trong Google ha, mình có book là quyển sách đó, MP3 là MP3 á, vô trong đó Rồi bắt đầu mình đánh bài kinh nào, dù kinh trung bộ 152 bài kinh trung bộ, kinh thứ nhất pháp môn căn bản, vậy nè, lít vô một cái mình ngồi mình nghe, ngồi đó là nghe đó, nó khai tâm, nó mở trí của mình. Chứ thời gian con người ta có nhiêu đó à, không có thời gian nhiều hơn đâu. Không bao giờ người ta nhiều hơn một kiếp người, không bao giờ ai sống nhiều hơn kiếp người. Chưa nói tới vô thường đó, mình làm này không làm kia. Ví dụ như cho mình tiếng đồng hồ đó, thì tiếng đồng hồ đó đi du lịch thì không có đi chùa, đúng không? Tiếng đồng hồ đó tụng kinh là khỏi hát karaoke. Cũng có một tiếng đồng hồ không bao giờ làm được hai cái cùng lúc hết á. Ở trong cuộc đời mình không bao giờ làm được hai cái cùng lúc. Nhưng mà người nào á mà dành thời gian nghe kinh nghe kệ tu á quý vị, thì cái người đó được bình an kiếp này những kiếp về sau, và người đó có khả năng cứu mình và cứu những người thân của mình. Chứ còn bằng không á, nó đọa một cái một á, mình gọi là triền miên khối lửa luôn. Mỗi khi mà mình đọa và hàng súc sanh con này con kia ấy, 500 kiếp, 700 kiếp, 100 kiếp, 200 kiếp đọa vậy đó. Tại con người ta, các loài chúng sanh nó gọi là chấp thủ cảnh giới. Con người mình sanh ra con người nào là khoái ở lại làm người, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói miệng thôi chứ trong lòng muốn ở lại làm người. Tin đi, chấp thủ. Trừ người nào mở mang trí tuệ mà phá được màn vô minh rồi thì người đó cầu vãng sanh Cực Lạc là thật đấy. Còn người nào chưa có, thấy người ta cầu cũng lên cầu cho con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc này nọ, cầu chứ trong lòng không muốn vậy đâu, muốn trở lại đây vừa đẹp vừa giàu, hiểu không? Vừa đẹp vừa giàu vừa thông minh đó, vừa có quyền lực, sanh nhà ngon lành, con vua công chúa hoàng hậu đó, đúng không? Không, công chúa thôi chứ không có mẫu hậu à, sanh gà làm công chúa đó, mẫu hậu già chát à, công chúa mới trẻ đó. Do đó mà quý vị thấy là người ta chấp cảnh giới. Con chó nó đâu có muốn thoát khỏi thân chó, mình thấy nó vậy đó, chứ thật ra nó muốn làm chó là tại vì chấp thủ. Sống cảnh giới nào nó có cái vui của cảnh giới đó nên chấp thủ cảnh giới đó. Quý vị á, là thấy con dồi, mình tính đâu con dồi nó không muốn làm con dồi, chứ thực ra nó lăn trong đống phân, vì nó khoái kiếp sau nó cũng làm con dồi, nó lăn vậy đó. Mình thấy ghê, nó đâu có ghê. Nghiệp của loài nên nhìn khác nhau, nghiệp khác nhau, nhìn nhận kiến giải khác nhau về cảnh giới. Mình tin không? Con người khác nhau là kiến giải khác nhau. Tại sao á? Người thích ăn me, ta thấy me nó ngon. Tại sao người thích ăn chè, thấy chè nó ngon? Người thích ăn chè không thích ăn me, người thích ăn me không thích ăn chè. Là tại vì nghiệp khác nhau nên nhìn cái đó nó khác nhau, nên cảm giác cảm thọ nó khác nhau. Thầy đi tụng kinh, thấy cô Phật tử lấy cái cây đánh con chó muốn chết luôn, đánh bóp vô, nhỏ la cản, hỏi làm gì đánh nó dữ cô, là đồ ngu, hỏi ngu cái gì. Là đi ra ngoài bãi rác á, nó lôi ba cái dơ bẩn vào về, không lôi vàng lôi bạc về, toàn là lôi đồ dơ về nhà không à, mà đánh hoài vậy mà cũng lôi hoài. Thì là đừng có đánh nó, đồ ngon nó mới đem về đó. Là ngon đâu, ngon đồ hôi thối không à. Thực ra hôi thối của mình là thơm của nó, tại nghiệp nó là nghiệp con chó chứ không phải là con người. Con người mình ngửi thối nhưng con chó nó ngửi thơm. Con người mình nói cái đó đồ bỏ, con chó nói đó đồ quý, tin không? Bây giờ á, ông chồng mà đem tặng chiếc nhẫn hột xoàn cái coi 108 ly rồi đó chồng vô, cái đó pháo binh này là không, chỗ hột xoàn nhỏ thôi, mấy ly thôi, 108 ly là pháo binh này, của là Ukraine với Nga rồi. Coi tin tức, bởi vì coi tin tức đánh nhau cái mình nhớ là hột xoàn như là cái hột pháo binh vậy đó, 105 ly. 108 là vô cái chuỗi của nhà Phật rồi, chuỗi này 108, đó 105 ly. Như vậy đó quý vị á, là thấy ông chồng mà cho chiếc nhẫn hột xoàn ngày sinh nhật vợ, cái đó trời ơi đi hết sớm khoe đó. Là tại vì mình khoái hột xoàn. Bây giờ mình lấy cái hột xoàn đó ông chồng vừa tặng đó, mình đeo lên cổ của con chó, đeo lên đi, nó cà nó la cho mày coi. Nó cà nó la nó bỏ, nó đâu có chịu đeo. Tại đối với nó hột xoàn không là ý nghĩa gì của con chó chứ á. Bây giờ á, cục xương với hột xoàn, để hai cái nó đớp cục nào? Mình nói đi, cục xương mà xương thúi luôn á, xương bỏ luôn á, ăn bỏ, để hai bên, đây là cục hột xoàn, đây là cục xương. Con chó lại nó đớp cục xương, đâu có hột xoàn. Tại vì xương là quý của nó, là ngon của nó, còn hột xoàn là ngon của mình, là quý của mình, hiểu không? Cho nên mỗi loài nhìn khác nhau, nghiệp khác nhau, nhìn khác nhau. Cho nên cái người ta cãi mình, cái người ta nói mình cũng là cái nhìn nhận riêng của nghiệp người ta đó. Trời ơi, mình đẹp trai gần chết luôn, người ta nó chê xấu quá, thấy không? Cho nên mỗi khi ai mà chê mình xấu á, mình là hồi nào giờ á, nghe cái từ ngộ nhận không biết cái từ đó là từ gì, bữa nay mới hiểu từ ngộ nhận là vậy đó, hiểu không? Ai mà chê mình á, mình nói là bữa nay tôi mới hiểu từ ngộ nhận, hiểu không? Còn ai mà khen mình á thì mình nói là ai cũng khen gì hết, ai cũng nói gì hết trơn á, hiểu không? Cũng không vui không buồn gì hết. Ai mà chê mình, chửi mình la trời cái người này ngộ nhận ghê ha, vậy là được, nó là qua đó. Ngộ nhận nghĩa là gì đó. Còn mà ai khen mình là ai cũng nghĩ vậy hết, ai nói vậy hết, không sao, cảm ơn, ai khen cảm ơn, ai chê thì thôi cười cười vậy cho nó qua, đó là thái độ mình. Cho nên con người ta không có gì, đừng có nuôi dưỡng bất kỳ tâm phiền não nào hết. Tại sao? Tại vì trước khi chết á, chính cái tâm phiền não nó tranh tối tranh sáng, gọi tâm cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp có nghĩa là ở trong cái tưởng tri của mình đó, là những hình ảnh ở trong tâm của mình đó, nó hiện lên ở trong tâm của mình. Mà một hình ảnh nó hiện lên là một cảnh ở trong tâm mình thì nó sẽ có một cái tâm kèm theo đó. Cho nên quý vị nào mà có đi đạo tràng mà thường hay niệm Phật hộ niệm ở xóm gì, có mấy người nào mà sắp rời bỏ cuộc đời này đoàn tụ ông bà lại coi, trời ơi, nhất là mấy cái ông mà ăn thịt chó, thầy có thấy rồi nha. Ông đó là chuyên môn đập đầu chó, ăn thịt chó, ông khoái chó lắm, tới chó con mà chết thảy trôi xong mà ông đem lên ông thui ông ăn nữa đó, khủng khiếp vậy đó. Tới ông chết, trước khi chết đó, cận tư nghiệp tràn về, không biết ông thấy chó cắn ông không à, ông la cắn ông la, trời cho nó rượt, nó cắn tao út ơi cái con ông là bà con có thấy con gì nữa ba, là trời nguyên bà chó nó rượt đó. Đó là có thật đó quý, ổng thấy thôi không ai thấy hết, tức là trong tưởng của ổng á, trong tưởng ổng cái tâm đó nó hiện về. Gần chết đó, người ta không còn đủ sức mạnh để kiểm soát nữa đó, thì nạnh nào nó về. Ví dụ nhà mình mình không có đóng cửa, nạnh nào nó vô. Mình yếu thì con dây trùng nào nó cũng tấn công. Tâm mình lúc đó là không còn sáng suốt nữa, tức không còn chánh niệm tỉnh giác sáng suốt nữa, thì bắt đầu nó tràn về trong tưởng mình á. Một tưởng nó tràn về một cảnh khác nhau, mà những cảnh đó là nó đã từng đi qua ấn tượng mình, mê gì quá thì nó nổi lên á, mê giết chó giờ chó nó nổi lên á. Có ông kia ông đâm heo nha, ông bắt heo á, ở dưới quê á, ông bắt heo, ông về ông đâm heo, cái ông mổ heo ra ông bán kiếm lời á, tức là làm nghề mổ heo á. Chết giống chung sàn kêu không, kêu ép vậy đó. Mình thấy tội ghê luôn á, mà mình không thấy ai làm gì chứ, mà ông sợ lắm. Nó ông kêu với sàn rồi người ta nói là này nói kia, chứ theo đó là nghiệp đó, cái ấn tượng ở trong tâm đó. Rồi người ta mới để cây dao, để cái thao nước, với để cái dây cột heo ở đó, với cái đòn, thì ông mới im. Quý vị thấy không? Cho nên ở trên đời đừng có bao giờ làm cái gì cho người ta đau khổ, nhất là giết mạng người ta, nhất là hại người ta. Đừng có giờ hại ai chứ không có gì để làm gì. Giết người ta để làm gì, gọi là sát và hại. Ở trong kinh nó gọi là hai cái từ đó nó nặng nhất. Đó là sát và hại. Sát với hại nó khác nhau. Sát là giết mất mạng, còn hại là chúng ta gây đau khổ cho người khác, gây đau thương, gây tang thương cho người khác, đó là gọi là hại. Hai cái này tạo thành nghiệp ác rất lớn ở trong tâm của mình. Trước khi chết các tâm đó nó đổ về, nó dồn về, gọi là tâm cận tử. Tức là trước khi chết gọi là cận tử. Khi tâm cận tử này nè, nó tràn về ở trong tâm của mình đó, thì cảnh nó tràn về lúc đó, nó liên tục thay đổi gì. Khi mà mình chết, cái tâm nào nó hiện về trong lúc chết đó, thì tâm đó gọi là tâm tử. Nó ra đi với cái tâm đó đó. Cho nên con người ta ra đi cũng bao giờ với một cái tâm đó hết. Trên đa phần con người ta chết đi rồi tái sanh liền. Đa phần 99,99% là chết tái sanh. Chỉ còn một phần nhỏ nó đấu tranh, nó không có tâm nào mạnh hơn để nó giành giật trong lúc đó thôi, thì cái xác suất rất là thấp. Cho nên nó còn lại thân chung ấm còn đa phần là đi hết trơn. Tại vì lúc nào trong tâm mình nó cũng có một cái tâm hiện diện trong sát na đó, cho nên chết đa phần là đi hết. Đi đâu? Một tâm nó đi theo cảnh giới của nó, gọi là tâm giới. Cái cảnh giới của nó là cảnh giới nó ở đâu? Bây giờ ví dụ như tâm sân thì nó đi cảnh giới của địa ngục, tâm tham thì nó đi cảnh giới của ngạ quỷ, cái tâm không biết được nhân quả nghiệp báo thì đi cảnh giới của súc sanh, tức tâm không có trí tuệ đi cảnh giới súc sanh. Còn một số loạt các tâm khác nữa, ví dụ như tâm thiện nó đi cảnh giới trời, tâm thiền nó đi cảnh giới trời, tâm định đi cảnh giới trời, tức là tùy vào tâm. Không phải là mình khởi lên tham là mình đọa thành ngạ quỷ, không phải là mình sân là mình đọa ở địa ngục, là không phải. Mà tâm nào nó dẫn thì cái đó mới là đọa. Bây giờ ví dụ như mình nó nổi lên sân hoài, nhưng mà chết mình không có sân, cho nên đâu có đi địa ngục. Mình nổi sân hoài đó mà chết mình không có nổi sân. Nhưng mà thường mình nuôi cái tâm sân đó hoài thì sao sân nó lớn nhất, thì chết đi cái tâm đó, cận tử nó sẽ thắng, nó sẽ ngự trị trong tâm mình, nó sanh đi sanh lại liên tục ở trong tâm mình cái khoảng thời gian dài, chết sẽ đi với tâm sân. Mình hiểu chỗ đó không? Ví dụ như á, mình để cho nó lớn mạnh quá, mình không có niệm Phật cho nó tan, mình không có xả bỏ, mình không tu thiền định để mất nó, không tu thiền định để làm chủ lấy nó, thì nó vô tình là mình lặp đi lặp lại hoài, nó sẽ lớn lên. Mà nó đã lớn lên rồi á thì lúc trước khi chết nó sẽ thắng hết mấy tâm khác. Mình an trú trong tâm sân. An trú là kéo dài cái tâm sân ở trong tâm của mình mà không thay thế bộ tâm khác. Bây giờ ví dụ nha, mình đang có tâm buồn, tâm rầu, tâm sầu vì không có tiền đóng hụi. Tự nhiên ngày con nhỏ con gái với con ghẻ nó về thăm mình, trời móc ra cho má 10 triệu ăn Tết. Trời ơi, đóng trụ hụi có 1,1 triệu mà mình nghỉ hôm qua tới nay nát nữa, chứ không có tiền bạc, chứ bữa nay tự nhiên buồn lê buồn lết hôm qua tới nay, tự nhiên về nó cho 10 triệu tự nhiên vui. Có nghĩa là tâm thay đổi. Hồi nãy tâm buồn là cảm thọ khổ, bây giờ vui là cảm thọ lạc, đúng không? Nó chỉ thay đổi trong dòng sát na đó, ta chỉ đưa tiền cái thôi. Bởi vì người nào mà buồn á, mình bơm tiền vô một cái nhằm khi nó vui lên, hiểu không? Bởi vì ba mẹ mà buồn đó, con cái có nhiệm vụ bơm tiền vô, bơm vô một cái đó là ta buồn gì không có tiền. Nhưng mà nếu người ta có tiền mà vẫn buồn thì mình phải tìm hiểu tại sao người ta buồn. Nhằm khi có người có tiền mà vẫn buồn, người giàu cũng khóc á, lại người có tiền cũng buồn. Hỏi tại sao người ta buồn là tại vì con cháu không về thăm, ở mình buồn quá. Thì lúc đó hay dẫn con cháu về thăm ta vui hả, hiểu không? Hoặc là con mình quậy, có tiền giàu sang phú quý mà con nó quậy có buồn. Cho nên mình đừng quậy nữa, cha mẹ hết buồn hả, hiểu không? Nhưng mà đa phần á là ở trong đời sống ta buồn tùy vào cái vị trí người đó. Ví dụ như người đó là nghèo là buồn vì tiền, hiểu không? Rồi đời sống không hạnh phúc là do chồng quậy, vợ quậy, con quậy, đó là buồn về gia đình, vân vân. Nên những người phụ nữ á, thường hay là buồn vì tiền, buồn về tình, buồn về gia đình, buồn về nhan sắc. Còn đàn ông á, là buồn khác. Bạn ông công danh sự nghiệp gì đó đại loại nhá. Nữ á, thì buồn về tiền, không có tiền, buồn về gia đình, vợ chồng quậy, con quậy, đúng không? Rồi á, là buồn về á, là cái sắc đẹp của mình càng ngày càng tàn phai. Phụ nữ là phái đẹp mà càng ngày thời gian nó làm cho mình xấu đi, xấu đau, xấu đớn luôn. Đâu quý vị nhìn một ngày nào đó giật mình có vết nhăn chân chim nó nổi dày dày lên, tàn nhang rồi nó dày lên. Bởi vì người phụ nữ người ta nói là chả có sợ gì là để đó, chả sợ gì là chỉ có sợ già. Người ta nói lái á, người ta chả có sợ gì là người đó chỉ có sợ già mà thôi đó, quý vị thấy không? Nên có câu chuyện vui thầy cũng kể hoài à, là cái bà vợ của ông đó chiều cái bà ngồi ăn cơm với ổng là hồi chiều á, em tắm lâu em không có nhìn gương, sao chiều nay em nhìn gương thấy em già mà em thấy hoảng sợ luôn á, cái mặt hoài hoảng sợ luôn đó. Nói cho ông chồng thông cảm mà ông chồng quay qua ông là em không biết đó thôi, lâu lắm em không có nhìn em, hồi nãy em nhìn em có mấy phút mà em sợ tới cỡ đó, anh nhìn em hàng ngày. Hiểu không? Bởi vì nhầm khi mình đừng có ấy quá, mình cũng phải thông cảm cho người ta, ở chung với người ta mình cũng phải tút đồ lên cho nó được cái, nhầm khi người ta quảng hồn quảng vía, thấy không? Nên đó là cũng không sao. Do đó mà trước khi chết đó thì cái tâm nào nó ngự trị là đi theo tâm đó, mà tâm nào ngự trị là tâm mình thường hay nuôi dưỡng nó. Cho nên cái người Phật tử là người khôn không nuôi dưỡng bất kỳ tâm phiền não nào cả, giữ tâm vắng lặng tịch tịnh thì cái tâm đó gọi là tâm thanh tịnh đấy. Tu tịnh độ tâm thanh tịnh là tâm đó đó. Tâm thanh tịnh là tâm không khởi lên phiền não trước hoàn cảnh, lỡ có khởi rồi lấy câu niệm Phật niệm cho bứng gốc đi nó luôn, cho banh phiền não đó luôn. Ví dụ như á, mình nổi lên sân cái mình gặp ha, con dâu mình nó nói già nói non vậy đó, người thì làm muốn chết, người tối ngày đi lẹt xẹt ta dọn cơm ra hả hồng ăn. Bắt đầu nó lúc mình đi chùa nè chút về nó nói cho coi. Đấy chưa? Nó là người làm muốn chết, giặt đồ, quét nhà, đưa con đi học, nấu cơm là muốn chết luôn. Còn có người ha, đó, đi lẹt xẹt xách cái vỏ đi tối ngày. Nó nói sách cái khác mà thầy chuyển thành cái vỏ đó, hiểu không? Chứ mình nói sách cái đó nó kỳ. Dâu nó nói sách cái khác mà thầy chuyển nó qua thành cái vỏ thôi, hiểu không? Nó lại là tối ngày xẹt sách xa cái vỏ đi tối ngày. À, người ta dọn cơm ra sẵn hả họng ăn rồi. Đâu có đó, chứ không phải không có đâu. Ở Sài Gòn bị kìa, tôi đó đi 7 ngày ở Hoàng Pháp tu, về còn tu cái chùa kia thì 1 ngày bắt quan trai nó 8 ngày mới quay về. Mà bà mẹ thì nhiệm vụ là rước 2 đứa cháu nội đi học, đưa đi đưa về. Bây giờ đi tu 8 ngày, con dâu nó phải làm, rồi nó phải về rước con, nó phải nấu đồ, nó cực quá. 8 ngày chịu không nổi, bà vừa về tới nhà tấp liền. Người làm muốn chết, người đi lẹt xẹt hả họng ăn, hả họng ăn. Nó nói gì đó, bà bụng đụng tay chân á, bà ra ngoài máu nó lên bất ngờ, nó lên tự nhiên. Bà ra bà nhìn nó cái bà tét bịch. Rồi con dâu chạy lại thấy tái lét mặt mày trên, kêu xe taxi chở đi bệnh viện, chở giữa đường đi luôn. Rồi là mới bữa trước đi đạo tràng, mới trước đi đạo tràng qua sao mời đi tụng đám ở chùa Phân Công. Thầy đi lúc đó ở hòa thượng thầy chùa Phân Công đi, thầy la trời sao cái hình gì quen quen ta, ai nhẹ mới đi đạo tràng cái đột nó là tu gọi là ngày bắt quan trai. Là trời sao cổ khỏe quá, hồi chiều giờ còn Nam Mô A Di Đà Phật, sao giờ sao ngồi đây rồi? Mình mới hỏi cái vụ đó đó. Bởi vì nên nó nói gì nói, con ma mà nó dí xung quanh mình, nó thử toàn là người tu không à. Người đời nó không thử, người tu nó thử vậy đó, người còn thử thách đó. Bởi vì nó gặp thử thách đó, gán kìm tâm khẩu là chỗ đó đó. Gặp thử thách nó phá, bốn ma nó phá. Nó nhập vô người này, tá vô người kia, nó phá một câu một đi tốt, thấy không? Con nhà Phật yếu, có một câu một đi rồi. Đáng lẽ phải nhiều câu nhiều ngày mới đi thì cũng còn đỡ, còn có một câu một mà nó quýnh cái điểm nguyệt đó, nó kiểu điểm nguyệt đó, cái nguyệt chỗ nào nó quýnh một cái một đứt chỉ liền, thấy không? Do đó con nhà Phật á quý vị, Đức Phật dạy con nhà Phật á thì chỉ có một cái khổ, còn người đời có 2 cái khổ. Người đời á là khổ thân và khổ tâm, tức là khổ thân là cái quả báo ác ở trong kiếp xưa tới giờ là khổ thân. Khổ tâm á là phiền não khi đối cảnh. Còn đó là người đời, còn người con nhà đạo á, con của ông Phật á, chỉ có khổ thân thôi, ai mà không làm nghiệp ác. Bây giờ nghiệp quả báo ác đến chỉ khổ thân thôi, nhưng mà con nhà Phật không có khổ tâm. Ai nói ai làm Mô Phật vậy thôi. Kỳ đó thầy đi qua cái phà mà phà Cần Thơ mình nè, qua phà Hậu Giang đó, là phà Cần Thơ mỗi lần á, bà con cô bác xuống xe qua phà đó là thời đó đó, chạy xuống có mấy ông mà kéo bán vé số đó, rồi cũng bắt toàn là cái băng hay lắm nha. Bữa đó bắt cái đoạn Cải Lương, xuống đoạn Cải Lương gì không biết mà phản nhau gì đó không biết. Cái ông đó đó ổng mới phản cái băng cướp đó, sau đó ổng đi tu. Cái bà kia đó bà làm chung băng xưa đó, mới gặp lại ông này đang đi trên đường đi khất thực. Cái ổng đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Bà nhìn qua bà thấy ổng quen quen này, cái bà quay qua nói Phật ở đâu? Ổng nói là Phật ở trong lòng người. Cái bà quay qua, Phật ở trong lòng người sao đời người còn gian trá, Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau. Cháu Ninh Thịnh đi luôn. Chứ nó, Phật ở trong lòng người, nó Phật ở trong lòng người phải không? Mà tại sao người còn gian trá, Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau, phải không? Tại ông mới tu, ông đâu biết trả lời, nên ông thôi ông đi luôn. Ông là không ăn thua với bà này chi, gặp quỷ thôi thua. Chạy. Cho nên nhiều cái đời nhiều cái đắng lắm, tu cũng nhiều cái đắng lắm đó không quý vị. Do đó mà người tu thường hay ta xả không nổi, ta lẫn tránh, ta gọi là tránh duyên đó. Xả, nhẫn, tránh, nó có 3 cái chữ mà cái người tu cần phải nhớ. Xả, nhẫn, tránh. Ban đầu tiên á là mình tránh trước cái đã. Cái tránh gọi là tránh duyên á, nó chửi né, chửi tránh. Quý vị tránh trốn, gọi là chánh duyên đó. Đầu tiên tu tập phải chánh duyên, tại vì á mình còn yếu lắm, nó đập mà đập toàn là sông trì sắt đâu không à, nó đập cái dẹp đép à, cuộc đời đập cái dẹp đép. Cho nên đó, gặp thôi, gặp ai làm cho mình phiền não đó, tránh trước. Thứ nhất là tránh đi, thứ hai là tránh xa. Tránh đi tránh xa nó khác nhau á. Tránh đi nghĩa là ta đi đường này mình tránh đi đường khác. Còn tránh xa là không bao giờ tiếp xúc gần, ít gì cũng phải là bằng cái cổng của cái khung thành đá banh đó, 16m50. Có lẽ là dùng cấm địa. Là nếu cái người đó làm cho mình phiền não thì cách 16m50 đừng có lại gần, gọi là tránh xa. Còn mình tránh đi là tránh đi chỗ khác á. Đầu tiên là tu cái hạnh tránh đi, gọi là cái hạnh đó tránh duyên. Cái thứ hai nữa, tránh được. Ở chung nhà sao không tránh? Sáng lụi hụi ra gặp mặt, chiều lụi hụi gặp mặt, tối lụi hụi gặp mặt, nhất chị em bạn dâu rồi đó. Ở chung nhà tránh đâu có được. Đường nào tránh ở chung nhà giờ nè. Kêu nó ra riêng nó không ra, nó kêu mình ra riêng mình không ra, tiền đâu ra riêng. Mà ra riêng rồi khỏi chia tài sản hả? Tôi ở gán bám trụ để kiếm mới. Cho nên đó là gặp nhau vậy rồi sao tránh? Bây giờ thầy kêu con tránh đâu có được đâu thầy. Lúc đó con nhẫn nhục đi con. Để lúc đó con nhẫn nhục đi. Ai đánh ta, ta giả điếc đi. Ta về nhà liếc con dao đi. Biết câu thơ đó không? Ai đánh ta thì ta giả điếc, ta về nhà ta liếc cả con dao. Liếc dao như lưỡi dao bào, chờ người hết giận thì ta khuyên người. Liếc dao đi làm cỏ thôi, không làm gì chứ. Nghe không? Tức là chờ người ta hết giận á thì mình khuyên răng người ta. Nhẫn nhục đi quý vị. Nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia điều tiêu hết là chỗ đó đó, phải không? Cho nên có câu muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Nó chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa là ở chỗ đó. Ai nói dồn nén ở trong tâm mình à, nhẫn đừng cho bộc lộ phía bên ngoài. Vô ai chửi ngu mô Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhớ hít hơi thở dài, nín thở đánh cho nó tan cái tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm ghen tự lòng mình nó khởi lên đó cái gì, biết không? Mình giận, mình ghét, mình ghen đó, nó chỉ tiêu hủy trong lòng mình thôi, nó làm cho cái tâm mình đó, nó bị căng thẳng, nó làm cho thân mình nó bị bệnh hoạn. Bộ quý vị biết là buồn á, thầy khám bệnh ta biết nè, cái người nào á, buồn phiền không bao giờ chỉ hết bệnh bao tử. Đau bao tử gì đang không tiêu, rồi sốt bao tử, viêm lét bao tử, mà cứ buồn phiền hoài chị không có hết. Cái nó kỵ buồn. Bao tử mà buồn cái gọi là ngăn ngực, buồn cái gọi là ngăn ngực à. Cho nên nó ai đau bao tử phải vui chưa? Vui quá vui vậy đi, ai đau bao tử vậy đó. Còn nếu mà buồn chị không hết. Cho nên thầy là chị bệnh thầy biết nè. Nói thầy dám bảo đảm chị hết đau bao tử con thầy. Thầy hỏi là có vui, có buồn, hờn, giận, ghét, ghen gì không? Là có không dám lạnh. Chạy, thầy chạy. Chứ buồn hoài ai chị hết đau bao tử. Bà bệnh tim á, cái gì mà cứ yêu đấm đuối thì sao hết nổi. Thiệt á, cái người yêu nó ghen. Yêu với ghen vô là tim nó đánh thình thịch tối ngày, đâu có chị hết tim nổi. Tim hở, van, tim thòng, thông liên thất, thông liên nhĩ, rồi là tùm lum hết trơn, nghẹt van là xúc bét gì đó, tùm lum hết, rồi làm sao mà chịu nổi. Rồi mà lo lắng sợ hãi hoài, bệnh phổi, viêm phổi không có hết. Đó, cái viêm phổi nó bung dù ra, nó hút hơi vô đó. Nó bung ra lo lắng sợ hãi quá, nó không bung dù. Nó đập vậy đó, nên hai cái địa nguyệt này là nguyệt bung dù nè, mà đập vô đây nè, đập là nó bung phổi mình ra. Ai mệt nó đập vô đây là thở được. Là hai nguyệt này nó tháo cái phổi mình ra. Không phải trên cánh tay à, dưới cánh tay trong này nè. Trong này nè, dưới này cái đây là cái cánh tay phải không? Xích vô đây chút xíu chỗ cái thịt trên này nè. Gõ bục vô hai bên là thở được, cái SpO2 nó tăng lên á là nó bung dù ra thôi. Cái phổi mình nó mềm lắm, nó bung ra lớn thì hút nhiều hơi, nó bung ra nhỏ hút ít hơi, nên người ta xơ phổi á là nó bung nhỏ, bề mặt nó tiếp xúc ít nên là mình phải thở oxy đó. Cho nên đó người ta mà sợ hãi, bệnh phổi nó tăng thêm. Người ta phiền não tức là giận hờn ghét ghen sân si đó, nó tụt đề kháng. Còn người ta buồn, gầu, sân si, phiền não tối ngại tụt đề kháng. Còn người nào mà tin Phật, niệm Phật, tâm thanh tịnh, đề kháng nó tăng. Đề kháng nó tăng thì bệnh gì nó cũng hết. Mà đề kháng nó tuột cái nó bệnh tùm lum hết trơn. Gọi là thiếu chất này, thiếu chất kia, đi bệnh viện thử, thiếu này, thiếu kia, thiếu iốt, thiếu sắt, thiếu kẽm, thiếu đồng, thiếu chì, thiếu gì tùm lum cha. Từ tháng nó tuột bắt đầu nó thiếu tùm lum, nó không có tổng hợp được các cái chất, không biến đổi enzyme, không tổng hợp chất. Cho nên đó, cái tâm thanh tịnh nha. Bởi vì lòng tin Phật là tâm thanh tịnh lắm. Ví dụ như mình niệm Phật nè, với lòng tin Phật tha thiết A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm không buồn, không giận, không sầu, không lo chân. Đề kháng tăng lên giọt giọt. Bởi vậy tại sao có những cái người bệnh ung thư mà ta niệm Phật hết bệnh đó? Là tại vì á, cái cơ chế của tâm mình á, nếu mình tin vào Đức Phật mà mình không sợ hãi sầu thương oán giận, tự nhiên cơ thể mình tự chữa lành. Là nó tăng chất đề kháng lên, nó tìm các nguyên nhân gây bệnh nó tiêu diệt. Rồi từ từ nó hết lần lần đó. Cho nên giữ tâm thanh tịnh, không buồn, không phiền, không giận là tự cứu mình. Còn mà hờn giận sân si chị bệnh muốn chết luôn, chị không hết đó, quý vị. Cho nên đừng có buồn, đừng có giận, đừng có hờn, đừng có sân si giận, hại nát cái lá gan. Người nào mà ung thư gan, xơ gan này nha, rồi giận hờn hoài không bao giờ chị hết cái lá gan. Nên phải sợ mấy người giận mà bệnh gan lắm. Bệnh gan mà hở cái giận, chị không hết. Thầy thuốc gì thuốc chứ chị không có hết. Là thầy uống một thang thuốc qua thầy hết bệnh gan liền á, là hết liền. Với tính cách là nghỉ giận. Còn giận không? Sao mà không giận? Nhất là mấy người bệnh đau chọc tới giận, Bữa hổm mẹ của ông thầy bạn của thầy á nằm ở bệnh viện, thầy đi ngang ghé vô thăm. Trời ơi, ghé vô thăm cái gì cũng muốn giận hết trơn á. Nói một câu nghịch tí là giận, nói một câu nghịch tí giận, bởi có nhiều người cái tánh người ta giận, nó nhỏ trở nên hờn hát đó quý vị. Chị cũng không hết nữa, mà nhất là người già dễ bị. Cho nên á, quý vị lớn tuổi chút xíu đừng có ham tiền cái, đừng giận cái. Mà già mà tu hai hạnh này, tu hai hạnh đừng ham tiền với đừng giận thôi là ngon lành. Lớn tuổi á, niệm Phật giảng sanh liền. Già chọc là dễ giận lắm, còn trẻ chọc vậy chứ nhầm khi người ta cũng không giận lắm. Nhưng mà già chọc dễ giận, nhất là con cháu chọc dễ giận đó. Chồng rồi đó chọc cái giận hả? Rồi với ham tiền. Không biết hồi nhỏ không ham tiền sao tự nhiên lớn tuổi ham tiền, không biết ham tiền ngang xương à. Quý vị không? Cho nên cái đó là cái tâm lý chung thôi chứ không phải nói ai cũng vậy. Cho nên biết cái đó đầu mình tập mình chia cho người ta, cho người ta cúng dường là bố thí nè, cho người ta từ từ nó bớt tánh tham tiền. Rồi mình tập buông xả. Xả nghĩa là trong lòng của mình, trong tâm của mình á. Quý vị thôi ai nói ai làm kệ đi là nó xả ra. Quý vị giữ tâm tịch tịch vắng lặng bằng cách niệm Phật. Niệm Phật hay lắm nha, niệm Phật mà giữ tâm tịch tịch vắng lặng. Nghĩa là gì? Giận hít hơi thở dài đánh cho nó tan, hờn hít hơi thở dài đánh cho nó tan, sầu hít hơi thở dài đánh cho nó tan. Rồi từ từ tâm mình đó quý vị nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Cho nên đó, người ta tu lâu ngày á quý vị, người ta xả bỏ. Tu lâu ngày ta niệm Phật cho tan, ta gọi là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Bất loạn tức là không phiền não đó. Cái chữ bất loạn là không phiền não, nhất tâm là một lòng, là quyết chí á. Quyết đi có một đường này đó là đi lên ha. Đi đâu? Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chừng nào giảng, nào chết giảng. Đúng không? Còn sống á, sống với tâm tịnh độ, chết về cảnh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Cho nên hàng ngày đi mình nguyện Đức Phật A Di Đà đó. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm đến danh hiệu của Ngài. Khi sống á, xin Ngài độ con được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng bị dị bình an, kiết tường như ý. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về cảnh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Mà chừng nào chết mới giảng sanh, chứ không phải là tự nhiên mình cầu vậy mình giảng sanh đâu. Có nhiều người sợ không dám cầu nguyện sợ Phật rước. Trời ơi, Phật rước mai nếu mà sợ Phật rước là con còn trẻ tuổi quá con không dám cầu đâu thầy ơi. Con cầu sợ Phật bữa nào rước con là sao? Thì có ma rước sợ chứ Phật rước ngon à. Phải không? Cầu đi, chừng nào hết nghiệp Phật mới rước chứ đâu rước. Nói về cảnh Phật chứ đâu phải về Tây Phương, đâu phải về Tây Ninh. Chứ đâu phải về Tây Đô. Tây Đô là Cần Thơ mình gọi là Tây Đô. Nên người đẹp Tây Đô, người đẹp Cần Thơ, nên toàn là người đẹp Tây Đô không nè. Thấy không? Mà hồi xưa kìa ngược dòng thời gian quay về quá khứ, ai thấy tôi cũng chạnh lòng á, thì lúc đó đó là mới là người đẹp Tây Đô, hiểu không? Còn bây giờ á làm bà ngoại của người đẹp Tây Đô cũng là người đẹp Tây Đô mà ngoại vậy, hiểu không? Là nội ngoại hết trơn rồi. Cho nên trước khi chết, trong lúc chết, trước khi chết là cận tử, trong lúc chết là tâm tử. Hai cái này nó quan trọng. Cái tâm gì nó chiếm mình nó là đi cảnh giới đó. Cho nên hàng ngày mình niệm Phật, nghĩ tưởng tới Phật là cái tâm cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, nó lớn. Cho nên đó, lúc đó nó chiếm hết, nó chiếm lĩnh hết trơn, không có ai thắng nó được trơn á. Là chết đi với cái tâm niệm Phật. Cho nên có những người cả đời không tu, gặp ông thầy khai thị cái thôi, ông phát tâm niệm Phật, mà ông phát tâm lớn quá, cho nên nó lấn chiếm hết tâm của ổng. Mấy cái tâm kia nó trầu lên không được, vậy ông ra đi với tâm niệm Phật, được Phật phóng quang tiếp dẫn, ổng cả đời không tu. Nhưng mà tại sao lúc đó ông tin Phật, tại sao lúc đó có ông thầy khai thị, là tại vì nhiều kiếp trước ổng có gieo duyên lành cái gì đó. Ví dụ như ổng cúng dường tượng Phật, hay là ổng có đi đạo tràng trong kiếp trước, hay là ổng có niệm Phật, hay là ổng có cúng dường cho vị tỳ kheo, hay là vị sơ quả, vị quả tam quả, hay vị la hán, bích chi Phật, hay là Phật ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Ông bây giờ nó trổ ra cái quả, tự nhiên ông khởi lên lòng tin Phật, về gặp lúc đúng lúc cái người đó khai thị cho ông là phát tâm giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó tâm nó phát mạnh quá, nên tất cả tâm tham lam, giận hờn, ghét ghen gì đó nó thấp hơn hết. Ông ra đi với cái tâm niệm Phật, ra đi với cái tâm cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, tự nhiên được Phật rước. Nhưng mà có nhiều người tu biết bao lâu mà Phật cũng không rước, là tại vì ra đi không phải với tâm niệm Phật, mà ra đi với một tâm khác. Tâm khác nó mạnh hơn tâm niệm Phật. Là tại sao mạnh tâm niệm Phật? Hàng ngày thấy tu cũng dữ lắm mà, thấy tướng tu thôi chứ tâm không có tu. Cho nên gọi là tu tà tà, tu tèn tèn vậy đó ha. Lâu lâu niệm Phật câu, sáng niệm Phật ba câu, cuốc ba cuốc, rồi đi tối ngày hát karaoke, thì làm sao mà giảng sanh nổi. Cái tâm mà là niệm Phật đâu có đâu. Cho nên nhầm khi mình thấy mình tính đâu mình lên bàn Phật, mình thắp nhang, mình niệm Phật, rồi mình mặc áo tràng đầu ngon lành là Phật rước. Không, cái tâm mình mạnh Phật mới rước. Cho nên đó, mình tu là mình luyện cái tâm này, người ta gọi là tu tâm dưỡng tánh đó. Tu tâm là gì? Là chặt bỏ những tâm xấu ác. Dưỡng tánh là gì? Là nuôi dưỡng những cái tâm lành, gọi là tu tâm dưỡng tánh. Nuôi dưỡng tâm lành để chi? Cho nó mạnh. Chặt bỏ tâm ác để chi? Cho nó yếu. Bằng cách là chúng ta không có lặp lại, là sám hối. Sám hối tức là không lặp lại cái ác. Cho nên không lặp lại cái ác giống hệt như nuôi heo mà không cho nó ăn, nuôi con ác mà không cho nó ăn, thì con ác này nó từ từ nó sẽ mất. Mình cho nó ăn là lặp đi lặp lại hoài. Ví dụ tâm sân, bữa nay sân, mai sân, mốt sân, sân riết, sân nó lớn lên bằng cái sân bay. Còn bây giờ sân nổi lên, mình nhẫn nhục, mình niệm Phật đánh cho tan, mình xả bỏ, dần dần thì cái sân đó nó không còn cái cơ hội để lấn chiếm trong tâm của mình nữa. Thì lúc đó trước khi chết nó yếu xìu, nó đâu có thắng được mấy tâm kia. Chỉ tâm thiền, tâm định, tâm niệm Phật nè nó thắng. Thì mình ra đi với những cái tâm đó đó, hoặc là tâm hộ trì tam bảo, hoặc là tâm bổn nguyện. Nguyện nghĩa là gì? Nguyện nghĩa là bây giờ ví dụ như mình nguyện á, là đời đời kiếp kiếp gặp Phật, sanh ra bất kỳ cảnh giới nào con gặp chư Phật chư Bồ Tát để con tu tập hết đó. Mình nguyện cái nguyện đó, nó trở thành cái nghiệp lực của mình, nó mạnh, nó thắng hết tất cả các tâm khác. Là tâm mình muốn gần Phật Pháp, là nhờ nguyện hàng ngày nuôi lớn. Cho nên mình lên tên Phật, con nguyện đi. Ví dụ nguyện sanh ra đâu cũng được, nhưng mà con gần Phật Pháp con tu thôi. Chứ giờ gần thế gian giờ khổ quá Phật ơi. Bây giờ là con gần là các vị Bồ Tát, con gần các cái vị thánh nhân, con gần cái bậc chân nhân, bậc trưởng thượng, hay là con gần Phật để con tu. Chứ đời này con gần chúng sanh giết rồi, giờ con tan nát cõi lòng hết rồi Phật ơi. Đau thương lắm, khổ đau lắm, sầu đau lắm. Giờ con ngán dữ lắm rồi, ngán tới cổ rồi. Tới giờ là con theo Phật à. Giờ sanh ra chỗ nào con nguyện gặp Phật để con tu, chứ gặp chúng sanh thì nó khổ quá. Cho nên mai mốt quý vị ai mà có lỡ rủ mình hứa kiếp sau rồi đó thì thôi nha. Nửa đêm ông chồng ngủ giật mình thức dậy 1 giờ khuya, Bảy ơi kiếp sau mình gặp nữa nghe Bảy. Qua bữa sau, bữa là hồi hôm á, ông chồng con á, ổng kêu con vậy đó, nên bữa nay con vô con gặp thầy, con hỏi, con trả lời ổng sao. Con hồi hôm con giả bộ con ngủ luôn, con nghe như là không nghe, ngủ luôn. Nếu thầy cho con gặp nữa thì con gặp, mà thầy không cho gặp thì con không. Là về con nói với anh Bảy, con không cho anh Bảy gặp. đó. Trời ơi kiểu đó sao mà gài thầy vô làm chi ba cái vụ này, hiểu không? Ổng hẹn thì cô có hẹn ổng không? Nếu hẹn hẹn tiếp đi là ai đồng ý với Du, hiểu không? Rồi kiếp sau mình gặp lại khổ tiếp nha Bảy ơi. À, còn nếu mà nói thôi thì thôi, nói thôi thì mình lại không. Còn ổng nói là Bảy ơi kiếp sau gặp nữa nha, mình ngồi vậy mình không. Vậy thôi, trả lời phải dứt khoát no, không. Hiểu không? Có gặp ở Tây Phương chứ không gặp ở Tây Đô hoặc Tây Ninh là không gặp. Gặp ở Tây Phương anh gắng tu đi, anh bỏ nhậu anh tu đi, mới mốt gặp em ở Tây Phương cực lạc, chứ đừng gặp em ở Nam Phương cực khổ, hai đứa cùng khổ, khổ lắm anh ơi, thấy không? Đó, nên hai đứa cùng gắng tu gặp ở Tây Phương cực lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Chả nó thì hẹn gặp chứ đừng có hẹn gặp ở hồng trần này nữa, nó già, nó bệnh, nó chết, thấy gì chứ cơ thể mình nguyên ổ bệnh á, cái bụng mình là gì tỳ á, chứa mấy có xác con này con kia không á, ở trọng đó nên quả báo dữ lắm, nó bệnh dữ lắm. Xét đã thì thịt xương này cũng là xương thịt muốn thấy tạo thành là chỗ đó, ở trong tâm, ở trong bao tử mình á là thịt con này con kia không à, cho nên mình trả quả báo mình bị bệnh te tua tơi tả chứ. Nên những người này ôi ơi nó đau lưng quá thầy ơi, đau tay quá thầy ơi, nhìn lên một cái thấy nó chùm ha, là ếch nhái ảnh ương ha, cào châu chấu tôm hùm tép bạc, cá đê cá chê cá lóc gắn gì cá gì tượng gì đó, rồi bò gì rồi thôi tùm lum ở trên nó đeo, trời ở trên nó đeo dài xuống cỡ đó mà không đau sao nổi. Trời ơi kêu thầy bóc thuốc uống cho nó hết đau, mà bóc thì bóc thôi chứ làm sao giải hết nghiệp được, phải về nhà niệm Phật thêm giúp thầy chứ. Đó, còn cái gì cũng kêu thầy uống thuốc chân làm sao hết nổi. Đó, mình là giảng tích sở tạ bao ác nghiệp mà bây giờ gỡ ngày sau gỡ hết, cho nên gắng về nhà còn tu tập luyện đầu thêm rồi thầy mới hút thuốc cho uống hết, chứ đâu thần thánh gì mà thần thánh cũng đâu có là gánh hết nghiệp cho chúng sanh nổi đâu. Đó, cái gì mình cũng phải gắng tu tập sở ra rồi bơm thuốc rồi vô rồi từ từ nó mới hết chứ có đâu có gì tính đâu là hút thuốc thang hết. Sao có nhiều người là dễ bị người ta gạt ở trên mạng, lấy hình ảnh của thầy lên rồi đầu cho nhép cái miệng, cái app á, nó gọi là cái app gì đó không biết, nó thấy hình của thầy cho nhép miệng quảng cáo thuốc à quý trời, quảng cáo thuốc, quảng cáo kẹo, bánh sữa gì tùm lum tùm la trên á. Quý vị ta nhìn ta biết liền, gì thầy nói nó khác, còn ngồi nhép miệng nó khác, vậy mà cũng bị à quý vị. Trời ơi tiểu đường uống chỉ một thang hết tới già, là ở đâu mà tiểu đường uống một thang hết tới già, bị gạt nó nguyên thang lấy 2,5 triệu, một liệu trình 2,5 triệu, có mấy viên thuốc mà thuốc giả nữa. Quý vị mà nói là một thang hết tới già, làm gì có cái vụ mà tiểu đường uống một thang hết tới già, gì mà tin nó đặt thuốc mua của người ta rồi bị gạt. Ngươi thấy không, lên tới chùa cự với thầy cho nó, thầy nói thang hết tới già, cô uống 2 thang rồi mà là đường nó nhỏng kim, là tôi bán hồi nào đâu mà cự lên gõ gàng nè thầy nè, thầy nè, nó nói chuyện nè thầy nè. Ai nhà cái app nó xài lấy cái hình của mình á, nó cho nhép miệng nó nói á, một thang hết tới già, uống 2 thang mà thử đường nó nhỏng cái kim luôn. Đó, trời ơi ở đâu mà ra, do nó mình nó dễ bị gạt quá à, gạt cái tức. Cho nên á quý vị có bệnh hoạn hay lại bắt mạch hút thuốc hoặc đi bác sĩ đều, chứ ở đâu mà trên mạng alo cái gửi thuốc, alo thuốc biết bệnh gì đâu mà gửi, hiểu không? Dễ bị người ta gạt, nhưng mà thôi chắc hồi kiếp trước mình cũng gạt ta dữ lắm nè, bây giờ người ta mới gạt lại nè, thấy không? Nên có câu ban đêm là nằm ngủ ha, thở dài rồi ha, đó là đàn ông, đàn bà thì than ha. Tưởng giếng sâu mà nói sợi dây dài, nào nhờ giếng cạn tiếc hoài cái cọng dây. Đó là chúng ta hy vọng cái cuộc đời này, hy vọng những người xung quanh để đem lại an vui hạnh phúc cho mình, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Quý vị, cuối cùng là chúng ta vẫn không có hạnh phúc, vẫn không an vui, tại vì không thể ai có thể đem cho mình đến mình hạnh phúc an vui bằng từ chính bản thân mình, tại an vui hạnh phúc là do tâm nhận thức, chứ không phải an vui hạnh phúc do hoàn cảnh nó đem tới. Tại vì người ta thiếu thốn này thiếu thốn kia đó, ta mới nghĩ là an vui hạnh phúc á, thì là do cái mình thiếu nó đầy đủ, không phải quý vị. Tại vì mình thiếu thốn bởi vì bởi mình mong cầu cái gì không có là thiếu. Tại vì mình muốn có nó không có là thiếu, thiếu là gì? Thiếu là không có những cái mình muốn. Thiếu là không có những cái mình muốn. Cho nên người nào muốn nhiều, muốn ít, thiếu ít, không muốn không thiếu. Nên trong kinh nhà Phật, kinh Di Giáo, Đức Phật nói thiểu dục chi túc, nó không có muốn á. Ít muốn chút đi thì nó không thiếu, không thiếu thì nó không khổ. Hiểu không? Nên khổ nằm trong nhận thức chứ không phải là khổ nằm ở trên cái đáp ứng những cái mong muốn. Người ta tính mình muốn cái gì có đó cái hạnh phúc mà. Quý vị chắc không? Muốn gì có đó hạnh phúc không? Vì muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, muốn vàng có vàng, có hạnh phúc không? Người ta muốn cái này hết này tới kia, hết kia tới nọ, tới một ngày nào đó muốn mà không có, lúc đó khổ. Cho nên đừng có muốn gì hết là không có khổ gì hết trơn á. Trên đời này không có gì mà muốn hết trơn á, nghiệp nó tự tới đi. Làm gì nó tới đó, muốn đâu có đâu, muốn làm chi, mất công lắm. Cho nên cái người nào ham muốn chừng nào khổ đau chừng đó, là chỗ đó đó. Cái gì con nhà Phật mình hiểu được điều đó rồi, có nghèo mình cũng không khổ, có giàu mình cũng không khổ nữa, là tại vì biết nó nghiệp. Nó tới gieo nghiệp thiện, gieo nghiệp thiện nó tới, gieo nghiệp ác, nghiệp ác nó tới, thôi trả hết nó hết nè. Trả hết nghiệp thiện, hết nghiệp thiện, trả hết nghiệp ác, hết nghiệp ác. Còn trả không hết nó lết theo mình hoài. Cứ như vậy đó, nên con nhà Phật cứ sống tà tà, sống tàn tàn, niệm Phật. Sáng đi làm, chiều đi làm, có nhiều ăn nhiều, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Không buồn, không sầu, không khổ, không lo. Sáng ngày hai thời lẳng lặng công phu, diệt chi vào quá cần cụm, dân vài phút tập tu nguyện cầu. Sáng lên mặt trời mọc lại Phật, mặt trời lặn lại Phật. Trước khi đi ngủ niệm Phật, rồi khi thức dậy niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi tu tâm dưỡng tánh, tâm ác khởi lên niệm Phật cho nó tan, tâm thiện thì thường xuyên khởi lên hoài, tu tập hoài cho nó tốt hơn về cái tâm của mình. Cái gì? Cho nên đó, Phật môn là Đức Phật dạy rất là nhiều các pháp khác nhau, nhưng tụ chung mà không hoài sửa cái tâm của mình bằng tất cả các pháp của nhà Phật. Cho nên người nào tu tâm gọi là tu cái gốc á, cái gì tu gốc là tu ở trong tâm. Bằng cách gì? Chánh duyên. Bằng cách gì? Nhẫn nhục. Bằng cách gì? Xả bỏ. Và cuối cùng giữ tâm thanh tịnh và lòng từ bi thương yêu tất cả giúp đỡ chúng sanh. Thì cái đó quý vị được phước và tu tập ở trong mình, không bao giờ là chúng ta được phiền não sầu thương oán giận gì cả. Còn chút thời gian á, quý vị nào có hỏi còn hỏi, chúng ta trả lời một vài câu hỏi cho quý vị. A Di Đà Phật, con cũng xin có hai cái câu hỏi nhỏ. Câu hỏi thứ nhất, chúng con cũng được biết Phật pháp, cũng biết là những cái điều thiện, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày, trong cái thời công nghệ 4D, rất là nhiều điều khi chúng con đang niệm Phật thì nó tâm nó không yên. Tất nhiên là đang niệm Phật rồi thì một cái khác nó lại nhảy vô, cứ niệm tới thì qua những cái đó thì lại tiếp tục. Và bây giờ con xin là thầy cho chúng con những cái lời chỉ dạy làm sao để cho chúng con được tâm an khi chúng con tu tập tại gia. Cái điều thứ hai là trong những cái tu tập như vậy thì chúng con cũng được tiếp xúc với thầy cũng như là các cái chùa, nhưng mà giữa tịnh độ với lại thiền thì bây giờ giữa hai cái tu, cái pháp tu này thì làm sao để cho chúng con phối hợp, để cho chúng con kết hợp tu cho nó được thanh tịnh, cho nó được tinh tấn trong cái tu học Phật pháp. Trong Di Đà Phật, Di Đà Phật trên tràng pháo tay. Hồi nãy cô nói gì 4D là gì, như phim 3D, 4D, 4.0 phải không? Công nghệ 4.0 là nói tới internet rồi đó, Zalo, Facebook mà mạng xã hội đó, chứ không phải là 4D nha. Như vậy thì là hết cái này tới kia, có nghĩa là hoàn cảnh đúng không? Xung quanh ví dụ bên đây karaoke, bên đây nhậu, bên đây phim, bên đây chơi điện tử rồi. Dần dần nó ảnh hưởng tới mình, không làm cho tâm chúng ta được an ổn lúc nào cả. Thì cái đó nó có tác động với hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà Cái người tu tập của mình đó quý vị, biết đạo rồi đó thì người ta phát lên cái lời đại nguyện đối với lời chư Phật và chư Bồ Tát để mình tu tập. Từ từ mình nghĩ á, là cuộc đời nó vô thường, nên Đức Phật dạy đó, cuộc đời nó vô thường. Ở trong kinh Kim Cang á, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, như điển, nguyên tác, thị quán đó. Nghĩa là ngày nào, lúc nào, giờ nào cũng thấy. Không có cái gì trên đời này mà nó còn mãi với thời gian đâu. Chứ đừng có giữ, đừng có nắm bất kỳ cái gì hết, kể cả nghịch duyên, kể cả thuận duyên. Cho nên á, tâm mình á, mới buông xả, buông bỏ, rồi từ từ nó mới nhiếp vô được. Và tốt nhất ngày nào cũng nghe pháp, ngày nào cũng nghe kinh, ngày nào cũng tu, để nó nhắc mình hoài, nhắc mình hoài. Chứ không có một cái pháp mà nói một lần mình có thể bỏ hết mình tu, không có đâu. Tu lần lần mới bỏ, chứ không phải là một pháp nào đó nói bỏ hết để tu đâu. Không có, nó bỏ hết còn tu gì nữa. Tu để bỏ chứ, còn ta nói để cho biết cái phương pháp bỏ mà thôi. Chứ không bao giờ ai khai thị cho mình mà về nhà bỏ hết đâu. Lúc đó còn nhớ, bỏ lúc đó thôi, về nhà bữa sau nó quên lại thầy rồi, đầu nó trở lại cái vị trí cũ. Cho nên ngày nào cũng phải nghe, ngày nào cũng phải tu, rồi chiêm nghiệm trong cuộc đời và quan sát người xung quanh đó. Người ta còn có hạnh phúc không, người ta già, người ta bệnh, người ta chết như thế nào đó, mình quan sát thì mình có thể bình tĩnh được trước cái sóng gió của cuộc đời. Như vậy từ từ. Nhưng mà tốt nhất á, quý vị tu hành viễn ly á, có nghĩa là mình có phòng riêng. Mình có không có cái gì cần thiết thì vô phòng, ta đóng cửa lại, người ta tu, người ta ngồi, người ta nghe pháp, người ta tu. Tiếp xúc với đời nhiều chừng nào thì tâm nó vọng động nhiều chừng đó. Nhất là người lớn tuổi đó, ta dán chữ tử, dán Hòa Thượng Từ á, ngày dạy là phải dán chữ tử trên sáng. Chữ tử dán nghĩa là vô thường, biết ngày nay ngày mai còn không, vậy buồn chi, sầu chi, làm biếng chi, ta gắng cố gắng người ta tu. Thì gọi là cái người tu dán chữ tử dán. Thầy lại phòng có một thầy bạn thầy, cái ông rủ vô phòng ông chơi. Vô thầy thấy ông nguyên cái hộp để này, thầy la nói cái hộp thôi chứ thầy thấy giống rồi. Thầy la sao ông để cái hộp gì giống cái hòm quá vậy ông? Ông la cái hòm nữa chứ không phải cái hộp. Nó là quá, ông để cái hòm sao thấy ghê vậy ông đóng cái nhỏ à, để trên đầu giường á, là sao ông để cái ghê vậy? Ông la không, con mà không có cái này con tu không có nổi. Đi đâu con nhìn nó cái con ớn cái con tu à, chứ không có nó là tu không nổi. Ông nói vậy nghe, ông cũng tội, ông còn nhỏ, nói bạn giống nhỏ tuổi hơn thầy, bạn học thôi, bạn học Phật pháp á, tại thầy tu trễ cho nên ổng tu sau, ổng học lớp bằng thầy. Thầy xưa thầy đi làm công chức rồi thầy mới đi tu, 28 tuổi thầy mới đi lận, mà ổng đi mười mấy tuổi rồi, thầy 28 tuổi thầy mới đi tu lận. Cho nên là không bằng ta. Cái ông để đó đó, ông là con mà chỉ có nhìn vô cái này con tu mới nổi thôi, chứ hàng ngày nó hừng hực con tu không có nổi. Là thôi ông nhìn để cho đừng có hừng hực, phải không? Tức là ông nhìn đó đó, ông thấy cái đó đó là ông ngán cho ông tu. Đại loại cái đó cũng là cách người ta quyết chí vượt qua yết đế ma tấn đế bồ đề ta bà ha đó. Nghĩa là cố gắng vượt qua rồi sẽ vượt qua, chứ không phải ai tài phép gì đâu. Quý thầy cũng phải cố gắng, cũng phải nỗ lực, cũng là con người, chỉ có là ta có căn tu, ta đi tu, có duyên tu người ta tu thôi, chứ là con người ai cũng phải cố gắng, ai cũng phải nỗ lực. Cho nên đó, mình dán chữ tử dán kệ, bữa nay còn biết mai còn không, lên giường biết xuống xỏ đôi dép được không, hay là mai mốt mà đi siêu âm cái này nọ, cái ra cái giai đoạn cuối được không. Quý vị không, cứ nghĩ vậy đi, hôm nay chống đánh nhà người ta, ngày mai chống đánh sang qua nhà mình. Nghĩ vậy đi là tu mà, kệ đi rồi bỏ, từ từ chứ không có tài phép gì. Phải đi từng bước một, đi lần đi từng bước một, mà có đi thì có tới. Nói thẳng là đi về cực lạc có đi có tới, đi về niết bàn có đi có tới. Cái thứ hai, dung hòa giữa thiền và tịnh. Thật ra tất cả các nước đại dương chỉ một vị là mặn thôi, tất cả giáo pháp của nhà Phật chỉ một vị giải thoát thôi. Tịnh cũng giải thoát mà thiền cũng giải thoát. Tịnh là mình niệm Phật để tâm thanh tịnh, mình tu về cảnh giới Tây Phương và tu tiếp để giải thoát. Còn thiền là tu để giải thoát liền tại chỗ. Nhưng mà tại sao giải thoát liền tại chỗ không được? Tại vì mình không đủ năng lực để tu tập giải thoát liền tại chỗ. cho mình nó sợ sanh tử kiếp sau, rồi đi nhiều kiếp quá sợ lận đận lao đao, sợ ma nó phá, nên ta cầu giảng sanh Tây Phương gần Đức Phật cho chắc ăn. Đó, nhưng cuối cùng để chi? Để giác ngộ, để giải thoát, thành thánh, nhà nước bàn, A-la-hán, Bích Chi Phật hoặc Phật chánh đẳng giác, tùy duyên của mỗi người mà đắc quả khác nhau, nhưng mà không ngoài quả giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi mọi đau khổ, cái đó gọi là giải thoát đó. Cho nên thiền cũng giúp ta giải thoát, tịnh cũng giúp ta giải thoát. Như vậy thì bây giờ mình tu cái nào mà kết hợp? Mình tu thiền kết hợp tịnh hay làm tu tịnh kết hợp thiền thì mình phải xác định. Ví dụ như mình là người con tịnh độ, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là tu tịnh độ, vậy lấy thiền hỗ trợ. Tu tịnh độ là cái mái chèo, còn thiền là cái dầm bơi thêm thôi. Mái chèo mới là chính, tại tôi tu tịnh độ mà, nên chèo mới là chính. Còn cái dầm bơi thêm, dầm nhỏ 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 bơi thêm, phụ thêm. Vì ngày nào cũng niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lúc nào đó tâm rối bời quá thì ngồi xuống hít thở thiền, hiểu không? Để cho tâm từng gối tu niệm Phật tiếp. Có nghĩa là cái chèo đó là cái chèo của tịnh độ, là chúng ta tu tịnh độ. Thì lâu lâu á, mình mà bất ổn gì đó, mình ngồi mình xả, mình lặng là tâm thiền, vậy thôi. Có làm sao đâu, có vướng bận gì đâu, nó còn hay hơn nữa đó. Trong sách đó chư tổ nói á, nếu tịnh độ mà mình dùng thiền tâm để mình hỗ trợ, nó dễ dàng nhất, tâm bất loạn hơn, trong như cột mà thêm cánh. Cái câu đó, đó là ở trong cái phần thường hay là tam thời hệ niệm, ta có nói mấy cái đó đó. Rồi bây giờ mình tu thiền. Tu thiền là tu thiền gì mới được? Tu thiền quán Vipassana hay tu thiền định Samatha? Bây giờ vụ tu thiền định Samatha là tu 40 cái đề mục đó, để thiền định làm chủ lấy tâm đó, để đi vào các tầng thiền định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Nhưng mà bây giờ tâm mình loạn động quá, tu cũng được, tu thiền quán không được, tâm loạn động tu thiền quán không được. Lúc đó thiền định đó, lên đề mục cũng nản nữa, cũng không vô. Vậy lúc đó dùng niệm Phật thay thế, A Di Đà Phật, A Di Phật, để cho tâm lắng động xuống, tâm lắng động xuống rồi vô đề mục của thiền định. Có nghĩa là lúc đó thiền định là cái mái chèo, còn niệm Phật là cái dầm bơi thêm thôi, kêu bằng pháp hỗ trợ là gì đó, hiểu không? Chứ đâu có lấn cấn đâu. Có nhiều người nói thiền định lấn cấn, không có lấn gì trơn á, ăn thua mình giúp nó theo kiểu nào thôi. Ví dụ như mình tu thiền nhưng mà giờ á, do hoàn cảnh á, chồng bỏ, vợ bỏ, con bỏ, chồng chê đó, bây giờ nó căng thẳng quá, niệm Phật cho nó bớt căng thẳng đi, tu thiền tiếp, có sao đâu, bình thường thôi mà. Cho nên á, là tại sao người ta lấn cấn các pháp nhà Phật là tại vì ta không hiểu. Cho nên mình tính đâu tu đó là như là đứng trên hai chiếc xuồng lọt xong không. Muốn đứng trên hai cái xuồng á, là mình phải cột hai xuồng nó dính lại với nhau, lấy gì lọt, hiểu không? Làng này hỗ trợ cho thằng kia, mà cái chính làng nào thì mình tu cái chính làng đó. Ví dụ mình tu tịnh thì lấy thiền hỗ trợ thôi, chứ không được lấy thiền tu nhiều không tịnh. Tại vì nó hỗ trợ, lâu lâu mình cần thì mình hỗ trợ, không cần thôi là mình niệm Phật. Còn chừng nào niệm Phật mà tâm không được vắng lặng thì mình buông, mình thiền để hỗ trợ cho niệm Phật thôi. Nhưng mà cuối cùng mình cầu giảng sanh, làm tôi đang tu tịnh độ. Còn pháp thiền chẳng qua là tôi thể hỗ trợ thôi. Còn bây giờ á, làm tu thiền tịnh để hỗ trợ là khi loạn động quá, niệm Phật cho bớt loạn động để tu tiếp thiền, vậy thôi, có làm sao đâu. Chứ không phải tu hai pháp song song là không có đúng nha. Tu một pháp gốc, cái kia hỗ trợ là đúng. Chứ còn tu hai pháp song song chia thời gian, sáng cái này chiều kia là sai đó, không phải. Mà cái mục đích mình là tu cái gì là mình đeo theo mục đích tu đó, còn cái kia để hỗ trợ cho nó vững cái mục đích này mà thôi. Thầy nói hiểu là được nha. Đó. Chứ đó làm sao người ta tu tịnh độ, người ta ngồi thiền cũng ào ào, có làm sao. Rồi tu thiền người ta cũng niệm Phật ào ào, có làm sao. Nhưng mà biết nó là để hỗ trợ thôi, chứ nó không phải là hai cái chia thời gian ra tu. Không phải sáng này chiều kia, tối này sáng kia, là không phải vậy. Thầy đâu có nói vậy. Tu niệm Phật là cầu giảng sanh Tây Phương Lạc, niệm Phật. Nhưng mà lỡ cái tâm mình á, nó bị trong trên, sau đó mình cần thiền để vô cho nó bớt cái trong trên đó, thì lúc đó mình ngồi thiền, hít hơi thở, hít vào đếm 1, thở ra đếm 2 gì đó. Thiền quán số tích hay là thiền chi vọng gì đó, vân vân, để hỗ trợ thôi. Qua cơn đó mình niệm Phật tiếp, hiểu là được nha. Thầy nói hiểu là được, chứ còn đằng này đó không hiểu cái gì, nói là ông thầy Chí Huệ kêu tu hai pháp song song, không phải. Thầy không nói gì đâu. Tu một pháp một hà, nhưng pháp kia hỗ trợ là đúng. ra là người cư sĩ vào thời Đức Phật cho đến bây giờ thì vẫn chuyên tu một cách bình thường. Mà cái người nào mà chuyên tu được á quý vị, thì người đó sẽ tách ra khỏi cái thông thường của thế gian, trong tiếng Anh gọi là outstand, nghĩa là mình rời khỏi, mình bước qua khỏi những cái bình thường của cái thế gian này, và chúng ta sẽ bước chân lên một cái chân ở trên cái dòng thánh, và cũng như là chúng ta định hướng bước đến dòng thánh. Có những người là chứng đắc thánh quả ở tại kiếp sống này luôn, cái hàng cư sĩ tại gia. Có những người hỏi là vào thời Đức Phật có rất là nhiều cư sĩ chứng từ sơ quả cho đến tam quả, còn tứ quả thì rất là hiếm. Nhưng mà hiện nay á, thì người ta có thể chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả hay không? Thì xin trả lời rằng đó, quý vị là thời nào cũng có người chứng đắc chứ, thời nào cũng có người tu tập tốt, thời nào cũng có người chứng đắc. Quan trọng là mình, có nghĩa là cái xu hướng của thời đại là nó ảnh hưởng chung thôi, còn cái mà quyết tâm của mình đó nó mới là cái quan trọng, chứ không phải là xu hướng thời đại không. Dĩ nhiên trong cái xu hướng thời đại thì chúng ta bị ảnh hưởng. Ví dụ như chúng ta lội vào trong nước, chúng ta sẽ bị ướt mình. Chúng ta đi đến cái chỗ lạnh thì chúng ta sẽ bị run, đến chỗ nóng thì chúng ta đổ mồ hôi. Đó là chuyện bình thường, và xã hội phát triển vật chất chừng nào thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi vật chất. Nhưng mà có những người đi xuống nước mà không ướt mình, là người ta mặc cái áo mà để chống nước đó, tức là người thợ lặn họ đâu có ướt mình. Người đó mà đi đến chỗ lạnh đó, họ không có run tại vì họ mặc áo ấm. Người đi đến chỗ nóng á, họ không có đổ mồ hôi tại vì họ biết giải nhiệt trong thân họ, hoặc là họ dùng máy lạnh, dùng quạt. Thì ở đây cũng vậy. Ví dụ như ở trong cái thời đại của chúng ta là thời đại vật chất phát triển, tâm linh người ta ít có quan tâm. Nhưng mà nếu mà trong cái vật chất xung quanh phát triển mà mình có cái sức đề kháng, có sức tu tập, chọn cho mình một hướng đi, tạo cho mình cái lý tưởng để tu tập, thì chắc chắn chúng ta cũng thành công như là cư sĩ vào thời Đức Phật, không có gì khác biệt hết. Do đó mà vào sáng hôm nay á, để chia sẻ cho quý vị, cũng như là dùng cái sở học, những cái kinh nghiệm mà học hỏi những bậc tôn túc, các chư tôn đức ở các nơi, các cái châu lục trừ châu Phi ra thôi. Tức là thầy chưa có học hỏi các vị thầy châu Phi thôi, chứ quý thầy chư tôn đức ở Việt Nam, tất cả các tông phái thầy cũng có đến thỉnh an, thỉnh pháp, cầu pháp, rồi nghiên cứu kinh sách, kinh điển. Cũng may mắn là cái môi trường học viện Phật giáo á, cũng đã tôi luyện và giúp đỡ cho thầy rất là nhiều trong quá trình nghiên cứu, cũng như học các hạnh lành của chư tôn đức mà tu tập, cũng như là trên bước đường mình đi truyền bá chánh pháp đến cho vạn loại mọi người. Thì gom tới gom lui, sàng tới lọc lui, thì mới thấy được là cái người cư sĩ chúng ta tu tập muốn chứng đắc ở trong kiếp này á, thì chúng ta có 6 cái công hạnh, cũng như là 6 cái nguyên tắc mà mình chuẩn bị và mình thực hành được á, thì là chắc chắn mình có thể vươn lên, vượt khỏi. Tại vì giáo pháp của nhà Phật thì mênh mông, nhưng thực ra là chúng ta nếu gom về á, thì không phải mênh mông lắm đâu. Tại đạo giải thoát chỉ có một con đường thôi, nên chúng ta tiếng Anh gọi là narrow, là chúng ta làm cho hẹp lại hồi, đi đến chỉ có giải thoát thôi, chứ không có con đường nào khác hết. Dầu cho Đức Phật dạy pháp môn nào hay cách thức nào thì cuối cùng cũng đi đến sự giải thoát, giác ngộ, và làm khi mà chúng ta không còn bị ảnh hưởng, lệ thuộc bất kỳ cái gì ở trong tâm, bất kỳ cái gì ở trong thân, bất kỳ cái gì hoàn cảnh xung quanh. 3 cái sự mà không lệ thuộc đó thì chúng ta sẽ được thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc, an vui. Nói chung cái từ ngữ đó thế gian không có thể diễn tả được đâu, mà chúng ta tạm mượn cái từ ngữ đi diễn tả khi mà một người không còn bị ràng buộc bởi 3 cái thứ đó. Thứ nhất là ràng buộc trong tâm, thứ hai là ràng buộc ở trong thân, thứ ba là ràng buộc bởi hoàn cảnh xung quanh. 3 cái này chúng ta không bị ràng buộc mới thật sự là giải thoát. Như vậy nếu mà không có cái gì xung quanh làm cho chúng ta động lòng hết, thì chúng ta không bị ràng buộc cái xung quanh. Còn nếu mà không có gì trên thân mình xảy ra mà mình động lòng hết á, là chúng ta không bị ràng buộc ở trên thân. Không có gì xảy ra ở trong tâm mà làm cho chúng ta bị ưu tư phiền não hết, thì cái đó chúng ta không bị ràng buộc ở trong tâm của mình. Ba sự ràng buộc là ba cộng dây kiết sử này mình phải cắt đứt cho bằng được kiếp này và những kiếp về sau. Nguyện chư Phật chư Bồ Tát gia hộ là ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng với trần ai phiền não, cắt đứt mọi cái sự ràng buộc của ba cái nơi, đó là nơi thân, nơi tâm và nơi cái hoàn cảnh xung quanh của mình. Thì sáng hôm nay thầy xin chia sẻ cho quý vị là 6 công hạnh dành cho người cư sĩ chuyên tu. Mình tu tập nhiều, chuyên tu ít. Chuyên có nghĩa là gì? Chuyên có nghĩa là chuyên nghiệp. Chuyên có nghĩa là thuần thục. Chuyên có nghĩa là không có gì có thể cản trở được mình hết á. Cái người chuyên rồi không có gì cản trở hết trơn á. Người ta chuyên thổi sáo rồi á, là vừa đánh đàn ta vừa thổi sáo, vừa là nhảy múa ta vừa thổi sáo. Hoặc là xung quanh có xảy ra gì đi nữa, có tên bay đạn lạc, đá lở núi lăn gì đó, thì là mình cũng thổi sáo được chứ. Ta chuyên tới mức đó đó. Cho nên người chuyên tu là trong mọi hoàn cảnh đều tu được. Nghĩa đi làm tu cũng được, ở nhà tu cũng được, vắng người tu cũng được, đông người tu cũng được, giữa chợ tu cũng được, hoặc là giữa rừng, giữa núi gì tu cũng được chứ á. Giữa những người ghét mình tu cũng được, giữa những người thương mình tu cũng được, giữa những người không ghét không thương mình tu cũng được. Đó gọi là chuyên tu đó. Chuyên tu có nghĩa là nó chuyên nghiệp đến mức như vậy đó. Có nghĩa là không có gì có thể là ngăn cản trở mình được hết á. Người đó là người chuyên tu đó. Mà 100 người chuyên tu á, đắc hết 99,5 người rồi. Là tại vì á, cái sự mà khai tâm mở trí, sự tu tập của mình á, không phải là khó. Mà khó một cái á, là mình vượt qua những cái tập quán thói quen hàng ngày của mình, đó là khó nhất thôi. Chứ còn nếu mà mình đã vượt qua cái chướng ngại, những thói quen lâu đời, thói quen hàng ngày mình gọi là tập quán nghiệp đó, thì là mình đi rất là nhẹ nhàng. Còn bằng không thì chúng ta phải tốn một cái lực từ ban đầu, từ sự quyết tâm, từ sự nỗ lực, từ sự định hướng, từ phát tâm Bồ Đề, và từ cái nỗ lực tu hành, từ sắp xếp tất cả cái từ phía ban đầu rất là vất vả. Cho nên đó, có cái câu mà người ta nói bằng kinh nghiệm á, cái vui trong thế vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Tất nhiên là đó người kinh nghiệm thôi, chứ thực ra là người ta nói là cái khổ tu hành, tu hành sao khổ. Ở đây đang nói tới sự nỗ lực của mình đó, sự nỗ lực của mình vượt qua những cái mà mình ham thích. Cái nào mà mình ham thích mà mình chặn nó, mình cắt đứt, mình vượt qua nó, mình khổ lắm. Ví dụ mình tham ăn không cho ăn, tham mặc không cho mặc, tham danh cho danh, tham ái không cho ái, tham dục không cho dục. Như vậy khổ không? Khổ gì nữa. Nhưng mà khổ đó là cái khổ đầu tư cho sự tu tập, chứ không phải là cái khổ này là quả báo của nghiệp. Hai khổ này nó khác nhau nha. Khổ đầu tư cho sự tu tập với khổ quả báo của nghiệp, hai cái khổ khác nhau. Chúng ta đang bị chung với nhau. Kinh Tứ Đế dạy là chúng ta khổ quả báo của nghiệp. Nhưng mà cái khổ mà mình lăn xả vào trong tu tập là khổ đầu tư cho cái tu. Hai cái khổ này khác nhau. Cái khổ để bước lên làm thánh và cái khổ để đè bẹp chúng sanh, hai cái này khác nhau. Chúng ta đang bị khổ đè bẹp chúng sanh là cái khổ của quả của nghiệp. Còn bây giờ bắt đầu chúng ta lăn xả vào, chịu đau, chịu thương, chịu đau khổ để đầu tư cho một con đường để làm thánh ở trong tương lai. Như vậy cái khổ này là khổ vinh quang, còn khổ kia là khổ điêu tàn. Vậy thì ở trong điêu tàn mà mình tập cái khổ vinh quang. Và đó chúng ta phải làm 6 điều. Cái điều thứ nhất đó, cái gì? Là dứt pháp học pháp để hiểu được cái sự vô thường mà mình từ bỏ nắm giữ. Cái này là cái cửa ngõ đầu tiên của người cư sĩ vào trong đạo nè. Tức là mình phải học pháp để hiểu ra được rằng những cái xung quanh của mình không có gì tồn tại. Đời đâu có chi đâu mà tồn tại. Tất cả các cái nó đều hiện hữu do nhân duyên sanh ra và diệt đi chỉ cần cộng một chút thời gian vào thôi. Dưới ánh sáng của mặt trời, sức nóng của hơi đốt, nó đốt thiêu rụi hết tất cả các cái. Quý vị qua thấy thành Ca Tỳ La Vệ Kapilavastu á, là dữ dội lắm, hoành tráng hùng vĩ nguy nga lắm, mà tới giờ á chỉ còn cái nền đất dụng thôi. Cái gạch người ta xây giờ là gạch mới đó, cái gạch mà xây nền với là gạch mới đó, còn mà sâu ở dưới đó chỉ có nền móng mà vụn vải thôi. Chỉ có 2.500 năm chứ mấy mà nó điêu tàn hết trơn, không còn cái gì trên ở thế gian này hết. Nên chúng ta thấy là chúng ta đang bị sức đốt của mặt trời nó đốt. Nếu mà nó đốt cái ngọn lửa của mình á là từ 0 độ cho đến khoảng 50 độ thôi. Còn đốt qua 50 độ thì nó cháy nhanh lắm. Còn mà lò thiêu đốt tới 3.600 độ, đốt một chút 2 tiếng rưỡi đi luôn. Thấy không? Tùy vào cái sức đốt. Cái đốt mà nhiệt độ cao chừng nào thì thời gian đốt ngắn chừng đó, nhiệt độ thấp chừng nào thời gian đốt nó dài chừng đó. Nên chúng ta để tủ lạnh cho nhiệt độ nó thấp chừng nào thì cái thời gian bảo quản nó dài chừng đó. Còn bình thường mình lăn xả vào trong cuộc đời này, nó đốt là mau già lắm, tức là mau đi lắm. Cho nên đó, trong cái cuộc sống này nó thay đổi liên tục vậy đó. Không có gì mình có thể giữ được hết, trên đời này không có gì giữ được hết. Nên chúng ta đọc cái đoạn kinh của kinh Nikaya hoặc là kinh A Hàm á, tức là kinh Sanskrit á, thì là chúng ta mới thấy trong những cái đoạn kinh thường thường Đức Phật dạy các con á đừng có bao giờ nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì ở trên đời. Chữ chấp là giữ chặt đó, tức là không có gì mà giữ được đâu, không có gì mà tựa được đâu. Chúng ta tựa vào cái đó nó tan rã, chúng ta cũng té. Chúng ta nương vào cái đó nó hư hoại, chúng ta cũng ngã. Và là chúng ta chấp là giữ cái gì thì cái đó nó cũng biến mất. Giống như dã tràng mà xe cát Biển Đông vậy đó, rốt rồi cũng lại hoàn không thôi mà. Có nghĩa là mình giữ cái gì thì cái đó nó sẽ biến hoại, nó tan đi. Thì mình không có nắm được cái gì trên đời này hết, gọi là nắm nước ở trong tay á, không thể nắm được. Ví dụ như hạnh phúc đi, được bao lâu chứ? Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là cái thỏa mãn dục. Cái hạnh phúc là cái thỏa mãn dục thôi à. Ví dụ như mình thích ăn, mình ăn cái mình hạnh phúc. Đói bụng quá ăn cái hạnh phúc. Không có ai yêu, người ta yêu cái hạnh phúc. Mà không ai thương, người ta thương cái hạnh phúc. Không ai chăm sóc, người ta chăm sóc cái hạnh phúc. Không ai cho mình tiền, người ta cho mình tiền cái hạnh phúc. Có nghĩa là cái hai cái cần và cái mình muốn được thỏa mãn thì mình hạnh phúc. Cái cần là gì? Cái cần là nhu cầu của cái thân và nhu cầu của tâm. Cái mình muốn là gì? Cái muốn là thỏa mãn cái tham. Chúng ta có hai cái đó ở trên đời để làm cho mình hạnh phúc đó. Thứ nhất là hạnh phúc cái cần. Cái cần là cái nhu cầu để tồn tại, là cần ăn, cần mặc, cần ngủ, cần nghỉ, cần gì đó. Mỗi người đều cần khác nhau. Còn cái muốn là gì? Là thỏa mãn cái tham. Cái tham là gì? Là thích. Mà thích là gì? Cái thích là thỏa dục. Cái thích đó là thỏa lạc. Do đó mà cái mình thích đó thì nó vô hạn. Còn cái mình cần thì tùy vào thân của mình. Ví dụ như ông 100 kg á, thì ăn ngày 8 chén cơm là cần đó. Ông á, là 50 kg ăn ngày có 4 chén à. Còn ai mà 30-40 kg ăn ngày có sáng chén, chiều chén, 2 chén. Có nghĩa là cái cần đó. Còn cái mà mình muốn á, thì nó vô tận vô biên. Cho nên á, nếu mà thỏa mãn cái mình cần mình cũng hạnh phúc nữa, mà thỏa mãn cái mình muốn mình cũng hạnh phúc nữa. Do đó người ta muốn cái gì đó mình cho đó, muốn gì cho đó, người ta rất là hạnh phúc. Người ta cần gì mình cho đó, cần gì cho đó là hạnh phúc. Vậy thôi à. Hạnh phúc trên đời đơn giản vậy đó, mà người ta đi tìm đâu dữ dội lắm. Nhưng cái hạnh phúc đó nó không có tồn tại mãi mãi thời gian. Ví dụ như mình đói cái mình ăn, cái ăn no cái nó hết à. Ăn no cái hết cần à. Ví dụ như mình cần ăn cơm, người ta cho mình cơm, mình ăn no cái mà hết cần cơm. Vậy đó. Mình cần sự thương yêu, một người thương á thì nó không sao, tới 2-3 người thương các đầu mình thấy lơ người nọ à. Ví dụ vậy đó. Nó nghĩa là cái gì mà nó over, nó tràn ra, đổ nước vô nó tràn ly là người ta không cần nữa, ta không muốn nữa. Do đó mà ví dụ như mình nói là tôi không có muốn gì hết á, là tại vì ông đủ quá rồi. Cái đó không phải là hết sự tham muốn, mà sự tham muốn được thỏa mãn liên tục nối kết với nhau. Cho nên chúng ta không thấy sự ham muốn, chứ thật ra nó là đã thỏa mãn ham muốn nối kết nhau một cách liên tục, không bị trống ở chỗ nào cả. Còn cái người á mà muốn 10 mà được 5, được 4 đó thì họ luôn luôn lúc nào họ đi tìm đi kiếm. Còn có những người mà phước nhiều quá đó là muốn 1 mà có 2 đó, nó tràn ra cái họ thấy tôi hết muốn gì hết trơn rồi. Ai ngờ đâu họ đang ở trạng thái thỏa mãn ham muốn một cách liên tục, chứ không phải là hết muốn gì. Cho nên những cái khái niệm và những cái trạch pháp ở trong tâm mình không tu á, mình khéo không tu á, mình tính đầu là nó hết rồi. Có những người nói là trời ơi tôi á là giờ không có ham muốn dục lạc gì hết trơn rồi, có 8 bà vợ còn ham gì nữa, hiểu không? Nên là nó dư quá rồi. Tôi không còn ham ăn gì nữa, nhà 4-5 cái tủ lạnh chỗ nào chất cái tủ lạnh vô mà tới tủ lạnh nó rung chân luôn cái chân mà nó đứng nó chịu nổi rung chân luôn á, thì còn ham cái gì nữa, chỗ nào mở tủ ra cũng có. Cho nên á chúng ta thấy lúc nào chúng ta thiếu cái gì chúng ta mới biết mình còn muốn hay không. Còn đã dư giả tính đồng hết ham muốn là không phải là một cái trạng thái nó thỏa mãn, nên nó không có nhu cầu nữa mà thôi. Chừng nào nó hết cái đó nó sẽ có nhu cầu nữa, nên mình đừng có sai lầm ở lập lờ cái khái niệm này. Và nếu mình thấy cái thế gian này nó thay đổi biến hoại liên tục, không có nắm được gì ở trong tay hết, thì tốt nhất mình buông đi, chứ không thôi mình khổ tâm. Tại không nắm lại nó không nắm được, nắm làm chi? Nắm được á, thì hãy nắm, nắm không được đừng có bao giờ nắm. Đừng bao giờ cái mình nắm không được mình bị hụt hẫng. Cái mình nắm không được mà mình nắm á, là mình bị thất vọng, mình bị hụt hẫng. Nên nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt, nước mắt dầm về mà nắm hoài nắm được, hiểu chưa? Cho nên á người ta á, là thường hay thất vọng về bản thân, thất vọng về những người xung quanh, thất vọng về hoàn cảnh. Người ta thất vọng là tại vì người ta nắm bắt mà nắm bắt không có được, là tại vì nắm bắt không có được. Cái thứ nhất người ta né, người ta chạy trốn. Cái thứ hai là mình nắm được rồi bản thân của nó hủy hoại bởi vô thường. Nó có hai cái làm ta nắm không được. Chúng ta nắm lại rồi nó cố nó chạy, nó vụt khỏi vòng tay của mình, và chúng ta nắm lại rồi nó tan hoại, nó cũng mất đi. Nên cuối cùng kết luận là không nắm được gì hết á, tức là đừng có chấp. Chấp là nắm, thủ là cái tay là thủ, rồi chấp là nắm. Nên hình ảnh của cái tay nắm lại thế này, người ta thí dụ trong cái lời pháp là chấp thủ. Ta đang nói tới chúng ta nắm lại những cái mình muốn và mình cần ở thế gian này, mình nắm lại không được. Nắm thì được nhưng mà không có giữ được ở trong tay. Đến một ngày nào nó phát hiện ra, nó vụt khỏi tầm tay của mình cái mình thích, cái mình muốn, rồi lúc đó người ta sẽ cắn lưỡi, người ta sống nổi. Cho nên mình muốn sống nổi á thì đừng nắm gì cả, hãy tùy duyên nó đến nó đi đến welcome, đi thì tống biệt hành, tức là goodbye với nó. Còn đến thì mình chìm chín mời nó vào, rồi đi thì goodbye, đi cho nó ra. Như vậy nó đơn giản thôi, tùy duyên là vậy đó. Đến đi, níu kéo mà chi cho đời thêm khổ, mà kệ nó đi. Đến đi. Cái điều thứ hai nữa, cái điều đó điều thứ nhất, mình thấy tất cả thế gian không có nắm giữ được gì hết, đừng có dại dột mà nắm giữ. Chỉ có cái mà mình hiểu thế gian, mình bước ra khỏi nó, mình cắt đứt những kiết sử triền cái ràng buộc thế gian này, cái đó mới là cái quan trọng nhất về mặt tư duy, về mặt nhận thức từ phía ban đầu. Chứ còn á, là chúng ta thấy gì cũng quý, thấy gì cũng thương, cái gì cũng thích, thấy gì cũng mến, thấy gì cũng ghét, thấy gì cũng ưa hết trơn. Mà tất cả các cái đó nó đều không có thực sự tồn tại, nó là rỗng không, nó là con số không, tức là nó không có tồn tại gì hết, nó sẽ biến chuyển qua một cái khác. Cái này nó hư, nó sẽ biến chuyển qua cái khác. Cái điều thứ hai á, cái công hạnh người cư sĩ á là mình phải giữ cho cái gia đình mình im ấm, ít nhất cùng mình cũng phải giữ cho cái tổ hợp mà mình sống chung đó, mình gọi là cộng chúng á, im ấm. Ví dụ mình không có gia đình, mình ở với bạn bè cũng phải im ấm. Ở trong một cái môi trường mình đang sống đó, mình phải là tác nhân để làm cho nơi đó im ấm. Cái chính im ấm đó mình tu mới được, còn không im ấm tu không được. Cái này là kinh nghiệm mà người ta đã trả giá rất là đắt á. Ví dụ như á, ở gia đình mình không có để ý tới cái sự im ấm của gia đình. Ví dụ như tôi tu rồi tôi không cần gì hết trơn á, tôi tu rồi thôi tôi bỏ hết, tôi đi tôi tu rồi bỏ hết. Giác ngộ kêu đi tôi cũng đi, hoằng pháp kêu đi tôi cũng đi, tối ngày đi, không ai nấu cơm cho ông chồng con ăn gì hết trơn, để mặt ngơ ngáo ăn cơm tiệm riết rồi niêm bá bột ngọt riết quên trước quên sau luôn. Như vậy thì chúng ta thấy gia đình có im ấm không? Nhầm người á là đi tu cái gì ăn chay. Hai đứa con với ông chồng ngồi ăn đó, ăn mâm mặn, mình ngồi ăn mâm chay rất hãnh diện. Nên ông chồng với là mày hai đứa con nhìn mình như nhìn những mà sinh vật quý hiếm, nó nhìn quá, nhìn nó sao hồi xưa mà ăn cùng chung mâm mà bây giờ tách ra vậy, sao nó thấy kỳ quá, nó không hiểu được tất cả cái, nó không hiểu cái công hạnh cao siêu quyền bí hiểm của mình, mà nó cứ nghĩ rằng là mẹ không có thương nó. Ông chồng nghĩ rằng là cổ hết nghĩ tới mình, nghĩ tới người khác, ví dụ vậy đó, quý vị không? Do nên cái giữ cho gia đình im ấm là một cái chất liệu, là một cái xúc tác để cho chúng ta có đủ tinh thần để tu tập, và mình hãy ban bố cho những người xung quanh một cái vô ý thí, chứ đừng có cố chấp cái việc này ăn chay một bữa cũng chưa chắc đã thành Phật, hiểu không? Cho nên là thành Phật là chỗ tâm không có phiền não mới thành Phật, chứ đâu phải là ăn chay một bữa. Và mình tránh điều ác thôi, còn chay mặn tỳ duyên, miễn làm sao mình giữ cho gia đình được an vui hạnh phúc là được, tức là sự im ấm ở trong gia đình, mà vai trò của mình là người sắp xếp cái việc đó. Cho nên mình càng tu mà gia đình càng im ấm, cái đó mới là đỉnh đó. Chứ càng tu mà gia đình càng cách xa, cách rời, hoặc giả là người ta ngao ngán nha. Bữa trước đi qua bên quận 7, cái cô Phật tử đã thầy trời ơi, con dạy ba mẹ con hoài, ba mẹ con không nghe. Hỏi sao vậy? Lớn tuổi không lo tu, mà cứ lo đi trầm quạt không à, đánh tứ sắc đó, cứ lo trầm quạt không à. Mà bây giờ là lớn tuổi mà không tu, cái thầy mới gặp ba mẹ cô đó là sao bác Út nói bác là lớn tuổi không lo tu, nó tối ngày lo trầm quạt. Đó thầy tu như nó vậy đó. Tu mà còn hổn, tu mà coi cha coi mẹ không ra gì, tu mà ngày ăn chay đi ăn mặn nhưng tao không biết vậy đó. Là bộ có vụ đó sao? Là sao không có thầy? Gặp ai là bày bằng chay ra ăn, mời ăn chay không à, ta vừa ra khỏi nhà cái là toàn là đùi gà không á thầy. Rồi mình tu kiểu đó là tiêu rồi, người nhà ta thấy kiểu đó ai theo mình tu. Mình tu là phải chân tu. Chân tu là tu thật á, cái chữ chân là thật, là sắc chá tiếng Bali á. Tu thật thôi chứ chưa tính đắc gì là một chuyện khác. Còn mình tu thật là thật sự tu luôn đó, nhằm khi không biết giáo pháp nhưng mà tu thiệt chân tu. Chân tu không phải là biết giáo pháp rõ, chân tu không phải là ghê gớm gì đâu, mà chân tu là phát tâm tu thiệt, cái lòng thành tâm, cái sự chân thật của mình đến với con đường tu tập đó. Nhằm khi mình chưa đủ đô giáo pháp, chưa có thực hành như người ta được, nhưng mà tôi tu thiệt tình đó, tôi thiệt lòng tôi tu đó, thì cái đó là cái chất liệu để mà chúng ta chứng đắc sau này đó. Tại vì đạo Phật là chúng ta trở về thể chân đế, mà thể chân đế đó là sự thật, cái chữ đế đó là thật đó, cái chữ đế là sự thật đó. Cho nên dầu cho tục đế hay là chân đế thì cái đó cũng là sự thật, cái đế là sự thật đó. Cho nên chân là thật đó, cái chữ chân tu là chân thật để tu đó. Thì cái đó mới là cái mầm, cái móng từ ở phía bên trong. Cái gia đình im ấm, khi mà chúng ta là những người cư sĩ tại gia, gia đình im ấm tu mới được, không im ấm tu không có được đâu. Cái đó là thầy nói thiệt đó. Nhằm khi mình nói mình thôi là thế gian không màng gì đi nữa, chẳng qua cái miệng mình nói thôi, chứ mình vẫn còn màng đó. Là tại sao? Tại vì nó màng là chỗ tâm phiền não. Cái tâm phiền não là tâm màng thế gian đó. Tâm màng thế gian tức là tâm còn rúng động, còn rung động, còn bị ảnh hưởng bởi thế gian đó. Cho nên mình chí nguyện như vậy thôi, chứ không phải là mình sở cầu sở nguyện như ý, mà mình mới có chí nguyện thôi. Cho nên mình đừng có là lập lờ giữa hai khái niệm. Khái niệm là thánh và khái niệm đang tu là không phải. Khái niệm đang tu là chúng ta chỉ có chí hướng thôi, còn khái niệm làm thánh thì đã hoàn thành rồi. Chừng nào mà mình phát biểu thế gian y như trong kinh là như thế này nè: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Bắt đầu ngồi đó người ta lại không đó, nghĩa là chấm dứt sanh tử rồi, tuyên bố thế gian. Lúc đó mới được là tôi không ảnh hưởng gì trên đời, chứ chuyện đời không còn gọi là quan trọng nữa. Còn đâu đi tu, lên trên bằng pháp làm công quả. Có hai đứa con nhỏ xíu nè, nhỏ là bị sốt, chở bệnh viện. Ông chồng là em ơi về, nhỏ chở bệnh viện rồi, lại về chăm sóc nó sốt rồi, anh cứ lo cho nó đi, em đi tu rồi chuyện đời không còn vướng bận. Hồi ơi, ông chồng ổng nổi sân si, đùng đùng điện trong quý thầy. Quý thầy có gì đó, chuyên môn nghe pháp của thầy đó. Mà bây giờ đó, nó vậy đó, thầy coi được không? Người tu còn vướng bận đi làm công quả gì đâu đâu, con nhỏ bệnh muốn chết luôn cũng không về nữa. Đó, sự đời không còn vướng bận, trời ơi khổ ghê luôn rồi bà vậy. Toàn là tu quyền bí thâm sâu dồi dội không là cao siêu đó, mà cao quá chừng té. Cho nên á, tu từ ở trong cuộc sống mà tu ra Phật pháp bất ly thế gian giác. Chứ không nghĩa là chúng ta nói á, là mình tu rồi là mình là sự đời không còn vướng bận. Sự đời không còn vướng bận có nghĩa là không bận lòng. Còn cái sự ở trong đời thì chúng ta phải hoàn thành những cái trách nhiệm, những cái tâm nguyện, những trách nhiệm, những cái gì mà chúng ta đang sống ràng buộc bởi pháp luật, giới luật, gia pháp. Tất cả cái mình còn thân này thì nó phải bị ảnh hưởng hết. Cho nên không còn vướng bận trong lòng thôi, chứ không phải không vướng bận ngoài tướng. Nhưng mà người ta lập lờ quan niệm không còn vướng bận ở trong lòng, chứ không phải không còn vướng bận ngoài tướng. Hay là nó khác nhau, ngoài tướng tùy duyên, trong lòng bất biến. Cái đó mới đúng. Trong lòng bất biến là trong lòng không còn vướng bận gì hết, nhưng ngoài tướng cần giúp, cần làm, cần hy sinh. Đó, ở ngoài tướng nó vậy đó. Thì người đó mới là cái người trí tuệ của nhà Phật chứ. Chứ đâu phải không vướng bận ngoài tướng. Ông sanh ra đứa con mà giờ mới có 4 tuổi mà bỏ nhỏ đi mà không vướng bận, rồi ai nuôi? Con mình không thương nữa, thương chúng sanh à. Hồi ơi, con mình không thương nữa là trời, tôi thương yêu vạn loại chúng sanh, cầm cá nâng thả mà nhỏ qua tát nhỏ. Phải đi phóng sanh. Đang tụng kinh, con nhỏ lại nhỏ 3-4 tuổi bắt cá thảy giận quá ngang tát cái bóp. Rồi thấy thương quá cá, thương quá tát đứa con mình cái bóp cái xiển niệm nhỏ. Mô Phật à, lòng từ bi này không biết từ đâu ra nữa. Thiệt á, cái từ bi này á là không biết từ đâu ra nữa. Quý vị thấy không? Trời, con mũi ha, so quay qua cái chữ nát trọng. Rồi tu cái kiểu quyền bí cao siêu này á, là không ổn này. Cho nên đó, chúng ta mới thấy á, là từ ở trong đời sống, nếu chúng ta được an ổn an lạc thì chúng ta tu tập nó mới đơn giản. Cái điều thứ ba á quý vị, chúng ta tu á là nó phải có cái riêng. Cái thứ nhất á là chúng ta phải có cái chỗ riêng. Thứ hai là chúng ta phải có cái không gian riêng. Cái thứ ba là mình phải có định hình cho mình tu mình. Tại sao? Tại vì có con đường tu chứng đắc á, là con đường cô bóng độc hành, chứ không phải là con đường nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, là giúp đỡ nhau để tìm hiểu giáo lý, dìu dẫn với nhau trên cái tu tập phía bên ngoài thôi. Còn cái thật sự tu á, là phải có cái riêng. Ví dụ như á, từ cái không gian riêng cho đến cái tâm mình nó có cái riêng. Ví dụ như á, là ở nhà mình phải có phòng riêng để tu tập. Và ví dụ như người ta tu chung đây nè, mình cũng phải có cái chỗ tu riêng. Tại vì á, mình chưa đạt đến cái trình độ mà không có bận lòng, mà mình bận lòng. Cho nên á, ở giữa chợ mà ngồi thiền rất là chuyên cần thì Đức Phật cũng không tán thán bằng một vị tỳ kheo ngồi thiền ngủ gục ở trong rừng. Cái đó là ở trong câu kinh đó, ý trong câu kinh như vậy đó. Cho nên tại sao? Tại vì những người đang tu tập đó thì cần phải tách rời những cái tác nhân gây phiền não, thì người đó mới rảnh tay để mà tu tập. Còn mà có những người đó ở đâu tu chẳng được, ngồi giữa chợ thị thành chỗ nào tu chẳng được, trà đình tủ điếm gì tu mà chẳng được. Đúng, cái lý nó vậy nhưng cái sự nó khác. Cái lý là ở chỗ nào tu cũng được thì tu tâm mà, tu đâu chỉ có lại quỳ ở đâu sửa đó, vậy thì mới nhanh, phải không? Cái đó là mình đang nói tới lý của tâm, nhưng cái sự là cái thật sự của cuộc đời này nè, nó khác. Mình nói là ở đâu mà tu chả được, ở đâu giữ tâm thanh tịnh là được. Bây giờ ở giữa chợ ông giữ tâm thanh tịnh được không? Nói chứ ở đâu giữ tâm được là được thì đúng rồi, ở đâu giữ tâm được là được. Nhưng mà ở chợ ông không thể giữ tâm được là được, ở trong sòng nhậu ông không thể giữ tâm được là được, ông đang đánh bài ông không thể giữ tâm được là được. Hiểu chưa? Đang đánh bài mà mình đang me cái bài, mình làm sao mà giữ cái tâm nào? Chỉ có giữ tâm tham thôi, giữ tâm nào giờ, hiểu không? Đang nhậu, mình đang nhậu gọi là nói chuyện toàn là trên trời dưới đất không à. Vô sòng nhậu cái nói là tổng thống Mỹ bữa nay đi chơi ở đâu rồi không à, hiểu chưa? Bữa hổm có cái cô Phật tử điện thoại lại thầy, thầy phải tính sao chứ, phải có trách nhiệm chứ. Họ trách nhiệm gì vậy? Trời ơi, Nga đánh Ukraine mà thầy không có một tiếng nói nào. Mô Phật. Sao mà coi tôi lớn như vậy? Đó, ông thầy tu trong chùa thôi mà, cái vụ gì Nga đánh Ukraine thì cái chuyện đó chuyện của thế giới, sao tôi biết chứ. Vậy mà thầy không gầy sao mấy thầy nín thinh. Nói gì giờ, mấy thầy nói Pháp thôi chứ biết nói gì giờ. Nó ôm bom đi đâu đánh thì cái chuyện đó thế giới, hòa bình thế giới thì cái cao lớn quá. Còn ở đây mình chỉ biết chuyện Pháp tu tập thôi chứ làm sao mà đưa trách nhiệm cho quý thầy cái vụ mà Nga bắn pháo vào Uren. Cái chuyện đó ở đâu đó chứ ở đâu đây, hiểu không? Nói gì không phải là mình không có trách nhiệm, nhưng mà đó đâu phải trách nhiệm của mình. Trách nhiệm của ông thầy tu là tu và hoàn Pháp, trách nhiệm của Phật tử là tu và hổ trì tam bảo, cũng như là làm lợi ích cho vườn chúng sanh. Cái đó gọi là trách nhiệm đó. Trách nhiệm thầy là phải tu hoàn Pháp nha, hoặc là kết nối từ thiện. Còn trách nhiệm của người cư sĩ là tu hộ trì tam bảo và tùy duyên giúp đỡ chúng sanh. Đó là cái trách nhiệm rõ ràng chứ ngậy, đúng không? Chứ tôi đâu có cái trách nhiệm mà bịch đầu pháo trách nhiệm đó khác. Nên khổ quý Phật tử lắm. Nên đó quý vị, chúng ta tu phải có không gian riêng, tức là mình phải nghĩ tới riêng. Nên bữa đó đi nhập thất cái khóa tu nhập thất, thầy có thầy bạn mà tổ chức cái khóa tu là Phật thất 7 ngày, mà Phật thất nhập thất chứ không phải là Phật thất bình thường của mình. Nhập vô đó người phòng ở 7 ngày nha, ta đi hộ thất đồ ngon lành lắm nha. Cái cổ mới lại thầy ơi thầy năn nỉ cho con ở phòng 2 người được không? Cái hỏi cổ là ở với ai, là còn với ông chồng con. Là làm sao mà bây giờ ta tu người ta người ở người không à, ta tu là độc cư thiền định mà sao mà ở với ông chồng sao tu? Con sợ ma lắm, ban đêm á là con ngủ một mình, con ngủ không có quen. Bây giờ con lấy ổng 30 năm mà chưa có dám một đêm nào hết á. Bây giờ mà con đi con ở 7 ngày chắc con chết quá à. Trời ơi, bởi vậy quý thiệt ta. Bởi vì nhầm khi cũng hãnh diện, cô nói cái là người nam ta hãnh diện lắm. Bởi vì trong dân gian người ta nói là con vợ nợ quan gia, chồng là ngọc ngà châu báu, đi đâu cũng mang theo, tới đi vô nhập thất cũng mang theo ông chồng nữa. Khổ ghê luôn à. Bởi vì nói cái mình hãnh diện liền, hay mấy chú trên nghe nói hãnh diện liền. Do đó mà chúng ta mới thấy là người ta không có tách rời được. Không tách rồi, mình đã lỡ bị keo 502 nó dán này vô, nó dính cái dây đó, gọi là dây cái kiết sử đó. Trong kinh nhà Phật gọi là ái kiết sử. Cái gì ái kiết sử? Nên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Quý vị, cho nên dục là cái sự thôi thúc, ái là sự thương yêu, nó dính chặt nhiều đời nhiều kiếp lắm. Cái dây đó, dây ái kiết sử đó, con nhà hàng xóm á, mà nó bệnh gì á, lên tới 80 độ sốt, mình ở đây mình không có rung động, con mình mới sốt có 38 độ chạy lăn xăng, thấy không? Con mình mới 38 độ 5 là chạy lăn xăng trên nhà. Con nhà hàng xóm mà sốt 80 độ kệ nó. Có nghĩa là gì? Mình với con nhà hàng xóm không có cọng dây gì nó ràng buộc hết á, mà mình với con của mình có cọng dây ràng buộc là cọng dây ái đó. Nên mỗi khi nó nhúc nhích mình nhúc nhích, còn ta nhúc nhích đâu có nhúc nhích đâu, còn cọng dây cột. Nên Đức Phật dạy trong cái kiết sử, Đức Phật chỉ cần cắt cái dây ái kiết sử là được. Cắt dây ái không phải là lòng thương mà chuyển đổi tình thương, cái tình thương của ái kiết sử thành tình thương của tiên Phật là bằng lòng từ bi. Lòng từ bi là thương yêu khi thấy chúng sanh khổ. Còn lòng tham ái á, là cái lòng thương chấp thủ, cái lòng thương ái mộ, lòng thương chấp thủ. Thấy ông nào đẹp trai cái thương, thấy ông nào giàu cái thương, thấy ông nào quyền lực cái thương, thấy cô nào đẹp cái thương, thấy cái người nào tài cái thương. Nhưng mà thương đó thương chấp thủ, thương chấp thủ nên thương ích kỷ, thương ích kỷ nên thương có điều kiện. Tôi thương anh phải làm tiền đưa tôi hết. Tôi thương anh, điện thoại kêu 3 chuông phải trả lời. Tôi thương anh, nhắn tin mà kêu tít 3 cái là phải trả lời. Dầu cho cha mẹ điện 1-2 giờ khuya đừng bao giờ bắt máy, nhưng mà tôi điện là dầu cho nửa đêm anh cũng phải bắt. Cái gì đó, tức là đặt điều kiện cho người ta vậy đó. Mà người ta thương, mà thương cái kiểu cầm tù đó, thấy ớn luôn. Nên có hai chồng, ông ở quận 7 đi qua bên chùa thầy, bà vợ nó là thầy ở thầy. ông chồng con tu 8 kiếp mới gặp được con, tức là lo cho ổng hết tất cả các cái hồi cổ dẫn đứa con đi toilet, cái ông chồng mới nói nhỏ nhỏ: thầy đâu thầy có túc mạng minh không, thầy soi lại trong kiếp trước con có phá chùa phá miễu gì không mà con gặp cổ. Bà vợ nghĩ khác, bà vợ nói là ông chồng tu 8 kiếp mới gặp bà vợ, còn ông chồng nó không biết kiếp trước có phá chùa phá miễu không, bây giờ mới gặp bà vợ này. Mình cũng không hiểu luôn, cuộc đời một người nói theo một kiểu mình không hiểu, bởi vì tu chùa không có hiểu chuyện thế gian, tại vì thế nó còn gian nữa đó nên mình đâu có hiểu, phải thế nó không gian đó thì mình hiểu, còn thế nó gian kiểu đó đó, hai chồng mà người nói kiểu đó rồi ai hiểu có đường nào giờ, bởi vì người ta mới xa lánh thế gian, vô đó cũng y chang vậy đó. Mình tính đâu người ta sống gần mình ta hạnh phúc lắm, ai nhà người ta sống gần mình ta đau khổ gần chết đó, mà mình cũng không biết, mình ngỡ rằng hạnh phúc đó mới là vô minh. Cái có mà không nhận ra, cái có mà không nhận ra, mình nhận ra kiểu ảo tưởng phù du của mình không à, chứ thật ra mình không có nhận ra một cách chân thật của tất cả các pháp, nên cần phải có tuệ chi, cần phải có trí tuệ ở trong đó. Cho nên đó quý vị á, là hãy tu tập có không gian riêng, mà cái người tu sĩ trong kinh Đức Phật dạy là độc cư thiền định, có nghĩa là mình sống độc cư là có không gian riêng, cái không gian riêng chính là không gian dễ dàng quân tập các cái công hạnh tu tập. Chứ quý vị đừng có chung rồi nó va chạm độ nhau, hai chiếc vòng mà gặp nhau nó va chạm vào nhau kêu rẽn. Nên đó là dân gian ta gọi cái từ cũng hay, chung đụng, nghe từ cái mình thấy hay ha. Ở chung phải đụng phải kêu, mà kêu thì phải la, mà la thì phải khổ, vậy thôi, nó đơn giản mà. Cho nên đừng có ở gần ai chứ á. Ở đây không phải là mình cổ xí cái mình sống cô đơn, nhưng mà chúng ta phải có không gian riêng để làm chi? Để tự thân mình vận động. Tại vì cái cuộc luân hồi là cuộc của tự thân. Nói thật đó, quý vị đó, phóng một đạo hào quang của mắt mình ra cái ở trong không gian luân hồi sanh tử đây đi, thấy đi con mình à, còn sống đi 2-3 mình 3-4 mình hú hí được kêu đi chùa rồi, còn mà vừa tắt hơi cái rồi kêu không ai nghe. Nói thật đó quý vị, thương cỡ nào thương kêu không ai nghe chứ. Không ai nghe chứ. Nhớ, mình cũng nhớ trong tâm tưởng, nhớ cũng một vài năm thôi, 3-4 năm sau cũng có vợ có chồng khác chứ. Không, cái đó nói thiệt đó, quý vị đừng có ngồi đó mà trách đời, hiểu chưa? Có trách chăng á, thì ta trách đời là da. Bấy lâu nay Phật đã nhủ phiến, tá thân khắp cả trần miền, khuyến cho trần hạ mà tạo diện thâm sâu. Đời là khổ tu lâu mới đắc, khổ quá trời đời chưa chắc còn hoài. Dầu ta có dạng của tài, 100 năm cũng phải ra ngoài đồng quan. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ gió vàng ai bi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng mà chánh niệm việc gì nó cũng qua. Cái điều thứ tư quý vị hết sức cần thiết, người cư sĩ tại gia đó thì lấy giới hạnh á, là làm cái nền tảng. Tại vì cái giới hạnh á, khi mà mình chưa đủ tuệ á, giới sẽ giúp mình cái tuệ đó. Giới là gì? Giới hạnh là cái sở hành của mình hàng ngày. Cái chữ hạnh đó là nó xuất phát từ cái chữ hành, trong tiếng Hán hành đó là đi đó. Đi đây chúng ta đang nói tới cái vận động á, thì cái chữ hạnh này nè nó phải ở trong giới, tức là hành động nó phải ở trong giới. Giới là gì? Giới, cái gốc của giới thanh tịnh á, là bất sát bất ác. Còn giới mà Đức Phật cấm á, là giới tướng. Từ giới tướng đó nó đi đến thanh tịnh của tâm. Mà thanh tịnh của tâm á, để chuẩn bị cho một cái hành trình tu tập á, là mình phải có chuẩn bị một cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì Pháp nó mới vào. Còn mà tâm bệnh Pháp không có vào. Tâm bệnh, tâm sân si phiền não đó, Pháp không có vào. Pháp vào chỉ ở trên nơi tâm thanh tịnh thôi. Mà tâm thanh tịnh này ở giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh nghĩa là gì? Tâm mình không có hại ai, tâm mình không có sát ai, tâm mình không có hơn thua với ai hết á, thì cái giới nó sẽ giúp mình điều đó. Thì người nào mà thọ giới nào giữ cái giới đó cho tốt thôi là công hạnh trong cái giới đó. Còn giới cao nhất, giới cao nhất là giới thanh tịnh. Còn cái giới cao nhất mà giới tướng á, là giới tỳ kheo. Còn đối với giới tánh á, thì là đó là giới Bồ Tát. Còn mà giới mà để thâm nhập pháp giới đó phải là giới thanh tịnh, tức là tâm không còn sát bất kỳ chúng sanh nào, và tâm không còn muốn làm đau khổ bất kỳ ai, gọi là bất sát bất ác. Ác là làm đau khổ người ta đó, sát đó là đoạn mạng, sát là đoạn mạng, còn ác là làm đau khổ cho người ta. Nên mình còn đau khổ cho ai á thì là mình còn làm ác. Cho nên á, ví dụ như mình nghe cái cô Phật tử nói ông chồng con có gì chứ ông ác với con lắm á thầy ơi, có nghĩa là ông chồng làm cho bà vợ đau khổ đó. Tức là người ta làm khổ giúp cho mình á thì mình nói người ta là ở ác với mình, còn mình làm đau khổ cho người khác thì người khác nói mình làm ác với họ. Cái ác trong dân gian nó đơn giản vậy đó. Vậy thì mình tự hỏi lòng mình, có hồi nhỏ lớn mình có làm đau khổ ai không? Nhiều lắm không? Phải sám hối à nghe, nhiều lắm phải sám hối à. Trước Phật đài con xin sám hối, nghĩ lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình, đúng không? Đó, bắt đầu ta lên ta chắp tay rồi, chắp tay mặt tội dễ thương lắm nha. Trời, người nào sám hối nhìn thấy cũng thương chứ, nhìn mặt tội dễ sợ luôn á. Lên trên bàn Phật chắp tay vô re, thành tâm thành lòng hướng về chiêm ngưỡng nhung nhan Phật nữa. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, thở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ căm đặng, giết lội muôn thú đuổi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me rạn rùa thân hình, mắc trong cảnh khổ động tình xót xa. Con á, trước Phật á, con xin hứa từ nay con tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái núi thánh quá ngày về nhà ăn chay. Vậy là sám hối. Sám hối nghĩa là thấy mình làm tội quá trời rồi, nhằm khi tội mà hết sở nổi rồi đó, bắt đầu mới lên trên bàn Phật lại để sở từ từ, sở rối tơ lòng ra. Cho nên á, cái tơ lòng mà nó rối tùm lum á, cho nên mình lên mình sở từ từ, mình thành tâm, mình sám hối. Cho nên cái giới á, là nó ngăn cái ác ở ngoài tướng và ngăn cái ác ở trong tâm. Nó có hai cái ác để ngăn. Nếu mà chúng ta giữ giới tướng là chỉ ngăn cái giới ác ở ngoài tướng thôi, còn chúng ta giữ giới tánh là ngăn cái ác ở trong lòng. Còn ta xả hết, xả ly hết thì giới thanh tịnh. Giới tướng á, ngăn cái ác ở ngoài tướng, giới tánh ngăn cái ác ở trong tâm, còn giới thanh tịnh là xả ly tất cả các pháp. Mà chính cái xả ly tất cả các pháp thì cái này nè chúng ta mới đắc pháp. Đắc pháp không phải là xả ly tất cả các pháp, mà đắc pháp là tu pháp trên nền xả ly tất cả các pháp. Nền xả ly tất cả pháp như là cái môi trường. Ví dụ như á, con chim bay trên trời, con cá lặn dưới nước. Môi trường của nước ngọt quá cá không thể xanh, nước mặn quá cá không thể xanh, nước lợ lợ cá xanh. Như vậy thì mỗi cái gì nó sanh ra là duyên nó sanh ra đó, nó cũng có môi trường nó phù hợp. Vậy thì các cái để mà sanh ra trí tuệ thông qua pháp phải trên môi trường của giới. Cho nên trước khi mà chúng ta nhập thất hay người ta tu tập gì, chúng ta phải thọ giới bắt quan trai, cũng như phải thọ giới bắt quan trai trước. Nên người ta gọi là tu bắt giới bắt quan trai, chứ không phải tu pháp trên nền giới bắt quan trai, chứ không phải tu giới bắt quan trai. Tu pháp đặt ở trên nền của giới bắt quan trai. Giới bắt quan trai là môi trường, còn pháp mới là cái khai tâm mở trí. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên bao giờ chúng ta phải sử dụng pháp ở trên nền của giới, chứ không phải là chỉ có giới rặt ri. Nhiều không sắc sanh chuẩn có tại giam vậy, tôi hát karaoke, tôi là giỡn hết gì ngày đó tôi đắc, đâu phải, đúng không? Tôi là ví dụ như năm giới tôi giữ hết, nhưng mà ngày đó đâu có dùng pháp để khai tâm mở trí đâu. Pháp tức là để khai tâm mở trí của mình ra. Pháp đó là để chuyển hóa cái dòng tâm thức. Pháp có thể là cắt đứt các cái tâm và tâm sở ác vân vân. Cái đó là ta dùng pháp nào? Bát chánh đạo, hay dùng tứ niệm xứ, tứ niệm cần, tứ niệm túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, hay là dùng thiền quán thuần định, niệm Phật hay trì chú vân vân. Ta dùng cái pháp nào để cho nó đạt được cái đó. Cái đó là cái giới là quý vị phải giữ. Còn giới nào mà không giữ được phải sám hối, giữ cho nó bằng được trong những ngày tu tập. Còn ai giữ được một đời thì đỉnh của đỉnh. Còn ai á, mà giữ á, là một thời khắc tu tập. Ví dụ người ta tu vô 3 tháng, giữ 3 tháng, vô 1 tháng, giữ 1 tháng, vô 1 tuần, giữ 1 tuần, vô 1 ngày, giữ 1 ngày. Cho nên mình là giữ giới là khó nhất. Tại sao? Tại vì giữ giới là chống lại thói quen. Cái thói quen của mình là thói quen không có giới, chứ không phải thói quen có giới. Thói quen mình thói quen không có giới, nên chúng ta làm theo sở thích, nghĩa là thích gì làm đó. Còn giới là làm theo quy định. Nên hai cái đó là hai thói quen hoàn toàn khác nhau. Nên tại sao thế giới rất đơn giản ta giữ không được? Tại vì không vượt qua được thói quen. Nó đơn giản thôi, thói quen cái khó bỏ nhất mà. Nhưng mà thấy không sát sanh thôi dễ, ngày nay không có sát, nhưng mà chút xíu con máu không. đó cái đó là sát, nhỏ lớn gì là cũng là sát ha. Cho nên cái tâm sát hại đi đến cái tướng sát hại. Mà nói vậy thôi á, hoặc là nổi sân lên là cũng đập cái chát ha, cái đó là nói mũi đó, rồi đập lớn hơn con mũi, rồi tới đập con cá, rồi mới tới lớn hơn con cá, tới con chó, con trâu, con bò, lớn hơn bò, tới con người, vân vân. Do đó mà mình cái tâm sát, cái tâm ác luôn luôn lúc nào cũng trực chờ. Tại sao? Tại vì mình bảo vệ bản ngã. Cái gì nguy hiểm tới cái ngã của ngã thân và ngã tâm của mình là mình đập hết. Trong cái đó là bảo vệ bản ngã. Đó là chính là cái ác tắc, tức là cái bản ngã của mình đó, muốn bảo vệ lại nó. Nên chúng ta sẵn sàng hủy diệt những cái xung quanh của mình. Nên đó, mình hãy cẩn thận. Giữ giới nó khó lắm, nói gì khó lắm. Giữ 1-2 lần được, chứ mà mình giữ trọn vẹn á, nó khó lắm. Còn người nào mà phát tâm giữ trọn vẹn ngày, ví dụ như hôm nay chúng ta tu tập, ta giữ trọn vẹn ngày 5 giới thôi, giữ trọn vẹn ngày thì là chúng ta có công đức rất lớn. Tại vì cái giữ giới nó chiến thắng được tâm phiền não. Và từ đó chúng ta dùng pháp để chúng ta lướt nó luôn, dùng pháp để lướt qua nó luôn. Nên cái độ ba la mật nó tăng lên ở trong giới. Khi chúng ta giữ giới dùng pháp để tu tập thì độ ba la mật nó tăng lên. Mà độ ba la mật là độ chặt thủng, đoạn lìa cắt đứt tất cả các dây phiền não. Nên tất cả các cái vị phát tâm tu từ khi vào cái thời xa xưa của những tiền kiếp về trước cho tới bây giờ thì người ta đều tu ba la mật hết á. Tại ba la mật, cái ba la mật mới là cái tu. Tại ba la mật là cái độ chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng tất cả các phiền não. Độ ba la mật đó, thì chính cái đó là cái chứng đắc đó. Cho nên tất cả các cái đều gom lại ba la mật. Nên ở trong vũ trụ xét cái độ tu bằng ba la mật, chứ không phải là đi chùa được nhiêu ngày, lần chuỗi được nhiêu sâu hay là gì đó. Cái chuyện đó là chuyện của thế gian. Còn cái chuyện trong tâm ông đạt được độ ba la mật bao nhiêu, cái đó mới kết quả sự tu hành. Độ ba la mật là độ cắt đứt phiền não. Thì trong kinh, cái bài kinh mà đoạn diệt tất cả là hoặc đó, thì đó là làm tăng trưởng độ ba la mật đó, hoặc là viên mãn độ ba la mật, gọi là paramita hoặc parami. Như vậy thì mình tu cái gì tu, nhưng mà cái kết quả của tu là độ ba la mật. Có nghĩa là cái độ đoạn diệt phiền não, cái độ tiêu trừ đi tất cả các ác pháp ở trong tâm của mình, cái độ đoạn lìa đi các kiết sử triền cái hoặc lậu hoặc ở trong lòng của mình. Thì chính cái đó mới là kết quả sự tu tập. Còn cái hình thức tu tập mỗi người mỗi kiểu, nên nhầm khi thường ta đem hình thức người ta ra khè mà không đem ba la mật ra khè. Ba la mật ra khè mới là đúng đó, chứ còn hình thức ra khè thì thôi, rồi thờ tượng Phật, rồi tôi tu 5 ngày 7 ngày nhập thất, của tôi lần lần 2-3 ngàn sâu chuỗi, rồi tôi ngồi thiền 4-5 tiếng, rồi tôi là tụng kinh quỳ thẳng đứng rồi ha. Nói với cái người tu thật sự người ta hiểu đạo đó, người ta chỉ có tôn trọng cái sự sở hành của ông thôi, chứ chưa đến mức kính trọng đâu. Mức tính kính trọng là độ ba la mật ta quỳ xuống ta lại, chứ ông tu ông vẫn đứng, ông quỳ đứng thì chưa chắc ta đã lại. Đó là hình thức tu thôi. Hình thức tu dĩ nhiên mình tôn trọng, tại vì mình làm chưa có được đó, cho nên mình tôn trọng người ta, làm ta bỏ công ra tu hành, bỏ sức ra tu hành, mình rất là tôn trọng người ta. Nhưng mà độ kính trọng là phải là độ đoạn diệt phiền não ở trong lòng của mình kìa. Ông hết tham chứ ông hết tham tôi lại ông. Ông hết sân chứ ông hết sân tôi lại ông. Ông hết ích kỷ chứ hết kỷ tôi lại ông. Ông có lòng từ bi không? Ông có lòng từ bi tôi lại ông. Hiểu chưa? Nhưng mà ông ngồi thiền lần 4 tiếng hồ chưa chắc tôi lại. Tôi chỉ rất là tôn trọng ông về cái sự thực hành cố gắng nỗ lực của ông. Nhưng mà ông ngồi thiền, ông có thể vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì tăng cái độ tôn trọng tôi lên chuyển qua kính trọng. Ông có thể đoạn diệt được vô minh và phiền não ở trong tứ thiền định đó, thì tôi hoàn toàn kính trọng, tôi đưa ông lên tu lại luôn. Cái đó là cái độ tính kính trọng tăng lên từ cái tôn trọng sang kính trọng, rồi sang kính trọng từ lên kính trọng tuyệt đối. Đối Đức Phật là mình kính trọng tuyệt đối, đối với thánh nhân là kính trọng gần như tuyệt đối, vân vân. Thì giới nó sẽ giúp mình điều đó. Nên quý vị nếu có tách ly ra để tu tập, tu diễn ly, tu một mình rồi đó, chủ nhật đồng ở phòng tu, hoặc đi tu 3 tháng, đi tu 1 tháng, tu 1 tuần, tu 1 ngày đó, thì chúng ta cũng phải lên bàn Phật mà thọ giới. Nếu có ông thầy truyền thì càng tốt, không có thì chúng ta tự lên bàn Phật, chúng ta thọ cái giới nào cao nhất mình có thể thọ. Ví dụ như mình có thể thọ 8 giới, bác con trai mình có thể thọ với Bồ Tát, mình có thể thọ với Sa Di khi mà mình tu mà gọi là gieo duyên á, tu gieo cái duyên thôi đó, thấy không? Gieo cái duyên nên được cái duyên thôi. Nên á là mình có thể thọ với Sa Di, mình tu tập nếu tu gieo duyên, còn không tu gieo duyên có thể thọ bắt quan trai 8 giới dần dần. Nhưng mà phải hành pháp. Vì thì hành pháp gì? Cái hành pháp mà gọi là cái pháp căn bản để khai tâm mở trí đó là thiền Vipassana và thiền Samatha, tức là pháp thiền chỉ và thiền quán. Hai cái pháp này vào thời Đức Phật dạy cho hàng tu sĩ và hàng cư sĩ tu chứng đắc ở trong hai pháp này. Tức là hai pháp này là hai pháp gốc căn cơ căn bản nhất vào thời Đức Phật, còn tại thế mà nó có nguyên giá trị tới bây giờ luôn. Đó là pháp thiền quán và pháp thiền định. Pháp thiền quán bây giờ người ta gọi là quán Vipassana, thiền định người ta gọi là Samatha. Như vậy thì hai pháp này người Phật tử phải có. Không có hai pháp này là chúng ta không có đánh lợi với phiền não đâu. Hai pháp này như là hai cây búa, mà hai búa thần vậy đó, đánh tiêu diệt tất cả phiền não, để tan dầu cho nó cứng, nó sắc, nó bén như thế nào nữa thì hai cái búa thần này có thể đập tan tác hết. Quý vị không tin, quý vị thử tập 3 tháng về thiền quán, thiền định thôi coi. Có nghĩa là thiền chỉ quán song tu đó, nó hay dữ dội lắm, phải chứ. Nhưng mà hai cái pháp này nó chỉ nở trên nền của giới mà thôi. Không có giới không thành tựu được hai pháp này, nó căng vậy đó. Cho nên đó là mình tu thử ngày, mình thọ giới đi đến giới thanh tịnh và sử dụng hai pháp này một ngày, cái nó nhanh như là tên lửa bắn vậy, lên cái vèo cái mình thấy là giống hệt như mình tập lái xe bữa trước qua bữa sau lên cơ vậy đó. Mình tu cũng vậy đó, mình vô á là ở trong thất hoặc là tách ly ở đâu đó tu hai pháp này, một ngày, hai ngày, ba ngày mà phải thọ giới nha, phải giữ giới thanh tịnh nha, thì cái đó mới có kết quả. Cho nên á cái thiền quán á, thì thường ta dùng thiền tứ niệm xứ, còn mình hàng ngày thì dùng chánh niệm là cách đơn giản nhất của thiền quán. Còn nếu mà chúng ta ngồi xuống mà chúng ta quán á, đi quán, ngồi quán, nằm quán, đứng quán, đó là tứ quay nghi quán. Nhưng mà dễ quán nhất là ngồi, quán là dễ quán nhất, là tọa thiền quán. Tọa thiền quán, tọa thiền định, hay nó khác nhau. Thiền quán là những cái gì xảy ra trên người của mình có sẵn, chúng ta dùng tất cả các cái biết của mình để biết về nó. Mình có mấy cái biết, mình có 6 cái biết, đó là 6 cái thức, đó là tâm quả vô nhân, đó là 6 cái thức để biết về nó. Như vậy mình biết về nó để làm gì? Mình biết về nó để không sót những cái gì nó có mà mình không biết. Bây giờ á, là nó có mà mình không biết, hoặc mình biết rất ít. Mình biết về nó để mình biết nhiều hơn về nó. Nó là ai? Nó là chính mình. Cho nên á, khi mà mình nó có hai cái sự thật của chính mình. Cái sự thật của chính mình đó là sự thật của tục đế, có nghĩa là những cái gì mà chúng ta quy định ở trên thân và tâm của mình đó. Còn sự thật cái hai là sự thật chân đế, không phải quy định mà nó mặc nhiên nó tồn tại. Ví dụ như tứ đại trên thân của mình không có quy định, ví dụ ngũ uẩn thân của mình không có quy định, là 6 nội xứ, có mắt tai mũi lưỡi thân ý không có quy định, tâm và tâm sở không có quy định, sắc pháp không có quy định. Tất cả những đó nó mặc nhiên tồn tại trên thân và tâm của mình thôi, và nó diễn ra thế nào, nó vận động thế nào, chúng ta nhìn thấy rõ biết nó thì đó gọi là thiền quán. Mà biết nó từ cái chỗ chúng ta biết ít, nhìn nó lâu, nhận diện nó lâu, từ ngày ta biết nhiều hơn ở thể tục đế, rồi từ từ chúng ta thấy tánh của nó ở thể chân đế. Khi mà chúng ta biết cả thể tục đế, thể chân đế thì chúng ta sẽ có trạch pháp. Mà có trạch pháp thì chúng ta sẽ hiểu được nó sanh thế nào, nó diệt thế nào, và lúc đó chúng ta sẽ dùng chánh tinh tấn để chúng ta đoạn lìa nó, là thông qua cái con đường của thiền quán. Nên thiền quán gọi là thiền minh sát, có nghĩa là tuệ sanh ra liền trên thiền quán, mà phải có phương pháp quán. Phương pháp quán nó có nhiều cách lắm, cách đơn giản nhất là chánh niệm. Chánh niệm gì là làm gì biết đó. Chánh niệm á, làm gì biết đó. Còn nếu chúng ta có thời gian nữa tách ly ra quán tứ niệm xứ, tức là Đức Phật chia ở trên thân và tâm của mình ra 4 cái lĩnh vực. Đó là trên thân, trên dòng cảm thọ của thân và tâm, và ở trên tâm là chỉ có tâm thôi. Mới ban đầu là thân là trên hình tướng thôi, còn ở trên thọ là tâm, nhưng mà nó dính dáng tới thân và tâm. Cái cảm thọ nó có trên tâm, cảm thọ có trên thân, nhưng mà tâm tổng hợp Vedana đó là tâm. Cho nên mới đầu á là thân, rồi mới tới cảm thọ của thân và tâm, rồi mới tới tâm. Nó quán thân thọ tâm, thì đó là thân và tâm và cảm thọ trên thân và tâm. Rồi quán pháp trên pháp là quán những cái gì thân và tâm của mình đó nó liên quan với cái bên ngoài, mà cái bên ngoài nó đi vào thân và tâm của mình có thể đoạn diệt được tất cả các pháp mình cần thiết. Đó là cái đó phương pháp tu là cái pháp trên pháp. Pháp trên pháp nghĩa là giữa thân và tâm của mình liên quan với cái bên ngoài, và chính cái bên ngoài đó đi vào thân và tâm của mình để chuyển hóa được thân và tâm của mình, thì cái đó gọi là quán pháp trên pháp. Như vậy là quán tới điểm xứ. Quán điểm xứ thì minh sát tuệ này sẽ sanh ra. Như vậy là đủ tuệ rồi thì nó có thể diệt được vô minh và phiền não. Vô minh và phiền não nó kỵ nhất là tuệ. Vô minh phiền não chấp thủ kỵ nhất là tuệ. Tuệ giống hệt như cái thanh gươm sắc bén, có thể chém đứt tất cả những cái trên đời này. Thanh gươm kim cương, kim cương độ cứng bằng 10, nó có thể chém đứt tất cả những độ cứng ít hơn. Do đó mà cái gì mạnh tới cỡ nào mà phiền não mà lâu năm khắn như đá thì kim cương cũng chọc thủng luôn. Nên cái mũi khoan dầu, người ta để cái đầu kim cương trong đó, người ta khoan. Tại vì nhờ cái độ cứng nó mà khoan xuyên thủng tất cả những cái mềm ở trong đó. Như vậy thì mình ở đây cũng vậy, là chúng ta hãy quan sát tất cả những cái gì nó đang xảy ra hiện có. Từ từ chúng ta phát hiện ra, từ từ phát hiện ra, nó hay lắm. Từ từ mình thấy được mình, từ từ mình biết được mình. Vậy thì mình biết được cái không biết mà nó đang tồn tại, đó là trí tuệ. Còn nó như thế này biết như thế khác á, thì gọi là tà kiến. Nên chúng ta học pháp để tiêu tà kiến để có chánh kiến. Tiêu tà kiến để có chánh kiến gọi là chánh tri kiến. Chúng ta học pháp để có chánh tri kiến, tư duy pháp để có chánh tri kiến. Rồi á, là chúng ta tu tập để cho khai mở, cái đó gọi là tu tam tuệ học đó. Là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ là chỗ đó, để khai mở tâm trí của mình ra. Như vậy thiền quán nó hay lắm. Quý vị đó là tu mấy tháng thôi là tự nhiên là mình thấy mình hết trơn à. Khi nào thấy mình hết trơn thì trong kinh gọi là trạch pháp, trong thất Bồ Đề Phần á, gọi là trạch pháp là thấy mình hết trơn à. Thấy gì thì đâu thử mình quán còn thấy gì. Tức là thấy thân, thấy dòng cảm thọ là trải nghiệm cho đối tượng, thấy tâm sanh khởi tâm và tâm sở, và thấy tất cả pháp nó tương quan để mà diệt được pháp này như thế nào, pháp này sanh thế nào, diệt thế nào, lớn thế nào, nó nhỏ thế nào, gọi là tăng trưởng quảng đại, giảm thiểu thế nào, rồi đoạn diệt thế nào, diễn ly thế nào, là chúng ta thấy chúng ta biết hết. Còn giờ á, mình biết là biết cái sơ sơ bên ngoài thôi, chứ chúng ta không biết hết về mình, biết phần nhỏ thôi. Nên có những người á, nói thầy sao hôm qua con chửi má con mà con cũng không biết thầy. Thầy coi coi thử coi con ma nào nó nhập, có con ma nào nó nhập sân quá rồi chửi đại, sân là nổi sân, tức là giận quá nó mất khôn, còn ngu quá chửi mẹ mình vậy thôi, có ở đâu mà ai nhập, hiểu không? Mà tại vì sân nó khống chế rồi, cho nên mình không có kiểm soát được thân và tâm. Cho nên nó hàng ngày mình chánh niệm tỉnh giác tu tứ niệm xứ ít quá, nó không đủ độ mạnh. Khi mà đủ độ mạnh rồi nó mới chiến thắng được mấy cái kia. Nên cái gì vậy đó, nên nó có cái độ mạnh và cái độ yếu của nó. Cái gì cũng vậy hết á, có độ mạnh và độ yếu. Nếu mà cái gì mạnh á thì là nó sẽ chiến thắng, cái gì yếu á thì nó thua, cái gì nặng á thì nó chìm, cái gì nhẹ nổi. Cái đó quy luật của tạo hóa đó. Mạnh được, yếu thua, nhẹ thì nổi, nặng chìm, đơn giản thôi. Như vậy á, thì ở trong kinh nhà Phật á, nặng á, gọi là trọng trượt. Trọng là nặng á, cái chữ trọng là nặng đó. Nên cái tâm nào thuộc tâm trọng trượt là nó chìm nghiễm chứ. Mà chìm nghiễm theo pháp giới á, sâu nhất là địa ngục, mà cao nhất á, là cõi trời phi tưởng tưởng xứ rồi trời hữu đảnh á. Như vậy thì khi mà người ta xích thân về tâm để ra đó, ông kèm theo cái tâm nào ở trong tâm tử á, là tâm đi ra đi gọi là tâm tử đó. Nếu tâm tử là tâm trọng trượt phải không, thì nó chìm xuống địa ngục. Còn tâm vừa nó ở cảnh giới gì là địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, Atula thiện, Atula ác, rồi tới Atula thiện, cõi người cõi trời, vân vân. Tức là Atula có hai dạng Atula. Như vậy thì nó nổi lên từ từ về cái tâm trượt và cái tâm khinh. Tâm trượt là tâm trọng trượt và tâm khinh. Tâm khinh là tâm nhẹ nhàng đó, tâm khinh như tâm thiền, tâm định là tâm khinh, tâm thiện, tâm đại thiện là tâm khinh, tâm từ bi hỷ xả là tâm khinh. Còn mà tâm tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiểu cuồng xỉm hại đó là cái tâm trượt và tâm trọng trượt, thì nó chìm xuống dưới. Như vậy thì quan trọng cái tâm nào nó lớn nhất nó chiến thắng, nó trở thành tâm tử. Tâm tử là tâm khi mình đi ra đi có một tâm nó dẫn thôi, chứ không phải là nhiều tâm dẫn đâu. Tâm cận tử mới là nhiều tâm. Cận tử là tất cả các tâm mạnh nó đấu với nhau, là lúc cận tử nên cảnh nó hiện về, cảnh nó sanh tâm, nên bắt buộc cảnh phải hiện về trong tưởng, cảnh nó sanh ra tâm, chứ không phải tự nhiên có tâm, mà bắt buộc tưởng nó phải hiện cảnh về thì tâm nó mới đi theo cái chùm của tưởng, là những cái đó là những ký ức mình đã làm rồi ở trong quá khứ. Cho nên bây giờ á, nó quay ngược qua về, nên cái người trước khi chết á là họ quay về những ký ức dữ dội lắm, nó liên tục mà nó không có thứ tự. Có nghĩa là nào mạnh nó nhảy ra trước, rồi thằng nào mạnh kế nó nhảy ra, nó tranh với nhau, nó tranh liên tục. Cảnh nó tranh với nhau ở trong tưởng, và tâm nó tranh với nhau ở trong tử. Cảnh nó tranh trong tưởng và tâm nó tranh trong tử. Cho nên đó là cái tâm nào mạnh thì tâm đó nó lấy đi đường tử. Ví dụ tâm tham mạnh quá nó lấy đi thì tâm tham điện là ngã quỷ chắc rồi, hỏi gì nữa. Còn nếu mà tâm sân nó mạnh, nó lấy đi thì địa ngục chắc còn gì nữa. Ví dụ như chúng ta có tâm thiền, ví dụ chúng ta vào được sơ thiền thì thơ thiền nó mạnh nhất. Cái tâm đó là cái tâm quyết định cảnh giới đó, tâm quyết định cảnh giới gọi tâm đại thiện, quyết định cảnh giới. Thì tâm thiền nó quyết định cảnh giới. Nếu ai đều vào được sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền quyết định cảnh giới, hoặc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ quyết định cảnh giới. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã quyết định cảnh giới. Tâm sơ quả, tâm dị quả, tâm tam quả quyết định cảnh giới. Nếu chúng ta có một trong những tâm đó thì nó chắc chắn phải đi tâm đó trong cảnh thiện. Rồi nếu chúng ta có tâm ngũ nghịch đại tội á, thì là chắc chắn là tâm đó sẽ đi cái tâm quyết định. Còn nếu chúng ta có giữa thiện giữa ác mà không phải lọt vào những tâm thiện, tâm đại thiện và tâm ngũ nghịch đại tội đó, thì bắt đầu nó đấu tranh. Nó đấu tranh, nó giữ lại thân chung ấm. Nó còn đấu tranh, chương nào thắng hết thì còn thân chung ấm. Còn nó đấu tranh có ai thắng rồi thì chắc chắn tâm đó trở thành tâm tử, nó ra đi. Nhưng đa phần 99,99% lại khi chết có tâm tử liền. Còn phần có thân chung ấm rất nhỏ lắm, chứ không có nhiều. Tại vì chúng ta có làm thiện, có làm ác. Bây giờ ví dụ người tu tập phát tâm này, toàn thiện không, chắc chắn là cái tâm thiện nó sẽ dẫn đi đó, không biết tâm thiện nào thôi. Còn cái người mà không có tin nhân quả nghiệp báo, làm toàn việc ác, chắc chắn tìm ác nó dẫn đi đó. Còn người mà vừa tu vừa đi chơi đi quậy đó thì nó 50-50, hiểu chưa? Còn mà tu mà không quậy đó chắc chắn thiện nó dẫn. Còn mà ác mà không tu á, chắc chắn á là ác nó dẫn. Còn vừa tu vừa quậy á thì 50-50, còn thân chung ấm, còn cổ hồ. Cái đó là mình trên lý vậy đó, chứ nó cũng không hoàn toàn 100% vậy. Trên lý nó vậy đó. Cho nên cái thiền quán nó sẽ khai tâm mở trí của mình rất nhanh, rất tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta là muốn làm chủ lấy tâm, tiêu diệt dễ hơn. Còn mà tuệ thì tiêu diệt nó khó hơn, vì lý do chúng ta không có đủ tuệ để tiêu diệt. Ví dụ như nguyên cái cây lớn này nè, mà tệ của mình là cái con dao ba lớn nè, mà cây nó ba lớn, con dao ba lớn này ngồi mà cưa cái cây, con dao ngồi cưa, dùng cái cưa sắt mà cưa cây gỗ 800 năm, sao cưa tệ là cái cưa sắt. Còn căn bản phiền não, tỳ phiền não nó là cái cây gỗ 800 năm mà luân hồi, không phải 800 năm, luân hồi vô lượng kiếp. Mình xem cái ở trong cái bài kinh mà Thủ Chuyển Đức Phật ngày trước đó ngài nói về cái quá trình tu tập của ngài đó, thì ngài ở tứ thiền, ngài đi vào ở trong túc mạng hướng tâm đó, thì ngài mới thấy được là ngài và vô lượng chúng sanh đã luân hồi vô lượng kiếp, tới mà thầy toán số cũng không tính được, và ông thầy của toán số cũng không tính được, và ông thầy của ông thầy của ông thầy toán số vẫn không tính được con số mà ra con số để sanh tử luân hồi của một chúng sanh. Nên Đức Phật kết luận rằng chúng sanh luân hồi vô hạn định, tức là vô thủy, không có khởi đầu. Chữ thủy là khởi đầu, vô thủy không có sự khởi đầu. Cho nên đó là cái phiền não nó quân tập, nó khắn từ đó cho tới bây giờ như vậy đó. Mà bây giờ mình chặt, lấy cái gì mà chặt? Phải lấy cây dao rất lớn, cây búa rất lớn để chặt. Nên chúng ta phải quân tập đủ cái độ tuệ. Không phải ai cũng tuệ bằng nhau đâu. Nhằm khi tuệ con xíu, tuệ lớn này. Ánh sáng ngọn đèn, ánh sáng ngọn nến, ánh sáng các vì sao, ánh sáng mặt trăng, sáng mặt trời, nhiều cái độ sáng khác nhau của cái tuệ nó mở ra đó. Nên mình tu tập là tuệ thì đánh các cái phiền não này phải cái tuệ rất lớn mới có thể đánh được những cái phiền não gọi thâm căn khú đế, lâu đời lâu kiếp được. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu tập thiền định đó, thiền định làm tóm nó bắt lại, nó chối chân chối tay phiền não lại, rồi lúc đó dùng tệ mới cắt. Nên cái việc thiền định nó sẽ làm chủ được tâm, cái thiền định quý vị sẽ làm chủ được tâm. Nên ngoài tu thiền quán ra, mình dứt phát phải có tu thiền định. Không có tu thiền định quý vị, chúng ta làm khó làm chủ lấy tâm, khó kiểm soát lấy tâm lắm. Nên ở trong kinh Đức Phật dạy một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong Sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, ngồi xuống chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mắt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Đó là bắt đầu là đi vào trong cảnh giới thiền định đó. Bắt đầu người ta dùng 40 cái đề mục của thiền định. 40 đề mục thiền định là gì? Tức là chúng ta dùng quy ước. Thiền định là gì? Thiền định để nhập định. Nhập định là gì? Nhập định tức là chúng ta chỉ còn có một căn với một cảnh. Nếu ai làm được còn một căn một cảnh thì cái đó là định. Còn định sâu hoặc không sâu tùy vào đối với cái cảnh đó như thế nào. Bây giờ ví dụ như ta có 5 căn phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mà một căn nó có rất là nhiều cảnh, tướng chung và tướng riêng thì nó có rất là nhiều cảnh. Thì ở đây cũng vậy, là tai mình cũng vậy á, nó có âm thanh cũng có tướng chung, tướng riêng. Nó nhiều cảnh nên nó sanh nhiều tâm và tâm sở khác nhau. Mà tâm và tâm sở á, nó sanh khác nhau nên gọi là tâm loạn động chứ không phải là tâm định. Tâm loạn động mà trong nhà Phật đó gọi là phóng dật buông lung á, là tâm loạn động. Cho nên bây giờ mình muốn á, định có nghĩa là gom tâm về một chỗ. Tâm không phải như là lúa mà mình gom lại. Gom tâm về chỗ có nghĩa là mình tập. Khi mà đối cảnh chúng ta dùng một căn, và cái đó là dùng căn để đối cảnh. Dùng một căn trong khi chúng ta có 5 căn mà dùng một căn thôi. Nếu chúng ta sử dụng bằng căn tay trong dĩ căn liên viên thông á, thì chỉ không dùng các căn khác, chỉ dùng căn tay thôi. Nếu chúng ta dùng căn mắt thì chúng ta chỉ dùng căn mắt thôi, không dùng các căn còn lại. Có nghĩa là sử dụng một căn và nhiều cảnh, tướng chung tướng riêng, chúng ta sử dụng một cảnh thôi. Đó là đề mục. Đề mục tức là một cảnh. Ví dụ đề mục Ca-si-ná thì có xanh vàng đỏ trắng đất nước gió lửa hư không ánh sáng. Chọn một cái trong 10 Ca-si-ná này. Tại vì Đức Phật bằng tuệ chi và bằng thực nghiệm của chính bản thân của Ngài tu tập với cội cây ở Bodhgaya, ở Ngạch Ni Liên Thiền á, thì Ngài mới thấy được rằng nếu chúng ta dùng bằng mắt thì chỉ có 10 cảnh này dễ dàng sanh định nhất. Đó là xanh vàng đỏ trắng đất nước gió lửa hư không ánh sáng. Bữa hổm có Phật tử là thầy ơi thầy, con dùng màu tím được không? Là Phật dạy xanh vàng đỏ trắng, sao giờ hỏi thầy màu tím được không? Còn có cái anh kia, anh kia đi cái tướng cũng đây, thầy ơi thầy, con dùng màu hồng được không? Ông Phật dạy xanh vàng đỏ trắng, còn đây là tím hồng nữa là được, nhưng không có nhập định được, nhập bệnh không nhập định được. Phật dạy xanh vàng đỏ trắng dễ dàng vô định, cho con dùng màu tím được không, màu hồng được không? Bởi vì Phật tử mình nhầm người cũng dễ thương ghê gớm lắm. Dễ thương mà thương không dễ đó, nói thì dễ thương mà thương không có dễ. Ông Phật chỉ Ca-si-ná có 10 cái đề mục vậy mà mình còn chế thêm màu tím màu hồng vô nữa, tự pha nữa. Đâu phải là dân pha rượu đồ đâu. Như vậy chúng ta là người ta ví dụ như á, có màu trắng thì người ta lấy cái đĩa màu trắng á, khoảng chừng 3 tấc vuông, 3 tấc tròn. Người ta nhìn màu trắng mà nhìn cái trắng, đừng nhìn cái màu. Dĩa màu trắng đừng nhìn cái dĩa mà nhìn cái trắng mới đúng. Tại vì chúng ta đang nhìn cái trắng, mà nhìn bằng mắt trắng đó, nhìn riết nó thì chúng ta chỉ cảnh nó chỉ còn có trắng thôi, không còn gì khác hết á. Thì lúc đó bắt đầu vào sơ định á, nó là nguyên tắc, đang nói tới nguyên tắc nha. Còn đây chúng ta không nói tới là Pháp-á-ná, cái sự thực hành của nó thì phải có một thầy chỉ dạy. Tức Pháp-á-ná ở trong Pali là sự thực hành thiền đó. Thì phải có thầy chỉ dạy. Thì mình nhìn vậy, rốt cuộc mình lơ xung quanh chỉ còn có nó. Khi chúng ta nhắm mắt lại thì cái quan tướng của nó chứ không phải là chính nó. Chính nó là đối tượng con mắt, mà quan tướng của nó khi chúng ta chỉ còn có nó sẽ xuất hiện quan tướng là những đốm trắng đó. Đó chính là cái đó đó, từ đó mình nhập định vào trong đó đó, đại loại vậy đó. Thì đó gọi là thiền định đó. Thì mỗi khi chúng ta ở trong định á, cái cảnh gì nó sanh tâm đó, mà tâm gì thì cảm thọ đó. Cho nên ở cảm thọ trong định, cảm thọ hỷ và lạc nên sướng dữ lắm. Cái người nào nhập trong định cái một là sung sướng dữ lắm, hạnh phúc dữ lắm, an vui dữ lắm. Cái mà hạnh phúc của thế gian là cái cảm thọ để thỏa mãn các cái dục lạc, là thảm đau lạc, cảm ơn khổ, cảm thọ xả đó. Nó không có lạ gì cả so với cái cảm thọ tinh thần. Khi thiền định là cảm thọ tinh thần, nhập được sơ thiền thì tầm tứ hỷ lạc định là 5 cái chi thiền nó xuất hiện đó. Thì trong đó có hỷ và lạc. Chính cái hỷ và lạc của tinh thần nó lớn hơn hỷ lạc của vật chất. Chúng ta sống hồi nào tới giờ nè chỉ hỷ lạc của vật chất thôi, là tức là độ hạnh phúc. Hạnh phúc là cái độ thỏa mãn hỷ lạc của vật chất. Còn cái này á là thỏa mãn hỷ lạc của tinh thần. Tinh thần nó dữ hơn vật chất. Ví dụ như á, chúng ta đau trong thân á thì chúng ta có thể chịu nổi, nhưng chúng ta đau trong tim không có chịu nổi. Cái người đau trong tim là không có chịu nổi. Ví dụ như á là mình rất thương yêu đứa con mà nó gạt mình hết lòng đối với ông chồng mà ông lừa dối mình chịu không có nổi, là đau ở trong tim. Cho nên cái người mà bị tinh thần á là họ không chịu nổi. Do đó cái người bị tinh thần, bị stress trầm cảm mà bị tinh thần đó, nên họ không có chịu nổi. Nên nó nhầm khi á, là người ta gặp đông ta nhảy đó, gặp sông nhảy sông, gặp cống nhảy cống, mà nên nó ta chịu không nổi. Bữa nay tự cười lắm, thầy đang đi giảng ở trên đường á, trên đường Đông Tây á, có ông kia ông nhảy sông tự giận quá trời, người ta coi đông luôn, ông nhảy đung, ông tự giận. Ông chưa nhảy, ông đứng trên cái thành cầu á, ông đứng ông chồm quắt. Rồi người Việt mình hay lắm, cái gì mà có cái gì mà lạ lạ chút xíu là dừng xe lại, kẹt xe đoạn đường luôn à. Ai là ông nhìn lại nè, mà mình cũng dừng mình coi có gì ha. Ông chồm ông nhảy xuống cái đùng một cái, ồ ở trên này la quá trời la luôn. Cái đợi đâu cân phúc ông nội lên, ông lội vô bờ, ông đi về. Ông biết lội, ông nhảy xuống không có chết được, biết lội nổi lên nổi phình à. Để bởi vậy là ai biết lội đừng có nhảy cầu, sao chết, biết lội sao chết, chứ nhảy xuống ống cống á, mà không phải chết vì nước mà chết vì ống cống thúi á, nó bị nhiễm trùng. Bởi vậy nên đó, chúng ta mới thấy á, là con người ta muốn giải thoát nên ta thoát khỏi cái dòng cảm thọ hiện tại, chứ thực ra thoát khỏi dòng cảm thọ này qua cảnh khác nó sẽ bị cái cảm thọ khác, có thể cảm thọ khác nó khốc liệt hơn cảm thọ này. Cho nên á, mình do không đủ tuệ á, mình mới làm mình tính trốn khỏi cảm thọ này, nó sẽ trốn khỏi cảm thọ khổ, nó là cảm thọ lạc. Dạ xin thưa, trốn khỏi cảm thọ khổ nó thành cảm thọ khổ hơn, chứ không phải lạc. Cho nên á, trốn khỏi cảm thọ đó, nên đừng có bao giờ mà mình nghĩ tơ tưởng đến quá trình trốn khỏi cảm thọ khổ ngày hôm nay để tìm cảm thọ lạc. Không phải đổi cảm thọ khổ là cảm thọ lạc, mà muốn đổi cảm thọ khổ thành cảm thọ lạc nó phải có phương pháp. Đức Phật dạy chúng ta đang khổ nè thì chúng ta buông xả, rồi chúng ta thiền định, thiền quán, hoặc là chúng ta làm phước đó, nó sẽ quả báo, nó sẽ làm thay đổi cảm thọ của mình từ từ, thì cảm thọ đó mới là lạc. Chứ không phải là chúng ta hủy diệt cái tại chỗ này nó sẽ được cái khác ngon lành, là không phải. Cái đó là mình tự nghĩ ra thôi, chứ không phải là lý của vũ trụ. Lý vũ trụ, đạo lý vũ trụ là Đức Phật mới biết thôi, tuệ của Đức Phật mới biết. Còn tất cả các cái tệ chúng sanh là thường á, là chúng ta suy nghĩ sai lầm hết, chúng ta không có suy nghĩ đúng vậy. Còn điều thứ 6 á là tùy duyên mà giúp đỡ người ta, có nghĩa là biết chia sẻ yêu thương đó, tức là an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp giàu, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên những người cư sĩ của mình á, nhớ là san sẻ yêu thương nha, không phải là cầu phước không. Cái nhỏ là cái phước, khi ta san sẻ yêu thương cái nhỏ là cái phước, cái lớn là lòng từ. Người nào có lòng từ khỏi cần tu, lên cõi trời, chết lên cõi trời. Tại vì cái lòng từ đó không phải ai cũng có được. Cái lòng từ bi á, là cái lòng mà chúng ta thấy chúng sanh khổ mà thương, thấy chúng sanh khổ mà giúp. Nên mình học kinh Tứ Đế mình sẽ dễ dàng sanh lòng từ. Tức là Đức Phật dạy cuộc đời này là đau khổ, nên tất cả chúng sanh từ già đến trẻ, từ nhỏ đến từ giàu, nghèo, từ có quyền lực không có quyền lực, từ có trình độ không có trình độ, đều là khổ hết. Tại vì chúng ta đang sống trên cái đau khổ, đang sống trong cái nhà tù của tam giới. Nên Kinh Pháp Hoa nói là tam giới này như nhà lửa vậy đó, ai cũng khổ hết trơn á. Nên chúng ta gặp cái là chúng ta phóng đạo từ bi qua liền, là gọi là tập từ bi vậy đó. Gặp cái phóng đạo từ bi, còn không gặp ai hết thì dùng tưởng từ bi, gọi là quán tưởng từ bi. Nếu ở trong nhà mình ngồi, mình thức dậy thì mình ngồi vậy, không gặp ai hết, quán tưởng từ bi. Còn mình gặp ai thì mình nào phóng đạo từ bi trực tiếp ở đó. Thì có hai cách để quân tập lòng từ bi. Mà có từ bi rồi thì chúng ta làm giúp đỡ đời á, thì chúng ta không có bị giới hạn. Nhưng mà nếu có từ bi không, mà không có đủ trí tuệ phân tích thì giúp đỡ người ta dễ bị gạt và lợi dụng. Còn nếu chúng ta có trí tuệ xen vào thì hạn chế gạt và lợi dụng hơn.